có chỗ lấy hình ảnh. Ừ. Gì vậy? Thấy hình ảnh là quảng cáo luôn, mất dạy không? Mới này anh có cho phép hết chưa? Cái mẹ cái mày nhỏ nhỏ mà cho nó kêu chút cháu. Thấy con bự bự bóp nó lại. Ừ, kiếm cháu rồi. Hồi đó toàn xài hình người nước ngoài không mà bây giờ mới xài hình người Việt Nam, người Việt Nam được anh luôn. Vậy cũng đỡ mày. Không, có cái tự hào cũng có cái bực trong đó lấy hình ảnh của anh. Rồi. Trong thời gian chờ đợi mấy bạn vô đâu con xe đi mấy bạn. Xe đi này xuyên tạc ghê lắm nha. Xe đi mấy bạn ơi. Mấy bạn không xe vô gì chỉ bài lại vô đam lũng đầu nè. Nhiều xe mới vô vấn đề nha. Mấy bạn cứ tạo nick để mà xe thôi. Thường thường bằng xe cho mấy cái group đó, nó lót ngạt bằng luôn á. Bằng tạo nick khác vô nữa. Thánh xe. Hôm qua cũng có thằng em của em á, nó làm IT mới học á. Ừ. Nó chơi với em cái nó cũng theo dõi anh nè. Ừ. Cái nó nhắn tin nó kêu nghe giọng quen quen. BCA. Dạ. Chào chị Thanh. À, một phiếu không tán thành hả anh? Tao cũng chả biết mình phiếu kính mà, dù có thể người ta bỏ phiếu trắng, có thể là người ta chả bỏ, ai biết được. Em thánh xe luôn hả? Chừng nào nhiều xe anh mới vô vấn đề nha mấy em. Chân Dung Nguyễn bỏ một ly rồi hả? Nghe anh Bình mà nghe sướng tai. Phê không? Phê không? Bên lưu ly có cao thủ. Ở bên chết nha. Bên ông lưu ly có cao thủ mấy bạn. Thằng kia hỏi ghim kìa, vô tư vấn đi em. Game có đàn em anh lo nha. Xe đi mấy em ơi, vô bài với mấy em xe đi. Vấn đề này là gì, mày bị mù chữ hả? Ông Luli giống khóc kìa, khóc gì? Đam không lại ông sân tay hả? Đúng rồi, phân tích chứ quyết định gì. Mình là người dân quyết định gì trời, phân tích cho người ta hiểu, hiểu không? Hiểu hiểu sự vật hiện tượng một mức độ trung thực nhất. Chào bốt yêu, em set up xong hết rồi, chờ khuya nên lên sóng. Cái tên kinh là độc quyền đó nha, tên kinh nó rất là hay. Em chậm một cái là chết. Anh nên khuyên em đặt cái gì, Di Nguyễn Đam Trẩu đúng không? Em đặt một cái Di Nguyễn Đam với một cái Di Nguyễn Đam Trẩu, em phát triển hai song song đi. Chứ không á, em đặt Di Nguyễn Đam phát triển thời gian xong, cái thằng kia thêm chữ Trẩu vô một cái nữa là đâm ra hả, là nó ăn will của mày á. Nghe không? Mấy cái chuyện làm truyền thông này chỉ có tao trong nghề, tao mới chỉ chiêu cho. Nó hiểu bởi gì? Xe đi mấy bạn ơi, trên 300 vô bài nha. Cái thằng mà nó đặt cái clip gì à, những màn chém gió bá đạo của Duy Nguyễn đó mấy bạn. Nó làm cái kinh ngắn quá. Thí dụ như mày làm có 1 phút mấy vậy ba? Bèo bèo cũng phải 4-5 phút người ta nghe mới đã chứ. Mà làm mấy cái phút mấy nghe chưa phê. Em nghĩ bác Trọng không tự bầu cho chính mình. Ừ cũng có lý nha. Em cái suy nghĩ của em là có lý nha. Vì uống mát ngọt quá hả? Pha nhiều nước vô em. Bữa nay tính không đam, nhưng mà bị accident không đi chơi được nên phải đam em. Tính nhường trong lô ly. Mà lô ly ổng dẹp trong sân tây không có nổi.
khổ quá chứ. Mà lên 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 ông Luli, lên bên ông Luli á nó bị vọng tiếng không nói được. Anh Duy làm YouTube không bật quảng cáo, YouTube nào anh có đàn em nó làm chứ anh cũng có làm nữa em, đàn em nó làm mà. Vô xe đi mấy em ơi, 300 vô bài nha. Hôm nay công nhật ba sọc ẵng gì quá. Nó ẵng ở đâu? Tao đâu có thấy nào ẵng đâu. Đâu mày xe vô rút rút ba sọc đi, để cho nó vô đây nó ẵng cho tao trả lời cho. Tại sao bắt Dũng không ra làm với anh? Mày điên thấy con kia. Bắt Dũng người ta về hưu năm nào rồi, bây giờ bắt Dũng ra làm sao? Mày thấy có ai về hưu xong ra làm nữa không? Má cái con này nó khùng khùng hay sao á, Nó nghi làm mày như phản động chìm quá mày ơi. cầu thủ giải nghệ rồi cái ra đá Nó hỏi mấy câu điên điên sao đâu á nha, mà công nhận nó coi cũng nhiều rồi chứ đâu phải nó mới coi đâu. Tổng bí thư kiêm chủ tịch nước mô hình thu nhỏ của thiên triều kìa. Ủa mày có thiên triều nữa hả? Thiên triều của mày là nào, kể nghe chơi coi. người cõi trên. Nó trên núi mấy em, thằng này nó sống chắc là thế kỷ thứ thứ 8 thứ 9 vậy nè. Nó lúc đó là Việt Nam bị Trung Quốc đô hộ nên nó là thiên triều của mình. Nó hình như nó mày đi cổ máy thời gian tới đây hả? Fan cuồng của cổ thiên lạc phải không? Tên là gì? Hạng Thiếu Long hả? Sao này đẻ con ra là hạng võ mới ghê chứ. Ăn cơm cá khô nói chuyện nhà nước. Mày ăn cơm cá khô kệ mày chứ tao đâu có ăn cơm cá khô đâu, tao ăn cơm cá tươi mày ơi. Xe chưa mấy em, đủ xe anh mới vô bài không, anh cứ nói nhảm nhảm gì đó mấy em mất thời gian ráng chịu thiệt mà. Tại sao không có ai mà có một mình Bác Trọng vậy anh? Có ai là gì mày? Một đảng cử một người, nước mình là đảng cộng sản lãnh đạo thì cử ra Bác Trọng là đúng luật rồi. Không lẽ một đảng khùng cử ra 10 người ba, mày điên hả? Đúng không? Thí dụ như bây giờ mày một đảng mày cử ra 10 người thì 10 người đó dọn ở trong đảng cho nó gọn đi rồi xong mày cử ra một người mới đi đá. Đúng không? Ra quốc hội bầu là cho quốc hội duyệt lần cuối thôi má. Tức là đảng không, tức là trong đảng người ta đã ký nháp rồi. Mày méo hiểu cái gì về luật pháp Việt Nam hết. Tao nói chuyện tụi bay chán thấy mẹ, nói đùi gối sướng hơn. Đúng không? Tự nhiên ở Việt Nam cái mày coi bầu cử Mỹ cái mày nhiễm đạn hả mày? Bực mình ghê đó anh chị em. Thôi xe lai đi mà. Hồi nãy vấn đề đó thằng kia ông Sơn Tây em cũng hỏi. Trời chú Bình Phương chú trả lời nhức đầu quá. Chú trả lời như vậy tụi nó không có ép phê đâu, chú phải đưa con. Mấy em hiểu không? Trả lời dễ hiểu không? Dễ hiểu thì phải xe lai nha. Thí dụ như bên Mỹ nó hai đảng thì nó cử ra hai con gà, đúng không? Nước nào 10 đảng thì nó cử ra 10 con gà, một đảng cử một gà thôi chứ một cái đảng nào khùng ra cử 10 gà đi đá không? Hỏi mày vậy thôi. Còn bên Mỹ thì nó đâu, nó bầu cử sơ bộ thì nó cử ra 10 con gà, kệ mẹ nó chỉ là sơ bộ thôi, nó chưa vô chính thức mà. Còn chính thức thì một đảng một gà đó là luật. Anh nghĩ gì về Bác Trọng không có đối thủ? Đâu có gì đâu phải nghĩ, Bác Trọng đối thủ nhiều lắm mày ơi. Bác Trọng ở trong đảng đối thủ nhiều lắm, nhưng mà gọi là bác dẹp hết mấy đối thủ đó rồi, bác là người chiến thắng nha. Xong rồi bữa nay là bác ra bác nhậm chức thôi. Tụi bay không hiểu gì pháp luật Việt Nam hết, tao chán tụi bay quá à. Hình như hồi nhỏ đi học môn pháp luật đệ cương bị rớt hả mày? Shh.
Rap với Vinasun, anh Duy theo phe nào? Vinasun chứ phe nào mày hỏi ngu. Một công ty Việt Nam với một công ty nước ngoài mày hỏi theo phe nào? Tao là tinh thần là Việt Nam dân chủ, đúng không? Cộng hòa, Việt Nam là đệ nhất, Việt Nam là đế quốc, đúng không? Việt Nam dùng hàng Việt Nam phải yêu Việt Nam phải binh Việt Nam. Bài tuyên thệ của bác Trọng hay quá anh. Đúng rồi em. Xe chưa lên 300 wheel vô bài đi mới trả lời câu hỏi nha. Mấy xe rồi mấy em? Mấy xe rồi chị em? Ba trăm đâu mới 298 à. Học vấn Việt Nam bây giờ 9 trên 12 là nhiều hả? Thảm vậy. Bao nhiêu xe để em coi giùm anh bao nhiêu xe. À, chú Bình Phương là cao thủ thì chú là người thế hệ đi trước mà. Nói chung là chú Bình Phương trả lời là những người như Duy hiểu, còn ông Sơn Tây là thua rồi. Chị chào sao gì Rồi chào em. Rồi xin vô bài nhóm em. Hiệp định rồi hạt nhân cái đầu cha mày biến mày. Chỗ tôi đang nói chuyện với bác Trọng cái mày cứ xỏ xỏ hiệp định hạt nhân. Nói cái gì đó cái đó. Rồi vô mấy em. Tức là hôm nay á là cái ngày mà gọi là bầu cử chủ tịch nước đó. Do chủ tịch nước Trần Đại Quang bị mất do bệnh. Thì bà Đặng Thị Ngọc Thịnh bà lên bà làm quyền chủ tịch nước trong vòng mấy ngày đó. Thì Quốc hội hôm nay họp bàn bạc với nhau, đúng không? Quyết định bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên làm chủ tịch nước của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với số phiếu bầu là gần như tuyệt đối. Là nhiêu ta? Là 476 phiếu trên 477. À hiểu không? Thì thường thường á mấy thằng phản động nó nhìn vô cái số này nó ẵn, nó khổ vậy đó, nó ẵn mà nó ẵn cũng đúng, đúng không? Tại vì nó không hiểu được pháp Việt Nam, tại vì nó hiểu nó nghĩ rằng bầu thì phải có hai gà ra đá đó, nó không hiểu cái cơ cấu bầu cử của Việt Nam nó khác, đúng không? Cơ cấu Việt Nam bầu cử là cái gì? Đầu tiên á là trung ương đảng đưa gà ra đá, mà bây giờ Việt Nam mấy đảng? Việt Nam có một đảng thôi. Đó, thì đầu tiên để có được Bác Trọng ra đó thì Đảng Cộng sản phải ngồi họp hành với nhau biểu quyết bỏ phiếu các kiểu để đưa ra một cái sự thống nhất chung. Một người đó là Bác Trọng ra Bác Trọng ra ứng cử chức chủ tịch nước với sự giới thiệu của Đảng. Hiểu chưa? Cái chỗ này nó quan trọng. Vì thì nó giống gì với mô hình bên Mỹ, đúng không? Bên Mỹ nó có hai đảng thì cái việc làm nó nhân đôi. Còn ở Việt Nam này nó một đảng là việc làm này nó không nhân đôi vậy thôi. Ở bên Mỹ á, ông Trump ông là đại diện của đảng Cộng hòa đúng không? Đầu tiên đảng Cộng hòa đưa khoảng chừng 20 con gà ra đá thì anh chả nhớ bao nhiêu nhưng khoảng thôi, đưa 20 con gà ra đá thì 20 con gà này chém gió khắp thiên hạ nước Mỹ luôn đó. Rồi cuối cùng con gà chiến thắng là Donald Trump, gà đầu vàng, hiểu chưa? Rồi phía bên kia cũng có con gà đầu vàng khác là bà Hillary Clinton đó, hai con gà ra đá trận chung kết. Thì ở bên Mỹ nó khác cái vụ đó. Đại cử tri nó sẽ quyết định con gà nào ăn. Nè, và kết quả ông Trump ăn, bà kia lên đường. Hiểu chưa? Còn ở Việt Nam này thì sau khi mà Bác Trọng ra ứng cử chức chủ tịch nước thì Quốc hội mới bỏ phiếu bầu. Trong trường hợp mà Quốc hội không đồng ý thì đảng phải cử người khác ra. Đúng không? Đảng phải vô làm lại, đảng phải cử người khác ra. Còn bây giờ đó là Quốc hội thường đó là Quốc hội sẽ đồng ý. Tại vì sao? Vì đơn giản đó là Việt Nam mình á nó hoạt động theo cái mô hình đó là đảng cộng sản lãnh đạo, đúng không? Quốc hội duyệt. Mà trong đảng cộng sản và quốc hội á, trong 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 quốc hội có rất là nhiều đảng viên, thì những cái người đảng viên này á, người ta cũng đã tham dự cái cuộc họp trước đó rồi, đúng không? Tham dự cuộc họp trước thời Bắc Trọng, lúc mà ứng cử Bắc Trọng ứng cử đó rồi, thì cái sự đồng thuận gần như là nó tuyệt đối, nó là vậy thôi. Nên cái việc mà quốc hội quyết định đó, nó khi mà chúng ta coi đó nha, khi mà chúng ta coi thấy quốc hội quyết định đó, nó thật sự nó không mang cái tính chất mà là hội họp, nó không mang tính chất hội họp, mà cái sự hội họp là lúc mà đảng họp đó, nó mới là hội họp đó. Còn quốc hội đó, như một cái thủ tục,
Đó, theo hiến pháp quốc hội làm vậy. Thì bây giờ là quốc hội thường thường á, là đảng đảng sau khi đã thống nhất chọn một người rồi đó thì quốc hội sẽ chọn, thường là vậy, chứ hiếm cái nào thấy trường hợp mà không chọn, nên cái việc đó nó khác nhau vậy thôi. À, cụ hơi già hơi lớn tuổi, đúng đúng Samuel nọ đổ nói đúng, nhưng mà giờ cụ Trọng á thì đã đi được nửa con đường rồi. Thì giờ con đường cuối cùng thì tốt nhất vẫn là để bắt bắt Trọng đi thôi, chứ ai đi được, đúng không? Bắt Trọng là người đấu tranh chống tham nhũng rồi chống lợi ích nhóm, hiểu không? Thì giờ nó đã lên tới đỉnh điểm rồi, bao nhiêu ông vô tù ra khám rồi thì bắt bắt Trọng phải làm tiếp thôi, và nó còn bao nhiêu vụ ở ngoài nữa chuẩn bị khởi tố, không ai làm tốt không bắt Trọng trong hoàn cảnh này. Đó là mình nói cho các bạn hiểu về cách mà gọi là bầu cử từng chức vụ ở Việt Nam, hiểu không? Mình phải hiểu luật, nếu mà mình làm đúng luật thì thôi không gì cả, còn mình làm sai luật thì nó mới là vấn đề. Còn tất nhiên nước nào chả có luật của nước đó, nên các bạn đừng có bao giờ ở trong cái gọi là nước Mỹ, đúng không, mà bạn nhìn về luật Việt Nam và ngược lại, nó tào lao lắm, người văn minh không ai làm vậy chứ nha các bạn, hiểu không? Đảng cử quốc hội duyệt mà quốc hội toàn người của đảng thì quốc hội khác gì đảng, nó khác về mặt hành chính thôi, nhưng con người cũng chừng đó, tức là khác về cái nhiệm vụ, còn về con người thì cũng chừng đó em. Nên nói chung á, cái mô hình của nước mình các bạn hiểu đó, có một cái sự đồng thuận rất cao đó, có một cái sự đồng thuận cao lắm. Chứ còn bên nào chả vậy, đúng không? Bên nào cũng vậy thôi, bên Mỹ nó cũng là người trong đảng thôi, nhưng mà nó là hai đảng. Còn bên Việt Nam á là người trong đảng nhưng mà một đảng, trong đó có mấy ông không theo đảng, nhưng mà cái số không theo đảng ít. Hồi nãy đọc nghe được cái bài gọi là phát biểu của sau nhậm chức của chủ tịch nước, nghe xúc động mà nghe, nghe em xúc động. Rồi đọc thêm những cái bài về gọi là tài sản của chủ tịch nước nữa đó. Chủ tịch nước thì nghe nói nhà thì nghèo thì không phải dạng nghèo, nhưng mà giàu thì không phải dạng giàu, đi làm thì có tiền lương tiền thưởng này nọ đó. Rồi bác Trọng chia làm hai, một phần đó là mua trái phiếu chính phủ, phần còn lại thì là gửi tiết kiệm. Nhà thì không có nhà riêng, ở nhà tập thể, ở nhà của cán bộ á, mà cái nhà của cán bộ thì nó bự nó nhỏ gì cũng chả biết, nhưng mà chị nghĩ chắc nó nhỏ thôi, thường thường nhà cán bộ không có bự đâu, nhà nhà công mà đó. Gia đình thì sống cũng giản dị. Rồi mấy ông trong quốc hội cũng nói bác Trọng là tấm gương liêm khiết đó, chí công vô tư cần mẫn này nọ, nói chung là nói tốt lắm. Bên lưu ly cứ kêu gì mãi, bên bển em lên em bị vọng tiếng, nói không được. Bây giờ bác Trọng có hưởng hai lương không ta? Theo luật có là hưởng hai lương mà thực tế thì tao không biết nha, tao cũng chả biết. Nói chung là bác Trọng mà làm cái chức này là may mắn của dân tộc, cái đó nói thiệt. Các bạn cho dù đúng hay dù sai thì các bạn phải thừa nhận cái điểm này của Duy, đúng không? Nếu mà bây giờ á các bạn không phục cái điểm này á thì các bạn giải tán luôn Đảng Cộng sản đi chứ để làm gì, đúng không? Nhưng mà khi các bạn đã tôn trọng cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản thì cái việc mà bác Trọng hợp nhất cái chức này lại, làm luôn cái chức này, xét về quốc gia, xét về ngoại giao này nọ, có rất nhiều cái lợi. Như Duy đã phân tích trong những cái trước. Em thích bác Nguyễn Xuân Phúc hơn, thì bác Nguyễn Xuân Phúc thì làm thủ tướng chính phủ đó mày. Đó. Chứ bác đâu có gì hung đâu trời, hiểu không? Tại sao có lợi thì gì, đi công du nước ngoài nó dễ lắm, chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước, đứng đầu nhà nước thì những cái quan hệ về đối ngoại rất là ok, đối nội nó cũng rõ ràng. Chứ còn bây giờ hiện tại bây giờ không có ai mà có đủ uy tín đứng cái chức này, không có người. Nó vừa là hoàn cảnh
hoàn cảnh của đất nước, nó không vừa là xu thế của thời đại nữa, nó khổ vậy. Mấy bạn không hiểu, bạn có cố tình xuyên tạc, tôi bảo đảm với bạn á, bây giờ ông nào lên nó tụi nó cũng xuyên tạc hết á, khổ vậy. Bà Ngân là người Bến Tre hả? Đúng rồi, thống nhất giang hồ, thiên thu vạn đại, vạn tuế vạn tuế, mày coi Nhật Nguyệt thần giáo hả? Theo anh một đảng hay hai đảng là tốt, nói chung á thì theo tao một đảng hay trăm đảng thì tao cũng không thấy cái gì sự khác biệt hết, đối với tao đó không phải là mấu chốt của vấn đề đó, hiểu không? Chủ tịch nước làm những việc gì với anh sao tao biết? Đối nội đối ngoại tặng thưởng, ví dụ như mốt tặng cho anh Duy là danh hiệu đam trẫu cứu nước số 1 hạng nhất á, thì là phải là chủ tịch nước ký nha. Huân chương lao động hạng 1, hạng 2, hạng 3 này nọ, rồi ra nước ngoài công du bắt tay với thủ tướng, bắt tay với Trump Tiết này nọ kia, Putin nọ. Xưa giờ mấy nước tư bản không xem tổng bí thư là nguyên thủ quốc gia. Đúng rồi, cái thời mà ông Trump ông mời tổng bí thư qua là nó cũng là có một sự thay đổi á, cũng có một cái sự mà gọi đáng suy ngẫm á. Nói chung bên Bigo á là mấy em ngu nhiều quá, anh không có trả lời bên Bigo nha mấy em. Mấy em coi phim nhiều quá mấy em bị khùng. Bây giờ tao chỉ hỏi mày một câu thôi nè, mày nói Bác Trọng là hút máu của dân, đúng, tham nhũng tiêu cực đúng không? Vậy tao hỏi mày, hút máu của dân rồi máu cất ở đâu? Tham nhũng tiêu cực về tiền giấu ở đâu? Trả lời lẹ. Còn mày nói là gửi tài khoản Thụy Sĩ ngân hàng thì mày cho tao số tài khoản tao kiểm tra. Còn mày nói không được thì mày câm cái mỏ mẹ nó lại giùm tao đi, nhức đầu quá. Hiểu không? Anh nghĩ sao về bác Vũ Đức Đam? Bác Vũ Đức Đam thì cũng đẹp trai, gần bằng tao rồi đó. Nói chuyện mất dạy mày với tao chẳng ra hệ thống gì hết, thì mày biến đi, tao mệt quá à, tao không cần phải lo nói chuyện theo ý mày nha. Khổ thế chứ, mới chê bên Bigo trẩu, bên Facebook có một thằng trẩu lòi ra nữa, khổ vậy mà trẩu già nó mới đau chứ. Tài khoản gửi cho Duy Nguyễn hết rồi hả? Thôi bỏ Bigo đi anh, không bỏ được em, Bigo gái nhiều lắm sao bỏ được, hiểu không? Rồi mấy em có đam xuyên tạc gì không, câu nào để anh Duy trả lời lại á? Cái vụ Bắc Trọng là anh Duy đồng ý và thống nhất hoàn toàn rồi đó nha, nhà anh ở gần mà Bắc Trọng rảnh là bữa nay anh lại anh biếu Bắc Trọng một bộ ba thần thánh rồi đó, thấy Bắc Trọng nói chuyện thân thiện quá mày ơi. Bà Ngân tuyệt diệt sư thái. Hiểu không? Tụi nó không nói lịch sự được hay sao á, cứ chọc tức anh Duy, kệ nó đâu sao đâu em. Rồi đam nâng câu giờ nó móc háng má nó ra nó hửi luôn rồi kìa, ghê thiệt chứ. À, anh thấy ông Sơn Tây ngày càng xỏ lá, xỏ lá là bản chất của ổng, kệ ổng đi, đâu có ai bị xỏ lá mà chết đúng không, chỉ có bị xỏ kim bởi Congo nó mới xuất huyết nội tạng là chết thôi anh. Ngày xưa em dùng chữ xỏ Hán mà giờ em đổi là chữ xỏ Kim nha. Cái chuyện mà đô la bị phạt là đúng rồi, nhưng mà không phải là chủ đề của diễn đàn này. Chủ đề hôm nay tao nói về chủ tịch nước, những vấn đề liên quan tới chủ tịch nước. Anh Duy có họ gì cô Kim Ngân không? Cô Kim Ngân là cô ruột tao mà. Vô lẹ đi mấy anh ơi, mấy em chọc đam cho nó lẹ xe vô mấy group kia đó cho nó cãi cho vui. Thánh xe đâu rồi, xe lẹ đi mấy em. Ui live stream mà tôi không xe chán quá à. Anh thu nhập từ nguồn nào? Anh phát live stream một tháng nhà nước trả anh 500 triệu nha. Em cứ tìm hiểu kiến thức để em làm live stream giống anh đi, một tháng nhà nước trả cho 500 triệu, trích từ tiền thuế của dân nha.
Chủ tịch nước chống tham nhũng à anh? Chống tham nhũng là nhiệm vụ của toàn đảng toàn dân em, không riêng gì chủ tịch nước nha. Cứ nghe thấy ông nói đi nhạc giao hưởng là cay rồi, nói chém gió cho nó vui thôi chứ ông nghe ông đâu có hiểu đâu. Người phở bò nhưng ông không phải là người cái người dạng người nghe nhạc giao hưởng. Ông Sơn Tây là người nghĩ gì đó đó nên thuộc tiếp người đơn giản. Tiếp người đơn giản thì sao nghe nhạc giao hưởng được không? Em có họ hỏi riêng chuyện này, bây giờ mình đổi đô ngân hàng được không anh? Được em. Đô không ra ngân hàng đổi chứ đi đâu đổi? Thằng nào đổi tiệm vàng lên đường. Má đổi tiệm vàng bị phạt 180 triệu luôn. Cái thằng đổi bị phạt 90. Má đổi con 100 đô. Thằng kia nó khóc tiếng máng luôn, làm nghề sửa điện tử. Giờ không biết tiền đâu đền nữa. Má thiệt dân trí mình thua. Mà nó cũng xui thôi. Tôi thiệt với bạn, cái chuyện mà đổi đô ngân hàng nó đổi nhiều lắm chứ không phải là không đổi, mà có thằng đó bị bắt thôi. Anh Duy giờ nổi tiếng bên đô thị Sài Gòn rồi, nhìn tôi nó comment cười ỉa. Trời đất ơi, anh là dân đô thành Sài Gòn mà em. Sài Gòn là anh ở nè, anh hộ khẩu Sài Gòn đàng hoàng, mà Sài Gòn ngày xưa tôi kêu là đô thành đó. Nên mới có bài hát là em ơi đô thành đây em sống không quen, đưa nhau lên tàu về quê anh thấy vui hơn. Đó. Hiểu chưa? Đó, anh là đô thành Sài Gòn là anh đó. Còn em hỏi có bao nhiêu thằng admin, bao nhiêu thằng ở trong cái group đô thành Sài Gòn nó có hộ khẩu thành phố Hồ Chí Minh đâu, có cái móc xì toàn là dân ở đâu ở đâu ở đâu không vô cái group đó. Đáng lẽ cái group đó phải mời anh làm admin mới đúng á, đúng không? Anh hộ khẩu thành Sài Gòn nè, anh nghĩ sao về ông Dương Trung Quốc? Ai biết đâu ông đó làm quốc hội hơi bị lâu á, ông đóng 4 năm nhiệm kỳ liên tiếp đúng không em? Trùm cuối nha, tháng 500 triệu thì đi cắt tóc đi con. Trời đất ơi, mày ngu quá, để tóc này mới có 500 triệu, cắt đi sao có 500 triệu. Vô tình vào đây thấy nản nhận thức chính trị của dân mình. Dân người ta lo làm ăn kiếm tiền thôi chứ dân nhận thức chính trị gì bố, đúng không? Dân nhận thức chính trị là dân nó phải quan tâm đến chính trị. Giờ dân bắt nó nhận thức chính trị nó mới ghê chứ. Bác à, gì bác ấy lên lúc này rất ý nghĩa. Chú lên nói bắt trọng á hả? Chú ơi, có hàng đi rồi chú lên ơi, chú ơi. Đúng là bắt trọng lên ý nghĩa rồi. Chú đi kiếm hàng đi. Dạo này chú quan hệ rộng rồi, chú kiếm hàng cho con đi. Nãy giờ like ngồi nói muốn chết mẹ luôn mà gần 500 người coi không có cục hàng nào hết á. Đổi đô la ngân hàng là đúng rồi. Việt Nam bây giờ, giờ Việt Nam nhắc đến lãnh đạo thì biết một ông khỏe quá. Ừ, cũng được, cũng được. Gì toàn toàn đen toàn đèn đem ngu đài. Ông mắt thì xin lỗi mày viết ngôn ngữ gì vậy? Mày mày đệ tử của Bùi Hiển gì phải không? Má tiếng Việt cải cách bỏ rồi nha ba. Anh nói chuyện vui có duyên, con gái không gả cho anh đi em. Mấy bữa em vào thành phố Hồ Chí Minh vào phòng tập của anh nhé. Ủa sao có 7 người coi nha anh? Ủa có 7 người coi làm sao tao không hiểu. Mấy ông lãnh đạo ở tỉnh giờ chán quá. Ừ, mày nói đúng mà tao thấy cũng chán nữa mày ơi. Tao coi cấp trung ương riết quen gì vậy, tao coi cấp tỉnh tao buồn ngủ quá. Giống như mình coi đá banh giải ngoại hạng Anh riết mình coi Việt Nam đá mình cũng buồn ngủ nữa. Mở lóc ra ba que đam lại. Mấy ông ba que bị lóc là mấy ông ba que ngu. Mở làm chi? Anh kêu mày tao kỳ quá anh ơi. Kỳ quá thì mày đi ra chỗ khác đi. Mày nghe chi rồi mày còn ngẳng. Khổ ghê vậy đó. Mr. Đàm qua Mỹ cũng bị phản đối. Duy tính sao? Trời đất ơi, Mr. Đàm là nó dàn dựng ông nội ơi. Dính vô rồi, đúng không? Nó dàn dựng đôi bên cùng có lợi đó bố. Thứ nhất là Mr. Đàm nổi tiếng. Nó Mr. Đàm cho người biểu tình 500 ngàn đó mày. Nó mua được tô phở, 2 tô phở rồi, bản giá vậy thôi. Nó Mr. Đàm cho mỗi người 500 ngàn ra đứng biểu tình ở ngoài đó, để cho Mr. Đàm lên em. Xong vụ nhà báo Bonsai TV lên, tại kênh Bonsai TV nó lớn, em hiểu không? Vụ lên post bài này nọ, phỏng vấn này nọ, Mr. Đàm nổi tiếng bên hải ngoại. Nó rồi xong rồi mấy lãnh đạo biểu tình đó, thì nó được phiếu. Nó được phiếu mang tính chất chống cộng này nọ kia đó, chống cộng mà quên thân gì đó. Ở Việt Nam mình có câu là vì nước quên thân, vì dân phục vụ á, thì bên bả nó câu là chống cộng quên mình.
hiểu không? Chỉ có mấy thằng khùng đi biểu tình nó mới ngu thôi, nắng chết mẹ luôn. Mr. Đàm đứng ở trong hát hò đúng hay luôn, nó không có nghe con khỉ gì đâu. Ông ở đây la khang khang cả cổ, hồi ra nhận tiền được hai ba được có 500.000, chỉ có mấy thằng lãnh đạo thì nó được, mấy lãnh đạo thì nó mang nó đang bầu cử mà em, nó đang bầu cử đó, nó đang bầu cử lấy phiếu. Nói chung là Mr. Đàm nó bao điếm rồi, kỳ mà Hoài Linh mới về Việt Nam còn bị Mr. Đàm xỏ mũi dắt đi, mà nói chung Mr. Đàm trong giới showbiz là trùm, lo quá. Làm truyền thông nó có hai mặt đen, mặt chính diện với mặt phản diện, hai mặt nó phải cân bằng thì tên tuổi nó mới lên, em hiểu không? Nó giống như anh làm truyền thông mà nói chuyện rất là hay, nhưng mà anh chọc cho mấy thằng chủ nó chửi đó, mấy thằng chủ nó chửi thì cái tên nó sẽ lên, đúng không? Anh chỉ cân bằng giữa chánh và tà thôi, là con đường sau này thế giới như Nguyễn gom như một mối mà em đó. Không phải đơn giản đâu, mấy nó ngu lắm, nó chửi chết mẹ nó ra thôi là nổi tiếng, đời khổ vậy chứ. Nó nói chung là làm chính trị nó phải thăm nho chút xíu nha mấy em. Ngô Kỵ cũng có lợi, thêm xô chửi cộng sản. Ngô Kỵ gì, Ngô Kỵ có lợi là dụ mẹ nắm, chứ dụ Mr. Đàm Ngô Kỵ không ăn thua. Ngô Kỵ có lợi là dụ mẹ nắm nha, Ngô Kỵ lên đam mẹ nắm vài câu Ngô Kỵ nổi tiếng. Tại vì bây giờ nói chung là Ngô Kỵ giác ngộ rồi đó, chứ Ngô Kỵ mà chửi cộng sản hoài là Ngô Kỵ chỉ có được chừng đó fan thôi đó, đúng không? Bây giờ cái lượng fan của Ngô Kỵ chửi cộng sản đã rõ rồi, đúng không? Bây giờ phải hút thêm cái lượng fan bên cộng sản nữa đem qua chửi mẹ nắm. Tự nhiên mấy ông nội này ngày đây, ủa sao mấy ông cẩm bữa nay lộn Ngô Kỵ bữa nay lộn thuốc rồi hả? Ủa mà Ngô Kỵ bữa nay lộn thuốc thôi tao theo follow nó, cái con nói gì nữa được mà tự nhiên lên lên hương luôn. Tất cả chỉ là những chiêu thôi, tao nói thiệt chứ mày, giờ á trên mạng này xã hội nè toàn là mấy thằng nói chuyện chính trị nó chém gió, nó kiếm tiền hoặc kiếm tên thôi, đúng không? Chứ cái chuyện chính trị là chuyện của cán bộ, nó đâu phải chuyện người dân. Mày thấy người dân làm chính trị có được gì không? Chả bảo phải bảo đảm mày không được gì trơn á. Ông nào thì nói lên cho sảng khoái, nói lên cho vui đời, xong rồi mấy thằng kia nó chụp hình kinh này nọ nó úp lên nó kiếm quảng cáo thôi chứ, đúng chưa? Mày coi Kinh Phúc Quan Sa TV nó quảng cáo cả nùi, nó vừa quảng cáo trong video, nó vừa quảng cáo YouTube luôn, thì quá hiểu bản chất rồi. Chứ lôi Ngô Kỵ ra mà ngồi đam ổng hoài vậy, không trả tiền cho ổng đốn chịu, không mà trả nhiều tao không biết thôi, cùng lắm phải bao uống cà phê sáng, đúng không? Dù như cà phê sáng của bển một một ly nhiêu ta, cho cứ cho lần ly 5 đô đi, bốn ông là hết 20 đô rồi, thêm ông Vũ Hoàng Lân nữa 25 đô, làm được cái clip đem về úp. Ông Trọng già cả rồi nên làm nổi bao lâu đâu, thì Duy mới tài trợ cho Bác Trọng bộ ba thần thánh, đúng không? Ai chả biết Bác Trọng già vậy thì tại sao Bác Trọng phải làm, thì cũng vì đất nước thì thôi chứ làm gì, đúng không? Nói chung là Bác Trọng là người say mê nghiệp chính trị, may mắn là Việt Nam mình có người toàn tâm toàn ý, giống như Gia Cát Lượng thời thục thôi, bệnh ho lao tới nơi rồi mà còn phải truyền con công lực cho Khương Duy nữa, xong rồi mới lên đường sớm ở tuổi 54 đó ba. Chứ lúc đó Gia Cát Lượng đâu cần quýnh Tào Tháo nhiệt tình dữ vậy, đúng không? Ở nhà nghỉ dưỡng thương vài năm phục hưng cái nước thục bây giờ đập sao. Xe đi mấy em, tụt wheel rồi mấy em ơi, còn 400 mấy kìa mấy em. À, nghe nói Nguyễn Phú Trọng mày kêu tên thường hả mày con trẩu? Mày phải viết tên đàng hoàng, mày nói chuyện tới cán bộ phải có tên, có chức vụ, viết hoa đàng hoàng. Thấy hành vi đạo đức của em là không được rồi đó. Cho dù bây giờ em không phục tài năng của Bác Trọng đẻ ra má em còn được, đã nói cho em hiểu. Đúng không? Bộ máy nhà nước phức tạp, nhiều chức, quá ăn hết lương nhà nước cũng không đến nỗi hết đâu mày ơi, nó hơi cồng kềnh tí thôi chứ mà nói ăn hết lương mày làm gì đến độ đó. Cái rúp tinh tế là chống cộng có truyền thống. Ồ mày, cái đó chuyện nói chuyện công an nhà nước mày ơi, mày lội ra đây tao làm ăn được cái gì? Mẹ rúp rúp công nghệ đó, đụng vô nó hắt ạt thấy bà luôn.
Dạo này hả? Dạo này ăn chay, không có lấp người nữa nghe. Chết mẹ tụt wheel rồi, xe lẹ đi mấy em ơi, xe cho mấy diễn đàn đấu tranh dân chủ đa chiều gì đó mấy em. Sao người ốm tập gym sẽ mập, người mập tập gym sẽ ốm, gym nó vi diệu lắm em. Anh nghĩ sao về Bác Trọng lên làm chủ tịch nước? Nói rồi tuyệt vời cho đất nước dân tộc em. Anh nói trong cái livestream hồi sáng rồi nha, rất là tuyệt vời. TH còn là 800 em. Thằng tào lao này cũng chơi Bigo VL. Không những thằng tào lao nó chơi Bigo, nhưng mà nó chơi trong vòng một tháng được hơn 20.000 fan. Nó mua cái áo VIP 20 triệu đó mày. Nó tặng mấy con rồng cho gái rồi đó. Nó cái thằng tào lao này vậy chứ nó có những điều phi thường lắm nha. Ông Nguyễn Tấn Dũng giỏi hơn ông Trọng vậy mà bị chèn ép. Ủa bị chèn ép chỗ nào? Nói tao không biết nha, đâu mày biết bị chèn ép thì mày nói đi. Tao đâu có biết bị chèn ép đâu. Em xe vô đa chiều nó ban em luôn. Kỳ vậy. Thì mày tạo mặt khác. Vì tự nhiên Bác Trọng giết dân Việt Nam là sao? Ủa vậy Bác Trọng giết dân Việt Nam, Bác Trọng được lợi gì? Em qua Bigo thủ thành nha sếp. Ừ qua đi em. Nếu Bác Trọng không lên thì ai đủ trình để thay chủ tịch nước? Tao cũng biết nữa mày. Lúc đó là những cái tên sao nó không có sáng giá nha. Xe lai duy vô rút đô thành. Nào anh tuyển nhân sự cho hai chi nhánh lớn chuẩn bị rồi em. Vì Nguyễn Tấn Dũng giỏi hơn ông Trọng mà bị chèn ép không cho làm. Thì bị chèn áp thì chịu thôi chứ giờ sao giờ. Đúng không? Mà đi làm chính trị mà bị chèn ép cái miếu rồi hả? Không có được mấy em nha. Đó. Người ta nói là gì? Người chiến thắng là người không bị đánh bại. Đúng không? Đó. Cha đứa bé là con tinh trùng cuối cùng xuyên thủng trứng nha. Cái đó là cái nguyên tắc. Hàng triệu con tinh trùng kia nó ngu thì nó chết ráng chịu nó thôi. Không lẽ giờ mà nói trời đất ơi, cha của đứa bé gọi là chèn ép hàng triệu con tinh trùng kia không cho nó hợp noãn à. Nói vậy được không? Anh nghĩ sao về công an giao thông bắt người không đúng luật? Thì bắt người không đúng luật thì mày xúc nó đi. Tao ủng hộ. Gì đầu óc ngu si tứ chi phát triển úp ca qua ta lên coi chơi cu. Anh biết Mai HD không? Ở quận 11 phải không? Nhà mày bán ốc ở đó hả? Anh nghĩ sao ông Nguyễn Bá Thanh năm xưa chết do bị sắp đặt không? Mày điên quá mày ơi, con của ông Nguyễn Bá Thanh còn sống mày ra Đà Nẵng mày hỏi. Đúng không? Tự nhiên mày ông Nguyễn Bá Thanh mày hỏi thằng Duy Nguyễn rồi mày tào lao thiệt, trong khi con ổng còn sống cả nùi. Ở ngoài Đà Nẵng đó, alo ông Phát hỏi ê. Bạn có thể trả lời cho mình ngày xưa cha bạn chết bị do bị giết phải không? Đó. Còn nếu mà hỏi điện thoại không trả lời thì viết thư ra ngoài hỏi bằng văn bản. Đóng dấu đỏ vô. Đề chữ quả tóc nữa. Em mà ra miền Bắc chắc khỏi qua khỏi mùa đông nhỉ. Hồi mùa đông miền Bắc nó lạnh mà lạnh kỳ cục lắm, ức chế lắm. Bên bay phản động nó toàn block cao thủ đam, chừa lại cóc ké. Bên Di Nguyễn thì ngược lại.
gì cơ. Lớp cao thủ chưa cóc ké. Nói chung là mấy thằng cóc ké nó đam ngu chết mẹ không có đã. Mình phải đam với cao thủ nó mới vui chứ. Hàng họ bơi vô lẹ đi nha. Vì mùa đông miền Bắc lạnh 1 cm hả? Có khi nào lấy nhiếp gấp ra không? Cái gì iPhone XS mà FPT bán 70 triệu hả? Đủ điện thoại mắc cho mày. Thiệt không? Mắc về bán chó mua à? Chắc Việt Nam mua được vài người. Tao tiền không thiếu nhưng mà tao cũng hơi xót xót á, 70 triệu. 70 triệu đi bao gái được rồi. Anh nói chuyện hơi sốc nhưng vui có duyên. Hiểu vậy là được rồi đó em. Nhưng hiểu như vậy là được rồi đó. Ngân hàng NCB vừa bán đấu giá đất vàng Sài Gòn quận 1 giá 600 tỷ. Ủa vậy là mắc hay rẻ? Cục đất đó nhiêu? Chào rô nhen. Xe đi em ơi, xe nhiều nhiều đi. Bữa nào mà livestream của anh xe chừng 500 người là có event luôn nha. Mấy cái này phải xe nó mới vô đam nóng, không xe nó coi lại không à buồn ngủ lắm. Đúng không? Đam nóng nó mới vui mấy em. À, không rô rô qua bên Facebook có rô xe bên Facebook á em. Em xe bên Bigo đâu được gì đâu. Anh like bên Bigo hàng Facebook hàng mới nóng. Còn bên Bigo chỉ có gái nóng thôi. Còn hàng mấy thằng trẩu ngu không mà chán thấy mẹ. Bên Facebook cái được cái gái đẹp. Đó. Nhưng mà bên ủa lộn Bigo được cái gái đẹp. Bên Facebook được cái là cãi lộn vui. Nhiêu xe rồi mấy em? 200 xe chưa mấy em? Facebook ơi, 200 xe chưa? Sao chủ tịch nước nhậm chức mà chứng khoán giảm mạnh không lên nổi gì anh? Ai biết mẹ, chứng khoán ngày tăng ngày giảm tao rảnh quá tao đi quan tâm. Tao có chơi chứng khoán đâu. Ai chơi thì người ta quan tâm. À mua con Bayphone ha, được anh sẽ mua nha. 10 triệu bạc chứ mấy. Ngày mai không lẽ cầm ra mua luôn ta. 216 rồi hả? Cảm ơn tụi em nhiều nha. Giúp anh Duy lên 250 luôn nha mấy em. Xe giúp anh Duy hay lên 250 luôn nha. Chứ bây giờ anh Duy cô đơn không có hàng mấy em ơi. Nói chung là kiếm hàng nào đam đam vài câu cho nó tạo thú vui. Duy Nguyễn đam trẩu. Chứ mai mốt đã đời không có hàng nữa, thương hiệu nó bị xóa sổ. Anh Duy không đi chơi hả? Anh like suốt ngày. Hôm nay người yêu anh tới tháng em ơi. Nên anh ở nhà anh đam nhen. Rồi giúp anh xe lên 250 đi mấy em. Nhen, cảm ơn mấy em nhiều nhen. 1k người cắt tóc anh ơi. Được, cũng được, 1k cắt tóc nhen. 1k thì cắt tóc. Bayphone này có 10 triệu chắc ngày mai anh đã mua luôn mà. Bayphone Pro gì là 10 triệu đúng không? Nó xài sim gì ta? Rồi cảm ơn mấy em nha. Cố gắng giúp anh xe nha mấy em. Lên 500 wheel đi mấy em ơi. Lên 500 wheel xe. Thằng kia cấm nói xấu anh Duy Nguyễn. Trời ơi hải cẩu chúa dễ thương quá hải cẩu chúa. Mai mốt có thất nghiệp anh cho là việc làm nha. Ngại gì đèn đỏ mà không vượt anh. Em toàn vượt đèn đỏ cảm giác nó lạ lùng lắm. Mày chơi xấu anh nha. Chơi xấu cái gì anh. Bên anh có một hàng nhỏ xíu à. Em nhường cho anh quất nó ăn trọn món rồi anh còn la nữa. Bên bển có hộ tướng chú Bình Phương nữa mà sợ cái gì.
Em thấy thành của anh chắc quá rồi. Anh nghĩ sao khi ông Trọng làm chủ tịch nước? Tuyệt vời em. Nói chung anh biết từ cách đây nửa tháng rồi, nhưng mà hôm nay nghe lại vẫn tuyệt vời. Chào anh cư xá. Mấy anh đi kiếm hàng cho em đi mấy anh. Đúng không? Anh đi kiếm hàng đi. Không có hàng em ngồi em đam trẩu không. Thấy duy xạo chứ có thấy có bồ đâu. Thì kệ đó mày ơi. Nói thiệt thiệt giả giả vậy đó. Chứ bây giờ nghệ thuật cua gái của tao mà tao nói ra nó lộ anh sao ba. Hiểu không? Mua Bphone đi anh, đói quá, không ủng hộ hàng Việt Nam. Ủng hộ chứ. Đấy bữa nào tao ra thấy với giọng tao mua. Cái quỷ đó giống như mua hàng siêu thị á mà. Vụ nhà hát anh thấy sao? Nhà hát còn Thủ Thiêm cái gì, xây thì xây đi, anh duyệt rồi, có 1.500 tỷ xây lại nha. À, tội bác Trọng lớn tuổi phải đảm hai công việc, ai biểu giỏi quá anh chi, tội gì? Duy mà xả lóc là chấn động showbiz, ghê vậy. Ờ vậy đi, đề tài gì đó Duy, bữa nay nói về đề tài chủ tịch nước á. Nghe vụ 100 đô phạt 90 triệu chưa, nghe rồi em. Ông nội đó Sóc Trăng hay gì đó. Anh mua trên web đi, Thế Giới Di Động không bán, sao kỳ vậy? Bphone nghe bảo không muốn bán ở Thế Giới Di Động vì nhân viên toàn tư vấn xài Simao, Oppo. Giảm mỡ có giảm lỗ mũi không anh? Có em. Lỗ mũi nó gọn là nha. Bọn nó sợ chú chạy hết rồi, chỉ còn mấy thằng trẩu. Em đâu có đam đâu, em lắng nghe mà. Bây giờ anh lóc Duy Nguyễn mới sốc. Anh ơi, có ai tự lấy tay bóp vái mình không anh? Ông Sơn Tây đâu là đủ, ông vô đi. Hồi nãy ông cãi vụ bên chủ tịch nước, vừa qua đây cãi với Duy nè. Đó, Duy chấp anh Sơn Tây nửa chiêu nha. Trời ơi, gì? DB bắt con cọp. Cảm ơn em nha. Một ông già chỉ biết về đảng mà làm gì? Đâu tiêu rồi. Một ông già chỉ biết về đảng mà làm chủ tịch nước thì Việt Nam sẽ đi về đâu? Việt Nam sẽ đi lên thiên đường chứ đi về đâu mày? Trời đất ơi, mày ngu quá. Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đảng lãnh đạo nhà nước, đúng chưa? Đảng là sếp của nhà nước. Mà bây giờ sếp của đảng làm sếp của nhà nước, mày sủa thì mày sủa trên cái lý do gì, mày nói tao nghe cái tao thủng não không, đúng không? Chứ tao tao cứ hiến pháp của tao phang thôi à. Đó, đảng lãnh đạo nhà nước, gọi nhớ câu đó nha. Đảng lãnh đạo nhà nước, nhân dân làm chủ, đúng không? Đảng lãnh đạo nhà nước, quản lý nhân dân làm chủ, đó vậy thôi, ngắn gọn. Duy có biết gì về dự án tên lửa của Việt Nam không? Không biết anh ơi, mấy tin quốc phòng nó sao biết được. Một người làm hai chức sau này chết nhà nước đỡ tốn cái đám ma. Đừng nói chuyện kỹ mày. Tự nhiên bữa nay ngày vui của dân tộc mày nói chuyện chết chóc. Quỷ này, mồm quạ. Bữa nay không thấy ông Châu Hoàng phải hen, Châu Hoàng nè, Jason Bùi đồ đùng mới nhắc nhớ bà. Ông này ê, ông mới chết ông linh dữ lắm luôn á, mới nhắc không thấy ông Châu Hoàng để cái đùng phát một hết hồn. Nhân dân là chủ nợ, đúng luôn này, Châu Hoàng nói đúng, nhân dân là chủ nợ cũng chính xác. Mà tự nhiên thấy là lạnh người ta. Anh nghĩ sao về Đào Minh Quân? Nghĩ gì đâu nghĩ mày ơi, mệt quá. Mày kiếm nhân vật nào nó hot chút coi. Đào Minh Quân sao bằng cha Nét Nguyễn, đúng không? 410 chia sẻ rồi hả? Ghê vậy. Thôi giúp Duy 500 chia sẻ nha. Mình phải tạo fan mấy em, đúng không? Mình phải tạo fan để mình chứng tỏ là dân trong nước này chơi Facebook cũng ác lắm á nha. Mà em cứ chia sẻ đi.
đó, chia sẻ thoải mái đi em, mình để phong trào chấn hưng, phong trào đam trổ lại chứ hôm nay tình hình trong nước nó yếu quá. Duy nhận xét rằng tình hình trong nước dạo này phản biện nó chậm, nó không kịp thời, cần phải thay đổi ban tuyên giáo thôi. À, gì em đang học tiếng Trung Quốc hả? Ừ thì mày học đi. Xe một xe anh em một ca, người xem anh Duy đi cắt tóc. Ừ hứa, hứa cắt tóc nha. Học tiếng Trung Quốc chưa anh? Hồi xưa tao học rồi mà tao biết nói tao không biết viết mày ơi. Má viết tiếng Trung Quốc khó quá. Hồi xưa tao đi học á, tao học ở trong đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh á, tao cua con nhỏ kia kìa nên tao đi học đó, vô trong đó thầy giáo cho tao làm lớp trưởng luôn mày. Thấy tao đẹp trai phong độ kiến thức tốt, khoai to súng bự cho tao làm lớp trưởng luôn, tao dẫn nguyên bầy con gái luôn. Trời ơi trời ơi, nó hành tao mệt xù đầu. À, chở con thủ quỷ đi khách sạn, chết mẹ lộn, chở con thủ quỷ đi mua đồ cho lớp đó, xong rồi chở con nhỏ gì á gì quên bà chức rồi, đi mua mực tàu, xong rồi đi mua giấy về viết viết thư pháp á. Trời ơi trời, đọc thì nó dễ mà viết một chữ má ơi nó khó. Tao nói thằng tàu này sao mà chế chữ chỉ cho cực vậy, chưa kể học cái gì giản thể rồi gì phồn thể nữa. Giản thể thì nó dễ viết nha, rồi ở phồn thể một chữ nó mấy chục nét, trên đầu bộ thủy một con dao rồi gì lum nhức đầu quá chịu không nổi. Thầy giáo kiểm tra súng em hả? Súng bự phải đi đôi với đít bự, rõ ràng tao có hết. Nên tiếng Tàu mà đó có học mấy em. Vì quả ái nị nè, lão sư, đúng không? Lão sư là thầy giáo. Sân thỉ, bụ ma gì đó, quên mẹ hết rồi. Sure, đó, nhiều lắm. Vào đề thôi, trời đất cái đề nãy giờ nói quá trời, có con trẩu nào vô đam đâu. Bàn luận về game đi idol ơi. Game để cho mấy đứa mới vô nghề nó bàn luận game mày. Đúng không? Tao tập game 15 năm rồi bàn luận gì game nữa. À, xin đừng lại nói câu China, đừng lấy thử nội tạng của tôi. Nói chung anh sân Tây của Bắc, anh yếu ớt thì mới nói câu đó. Còn thí dụ như em làm quất một đấm vô mặt nó thôi, lúc đó là nó nói ngược lại với em, đúng không? Tại sao sân Tây lại dùng cái biện pháp ngoại giao mà nó cực kỳ bê đê dành cho những thiếu nữ chân yếu tay mềm, trong khi mình lại vì hào kiệt đất Việt, đúng không? Thì mình gặp thằng Trung Quốc mà thấy nó bố láo chỉ có đập thôi, bị đặt ngồi đó rên nữa. Anh thấy chuột không? Đó, riêng ông sân Tây là cái điểm này không bao giờ bằng em nha anh. Anh ở bên nước Mỹ mà nó có tiền để tập tạ anh. Hán chuột không? Con chuột là khỏi vô đầu nó thôi à, chứ không có chuyện mà hỏi câu gì xin đừng lấy nội tạng của tôi nha. Không. Da mã chuột rút đầu á. Giật giật mà nó rút chuột luôn á. Đam bỏ phiếu kín một người duy nhất đi. Một người duy nhất á, nếu mà thuyết âm mưu á, là chắc chắn là tổng bí thư rồi, tại vì tổng bí thư cũng là quốc hội đúng không, thì có thể là tổng bí thư họ tổng bí thư không bỏ phiếu cho mình, chỉ có cách giải thích vậy thôi. Hớt tóc cho đẹp trai anh Duy ơi, mẹ tao dạy tao đi hai con mẹt 10 tỷ tóc tao sao cũng đẹp trai hết đó mày ơi, mày chứng minh minh lời mẹ tao sai đi đúng không. À, bạn thử trưng cầu dân ý, trưng cầu chứ không phải trưng cầu đại ca. Trên diễn đàn này có bao nhiêu người ủng hộ ông Trọng làm chủ tịch nước, bấm số 1, không bấm số 2, rồi ok. Nhưng mà không, không được, bạn hỏi câu đó là gà. Mình hỏi vậy nè, trên diễn đàn của Duy Nguyễn, ai ủng hộ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm chủ tịch nước nhấn số 1, ai không ủng hộ nhấn số 2 kèm theo cái tên. Bắt đầu, vô. Thằng nào đặt tên tào lao, block nha. Đó, nói trước rồi đó. Trên diễn đàn ai ủng hộ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm chủ tịch nước nhấn số 1, ai không ủng hộ nhấn số 2, mã ngoặc kèm theo cái tên. Đó, quá trời luôn.
mình là mình nói chuyện nó phải đàng hoàng, rồi mà chứ mình không có nói chuyện xỏ lá, hiểu không? Nó một quá trời kìa. Đâu ai comment số 2 thêm cái tên coi, bên Beagle cũng một không kìa. Nếu mà bạn không đồng ý thì bạn phải đưa được cái tên, chứ bạn không đồng ý thì bạn chỉ là số 2 không là vô nghĩa. Đó là bạn ngu, đúng không? Bạn không đủ đẳng cấp để lý luận. Trời ơi má ơi, tuyệt đối luôn hả trời, hôm nay bỏ phiếu lên 100% luôn hả? Trời ơi, các bạn nhìn phiếu nó chạy kìa bạn. Có người bỏ 2 lần nữa kìa. Đây, Nguyễn Phú Hiếu, tao lóc mày nha mày. À mày bỏ số 1 ha, không lóc, tụi mày bỏ số 2 tao lóc. Tại vì Nguyễn Phú Hiếu không có tên Nguyễn Phú Hiếu nằm ở trong gì Bộ Chính trị. Rồi và cái bạn gì hồi nãy kêu bỏ phiếu đó, bạn thỏa mãn chưa? Xe chưa mấy em, được 500 xe chưa? Nó live stream vậy nó mới có khí thế mà like chứ. Có ai dám ghi số 2 đâu, ghi thoải mái. Không được em Vi, em con gái em ghi gì không đúng luật. Tại vì em phải hiểu cái chức chủ tịch nước đó là phải nằm ở trong bộ chính trị mới làm chủ tịch nước được. Thì em mở ngoặc số 2 thì phải ghi một cái tên một cái ông nào đó trong bộ chính trị. Chứ em không thể nào ghi cái tên Vi này nọ được. Nó bản thân ông Sơn Tây cũng không hiểu cái chỗ đó đó. Hiểu không? Không được Duy Nguyễn, Duy Nguyễn không có được. Bủ nhôm tào lao ba. Trời, mấy ba chơi đúng luật chứ mấy ba chơi kỳ vậy. Mấy ba chơi vậy ta chửi ba ngu đó, không có hiểu về 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 cách bầu chủ tịch nước. Hiểu không? Em bú Phạm Bắc Trọng xíu, mà Nguyễn Phú Trọng mày bầu Nguyễn Phú Hiếu. Xe nhóm rồi idol hả? Chết mẹ, có nào hàng nắm vô không? Trời đất ơi, bầu ba que luôn ha. Nó bạn thấy không, toàn là số 1 không còn bạn gì nữa. À rồi, Triệu Vĩ ok. Thí dụ như Triệu Vĩ bầu Nguyễn Thị Nhân được. Cái gì ông Sơn Tây, ông bị ngáo à, Tập Cận Bình đâu phải Đảng Cộng sản Việt Nam đâu, bầu Tập Cận Bình ba. Sơn Tây chơi nghiêm túc nha. Nói như bạn kia là nói là Nguyễn Thị Nhân được. Ok, anh nói gì đâu. Đó là ý kiến của bạn. Vậy thôi, tôn trọng. Chúng ta đam là chúng ta phải tôn trọng. Đó. Quá trời số 1 luôn. Xong biểu quyết xong rồi cả nhà. Số 1 quá trời luôn. Rồi các bạn nào nãy kêu biểu quyết, Triệu Vĩ làm lần 2 nữa em. Anh ơi tập gym gần 2 tháng, muốn tăng cân dùng mask. Em coi phim thoát gầy đi em. Thoát gầy treo lơ nha. Ba Sọc nói với ông Trọng thân Tàu, anh gì nghĩ sao? Người ta nói ngu thôi chứ ông Trọng thân Tàu con khỉ gì. Tao thấy ông Trọng phản Tàu chứ thân Tàu. Tự nhiên đi qua bên Liên Xô, qua bên Nga mua 1,2 tỷ tên lửa về bắn chim hả má? Đúng không? Rõ ràng là ông Trọng mua tên lửa về bắn Tàu chứ là gì. Mày thấy thân Tàu mua tên lửa về quốc Tàu, thân Tàu kiểu gì kỳ vậy? Đúng không? Thằng Tàu nó chửi đậu xanh rau má nữa thì thôi á, chứ đó mà thân Tàu. Đúng không? Thân Tàu mà đi qua bên Mỹ bắt tay với Obama, thân gì kỳ vậy? Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ôi cái đó không được ba ơi. Chủ tịch Quốc hội là tự nhiên Quốc hội là chủ tịch Quốc hội, xong Quốc hội tự ứng cử tự bầu, đó kỳ quá không được em. Nhưng mà Nguyễn Thị Kim Ngân á thì nó không có liên quan tới cái việc mà Bác Trọng đang làm. Bác Trọng đang làm là gì? Chống tham nhũng và chống lịch nhóm. Chính cái đó đó đưa vị thế Bác Trọng lên một tầm cao mới, tao khẳng định với mày luôn, đúng không? Tao khẳng định, tao là người dân Việt Nam trong nước, tao theo dõi chính trị Việt Nam cũng trong khoảng thời gian khá lâu. Tao thấy từ lúc mà Bác Trọng phát động cái phong trào mà chống tham nhũng, chống lịch nhóm đó thì Bác Trọng cũng bình thường như bao tổng bí thư khác thôi. Đúng không? Cũng như Lê Khả Phiêu đồ này nọ thôi, đúng không? Nhưng mà tự nhiên Bác Trọng làm một cái phát một chống lợi ích nhóm với chống tham nhũng, xong nó có được những cái thành công. Nó có được những cái kết quả mà những cái đời trước không có, là cả như uy tín Bác Trọng lên, đúng không? Mà ngày càng Bác Trọng làm càng lớn nữa, qua cái vụ Trịnh Xuân Thanh này nọ, qua cái vụ Vũ Nhôm, hai bỏ trốn, nắm một phát một về hết. Lên đường liền. Trời đất ơi, tự nhiên là Bác Trọng uy tín trong đảng lên ngùng ngục luôn.
bắt trọng chứ còn khó bàn, đồng chí nào làm được như tớ? Không ai dám trả lời hết, lặng yên phăng phát. Đó. Nó là như vậy đó mấy em. Chứ không phải tự nhiên cái tên Nguyễn Phú Trọng mà bây giờ nó nổi như cồn đó mấy em. Hiểu không? Rồi rồi, chút ra sửa lại nha, chút ra sửa lại, chắc lộn lộn gì đó, lộn lộn, nhầm. Xin lỗi bạn. 503 xe rồi hả? Cảm ơn các bạn, lên 1000 xe luôn đi mấy bạn ơi. Cái gì? Kim Ngân bị ném giày vô mặt, nhục cho dòng họ bà Ngân. Gì vậy ba? Ủa cái vụ ném giày đằng sau có không? Đúng không? Ném giày đằng sau có không? Trước tiên phải xác định nó có hay không có cái đã. Đúng không? Ném ở đâu? Ném như thế nào? Ủa chị nhục hay không tính sao? Cái vấn đề mình phải mổ xẻ từ từ các bạn. Các bạn đừng có nóng. Các bạn đừng có quy chụp. Đúng không? Duy học văn rất là giỏi. Nên Duy phân tích văn chương nó rất kỹ. Các bạn nghe Duy phân tích nha. Đừng có nóng. Mình đừng có quả quyết một cái vấn đề gì cả. Nó sẽ không tốt. Bầu cho có thôi không quan tâm. Đó là chuyện của bạn. Đúng không? Cái chuyện bạn có quan tâm hay không quan tâm thì đó là chuyện của bạn. Đó. Những người khác người ta quan tâm thì người ta coi. Nha. Có mà không phải Kim Ngân hả? Ở vụ đó làm sao, kể như Duy nghe coi. Ném giày vụ Thủ Thiêm. À người dân người ta bức xúc người ta ném hả em? Phải không? Thôi anh Sơn Tây ơi, anh chơi với em đi, anh trả lời chỗ tre nào vậy? Có ném guốc nhưng hụt. Trời ơi, ném trúng cái guốc là coi như là nặng á. Tức là người dân người ta bức xúc hay sao? Cái vụ đó làm sao? À bà Nguyễn Thị Quyết Tâm hả? Bà đó trùm Sài Gòn đó. Rồi ném bà Tâm trong vụ gì? Hiểu không? Ai làm mình vẫn thế thôi. Ừ, chưa chắc bạn. Bạn nói vậy là không được. Bạn nói vậy là sai bét. Đương nhiên người A làm nó phải khác người B. Nó phải khác người C. Đối với bạn là bạn dân cu đen. Bạn không có động lực phấn đấu. Bạn không có nghị lực vươn lên. Thì ai làm cũng vậy. Nhưng mà đối với Duy khác nha. Đúng không? Ví dụ như giờ cái việc mà lợi ích nhóm nó mất đi. Rồi cái việc mà tham nhũng nó yếu đi. Rồi cái việc mà nhũng nhiễu người dân nó còn là Duy làm ăn thuận lợi. Đó là Duy ủng hộ chứ. Đúng không? Nó thuận lợi này nọ kia. Nó công bằng, nó minh bạch. Chứ bây giờ mấy ông làm dở quá, hàng lậu quá trời ngoài thị trường luôn kìa, nó cạnh tranh với hàng chính hãng chết mẹ sao? Đúng không? Nên Bắc Trọng, mà Bắc Trọng giải quyết được cái vấn đề mà hàng lậu của Việt Nam này nó thiệt là gì? Vót liền. Đúng không? Tại vì đẳng cấp của Duy khác đẳng cấp của bạn. Đẳng cấp của bạn là bạn thờ ơ, bạn sống bạn không có động lực phấn đấu, bạn không có nghị lực vươn lên, bạn không có chí cầu tiến, hiểu không? Công nhận mình thấy mình phi thường thiệt trời. Nói chuyện nãy giờ luôn. Lên 1000 xe chưa mấy bạn? Lên 1000 xe chưa? Mấy bạn vô cái xe nhẹ lên diễn đàn với nhà, cái đi xe giùm cái nha, để lấy 1000 xe mấy em. Con ném giày là đồng đội của mẹ nắm. À vậy hả? Vì cú ném trị giá 750k là sao? Đôi giày đó giá trị 750k hả? Trời ơi, comment chậm chậm thôi mấy đại ca. Comment nhanh quá đọc không kịp nha. À, ném giày vô mặt Quyết Tâm vì hại người dân Sài Gòn. Ủa bà Quyết Tâm bà hại hả? Có không mày? Tự nhiên mày cáo buộc bà Quyết Tâm hại luôn hả? Sao tao nghe nó gắt vậy? Nguyễn Thị Thì Dương, bạn của Đoàn Thì Dương là sao? Việt Nam lâu quá không có thay đổi lớn gì, giờ có biến đổi mạnh thì nên mừng hơn lo. Chào Phan Kim Ân nha. Tập xô mãi mà không thấy đau là sao? Thì phải coi bài Xé Bướm Đại Phát của anh Duy nha. À phạt tiền 750k hả? Ui phạt mũi vậy? Phạt nghe ai sợ? Cái chuyện mà chọi giày vô mặt người ta mà phạt có như đó thôi đó hả? Tao khép cho tội mà sỉ nhục người khác. Phạt lại 7 triệu rưỡi đi. Lúc có đồng chí 3X sao không đánh tham nhũng? Khi đó còn tại vị, khi không còn tại vị thì đánh. Trời đất ơi, Châu Hoàng khổ ông quá ông nội. Bây giờ tôi hỏi ông nghe. Bây giờ ông đánh tham nhũng, không lẽ tham nhũng có đứng yên cho ông đánh? Đúng không? Nó phải phản công chứ. Hiểu chưa? Ví dụ như bây giờ Châu Hoàng đi chơi gái bị bệnh lậu đi, nó bị một cái virus gì đó, đương nhiên bạch cầu nó cũng phải phản công,
nó lúc đầu bạch cầu nó phản công còn mạnh thì virus bệnh lậu với bệnh mòn gà của châu hoàng nó không có nổi ra, nhìn nó vẫn còn đẹp, súng nó vẫn còn ngon, nhưng sau một thời gian chống cự đó, bạch cầu nó bị chết dần nó không còn đủ khả năng nó phản ứng với virus bệnh màu gà đó, thì đâm ra là châu hoàng bị phát bệnh. Châu hoàng hiểu không? Nên cái việc gì á, tại sao châu hoàng hỏi câu đó, thì đơn giản á, là khi mà địch còn mạnh thì ta không đánh nổi, có đánh nhưng mà đánh không nổi hoặc là đánh không thắng, thì bây giờ mình phải đổi phương pháp, mình phải đổi chiến thuật, mình phải chuyển đô từ Hà Nội lên Tây Bắc, mình phải chuyển phong trào kháng chiến qua trường kỳ kháng chiến, rồi từ đó mình dồn vô Điện Biên Phủ mình bem nó thì mình mới thắng được. Châu Hoàng hiểu chưa? Nó đôi khi Châu Hoàng hỏi đâu mấy câu mà ngây thơ quá. Duy xuyên tạc không phải là xuyên tạc, mà Duy đang ví dụ. Duy không có xuyên tạc nhé, đâu có đâu xuyên tạc. Hồi nãy Châu Hoàng hỏi Duy tại sao ba gì ba ít bốn ít gì đó không đánh mà giờ thì đánh, đâu phải là không đánh mà đánh Châu Hoàng không thấy, đúng không? Châu Hoàng cũng là người dân, Duy cũng là người dân, làm sao Châu Hoàng thấy và người dân thấy được cái chuyện đó? Chắc chắn nó có, mình suy nghĩ ra là nó phải có. Hồi giờ mệt quá không chơi cho không không chơi cho Hoàng cứu này. Hỏi mấy bạn trẻ, mấy bạn hiểu nãy giờ Duy nói không? Mấy bạn trẻ của Việt Nam, còn mấy bạn trẻ hải ngoại đi qua bên, tại mấy bạn trẻ hải ngoại học trong trường nó không có dạy lý luận. Duy hiểu mà. Mấy thằng du học nó đâu học lý luận đâu, nó về đây nó kể Duy nghe, nó không học lý luận. Đó, nhưng mà mấy thằng trẻ Việt Nam nó có học lý luận nha. Nãy giờ Duy nói hiểu không? Nó không mà ri kệ cho Hoàng chứ liên quan gì, ở đây diễn đàn có nhiều người mà, đa số thắng thiểu số thôi chứ. Miễn sao mấy bạn ở đây agree là được rồi. Còn Châu Hoàng không agree, Châu Hoàng phản đối đi, Châu Hoàng đưa ra lý lẽ đi, đúng không? Tới chuyện Châu Hoàng không agree là không agree à? Nó quá trời hiểu luôn kìa không? Tụi nhỏ nó hiểu ghê chưa? Trời đất, có tụt wheel nữa kìa, xe đi mấy em. Dưới 600 là thấy buồn rồi đó. Xe xe nhắm em. Xe lên 1.000 wheel đi, các ngàn, ngàn xe đi cắt tóc luôn. Nó ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu. Đó là quan điểm của Duy thì đúng rồi, Duy đâu nói là quan điểm của Châu Hoàng đâu, đúng không? Thì bây giờ Châu Hoàng đang hỏi Duy thì Duy trả lời là chính là quan điểm của Duy. Mà quan điểm của Duy được nhiều người đồng tình và ủng hộ thì Duy sẽ gọi là đắc cử chức chủ tịch nước. Quá trình miễn dịch chống tham nhũng. Còn bán thực phẩm chức năng không anh, còn chút đỉnh em. Trong THOL ai mạnh nhất sếp tao? À, ngủ sớm bay anh Duy, trời tao đam hay như giờ mà mày ngủ, mày thiệt là thằng không biết hưởng thụ rồi. Mình già trâu nha Duy, rồi chào anh Trung Phạm. Xe đi mọi người, đúng rồi xe đi nha. Thùy Dương là bạn Thị Dương Nguyễn Thùy, nhức đầu vậy? Đang nói ai vậy? Xe rào mấy nhóm tri que đi anh em, được được được. Có mấy thằng chửi anh kia lóc nó, không lóc gì nó ngu chết mẹ, nó chửi phải có lý lẽ tao mới sợ chứ, còn nó chửi kiểu đó tao đâu có coi ra gì đâu, đúng không? Mấy thằng móc háng mẹ ra ngửi vậy thôi, có đâu để nói. Mỹ đang gì, Mỹ đang tìm mua chiếc giày Tomayev đó 10.000 đô Duy à. Vậy hả? Vụ đó em không biết luôn á. Cái vụ mà chiếc giày đó thì anh tìm thấy thì anh mua đi. Nói chung mà ví dụ như giờ chiếc giày anh nói là chiếc giày chọi vô mặt bà Đặng, bà Quyết Tâm đúng không? Mà bây giờ anh tìm mua chiếc giày đó là cái như Mỹ nó coi nó cổ xí cho bạo lực rồi, đúng không? Vậy là Mỹ đâu có nhân quyền đâu, tự nhiên không có quốc gia văn minh nào mà đi ủng hộ bạo lực hết, đúng không anh chị em? Tự nhiên chiếc giày đó là hung khí, đúng không? Hung khí sỉ nhục người khác chọi vô mặt người ta mà bây giờ mình đi tìm mua là thấy nó có vấn đề, chả hiểu nữa. Thiệt. Tôn trọng ý kiến là người biết trời cao đất rộng, ở đúng rồi, phải tôn trọng ý kiến, chính xác, cho Hoàng nói quá đúng. Slovakia đòi đóng băng quan hệ với Việt Nam kìa anh ơi, vụ Trịnh Xuân Thanh. Ui thì kệ mẹ nó, mày thích thì mày đóng thôi chứ tao mắc gì, đúng không? Đối với vụ Trịnh Xuân Thanh là anh hoàn toàn ủng hộ nhà nước, đối với anh tham nhũng là quốc nạn,
Đối với anh việc tham nhũng là quan trọng, còn thằng Slovakia mày chơi thì mày chơi, mày không chơi thì mày biến, đúng không? Không có mày tao có cái nùi thằng khác ở đó mà chảnh. Thằng Đức nó còn chưa sủa đây, thằng Slovakia là thằng nào mà sủa như đúng rồi vậy ba? Bây giờ tôi đề nghị các đồng chí gửi cho tôi cái bản báo cáo năm rồi, đúng không? Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Slovakia nó được bao nhiêu tiền mà nó chảnh vậy? Các đồng chí gửi cho tôi trong chiều nay nha. Ông lo tập gym và bàn bán quay cho nó làm, đừng bày đặt chuyện chính trị vỡ mồm đấy. Sao vậy? Không lẽ mình nói chuyện chính trị các bạn đánh mình vỡ mồm à? Tổng thống Mỹ còn bị chọi giày mà, nói chung là anh không có đồng ý cái quan điểm cách hành xử đó, đúng không? Cách hành xử đó rất là mắc dạy. Kể cả ai cũng vậy thôi mà chọi giày vô mặt người ta là mắc dạy. Anh không có đồng ý. Văn minh phải cư xử cho văn minh, văn minh cư xử kỳ. Bạn dám ra Hoàng Sa du lịch không? Mày điên hả mày? Đi qua Hoàng Sa du lịch thì phải đi qua Trung Quốc, đúng không? Nó cướp của Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa rồi. Hồi năm 56 nó qua, nó cướp Việt Nam Cộng Hòa. Việt Nam Cộng Hòa còn ở trong Sài Gòn đó, giành đất, giành cát. Nó đi quýnh Bãi Diễn rồi tùm lum tùm la, không lo giữ đảo, đi mất mẹ phân nửa đảo năm 56 rồi. Rồi tới năm 74 cũng chưa rút kinh nguyệt nữa, ôm cho cả nùi tàu nó lại mấy cái xuồng ba lá của thằng Trung Quốc, nó cướp luôn năm 1974 rồi. Mình sao mình qua du lịch được, đúng không? Giờ mình ra du lịch mình phải chỉ có ra được là Trường Sa thân yêu thôi. Hoàng Sa là thua rồi. Ra ngoài đó anh Trung Quốc nó phản đối nha. Chiếc giày đó là tiếng nói của dân bị áp bức à, thành ra vô giá. Vậy thì chiếc giày chọi bót cũng mừng bút cũng vậy. Ok mẹ đi, mệt quá. Giày này giày kia thôi, ai thích thì mua. Em mà giày em muốn đôi chứ em muốn chiếc. Ok. Bạn Hoàng Sa gì ok chưa? Bạn không có hiểu lịch sử gì, bạn không biết tức thời. Nó cướp của mình rồi, bây giờ nó đã đóng quân, nó đồn trú ngoài đó rồi, sao du lịch được? Giờ muốn du lịch thì phải qua bên Trung Quốc du lịch đó. Nhưng mà mình du lịch vậy mình công nhận chủ quyền của nó, mình cũng ém về ngu rồi. Không có ai làm chuyện đó cả. Ủa sao tối nay không livestream mà đại ca? Con bồ nó mới báo nó tới tháng mới đau chứ, má tính xách xe đi chơi rồi nó báo một cái bụp đụng nó tuột tét quá mới livestream nè chứ. Thiệt tình đó, tới ngày nào không tới, tới ngày ngày hôm nay à. Chế độ này em thấy sao? Trời đất ơi, sinh ra là lớn lên trong chế độ này. Ngày xưa đó thì ăn mì tôm chết cha luôn, bây giờ chạy mẹt đổ xăng full full bình. Thì bây giờ bạn kêu mình nghĩ sao? Đúng không? Tôi sinh ra khi miền Nam giải phóng, tôi lớn lên trong bầu sữa Việt Nam. Đó. Và bây giờ tôi lớn lên tôi ngạo nghễ là một người Việt Nam. Và tôi là tấm gương của những cái bạn trẻ gamer toàn Việt Nam. Nhắc tới tượng đài gamer hai chữ Di Nguyễn. Thì bạn kêu tôi nghĩ sao đây? Kiếm con khác không có được mày ơi. Người Việt Nam người ta chung thủy một lòng chứ đâu phải là mấy thằng Mỹ đâu. Tình dục nó coi như xã giao vậy đó, đúng không? Nó chịch cái kiểu thú vật đó là không phải bản chất của người Việt Nam nha. Mày không xuống dạy được mày. Thằng này bậy quá. Quá sao ngồi mình nóng quá ta, chuyển qua đây một chút bạn ơi, chứ mà lạnh nó bị gì trời. Nổi luôn á. Ở đây mát hơn. Nhà rộng quá nó cũng khổ. À, ngày hôm qua hai chiến đò chiến hạm của Mỹ, chiến hạm gì, hai chiến hạm đội của Mỹ qua eo biển Đài Loan để ngăn ngừa Trung Quốc đánh phủ đầu. Thôi đừng có nhắc chiến hạm của Mỹ nữa anh ơi, nó nhục như chó. Bà mẹ thằng Đài Loan đối với em không quan trọng, em chỉ quan trọng thằng Việt Nam thôi. Kể cho anh Châu Hòa nghe, tuần trước thằng chiến hạm của Mỹ nó cũng chơi cái kiểu đó đó. Nó chạy vô gần cái đảo nào cỡ Hoàng Sa đó mà Trung Quốc nó cưỡng chiếm của Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa đó. Nó chạy vô vùng gần gần 12 hải lý, nó đang chạy ngon lành bon 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 bon, hai cái tàu Trung Quốc ra tạt đầu nó một cái, nó công đích nó chạy luôn. Trời đất ơi, mẹ nhục như chó luôn. Xong rồi cái bộ trưởng quốc phòng của Mỹ nó phải chạy qua Việt Nam, nó gọi nó không biết năn nỉ gì á, nó học kính.
tưởng đâu nó anh hùng lắm mạng, tưởng đâu nó giúp Việt Nam mình lấy lại đảo, má ngồi đang hy vọng chuẩn bị mà đụng đi, bem chết mẹ Trung Quốc luôn cho tao. Mỹ ơi vô đi, Mỹ ơi lên đi, thiếu không tao bổ sung ao clip cho. Tưởng sao Trung Quốc ra tạt đầu nó bỏ nó chạy, thua hổ giấy luôn. Nên cái chuyện mà thằng Mỹ nó chém gió em nghe em lờn rồi, em cần một cái hành động thực tế và cụ thể, đúng không? Nó cần phải nó cứng rắn hơn ở Biển Đông. Nó khẳng định rằng vùng 12 hải lý của Trung Quốc là vùng đặc quyền, gọi là cái gì? Dùng gì? Dùng dùng không phận, ô lộn, hải phận quốc tế thì phải thực thi pháp luật ở vùng đó, thằng nào cản đường nó bắn mẹ nó Tomahawk đi. Tại sao Trung Quốc cụp đầu nó chạy? Đúng không? Bực ghê luôn á, giận. Nhiều. Nói chung giờ mình chỉ hy vọng thằng Mỹ thôi. Hy vọng thằng Mỹ nó bém thằng Tàu chơi thôi, chứ giờ ai dám đụng Tàu đâu. Việt Nam Cộng Hòa và Cộng sản em chọn ai? Trời đất ơi, hỏi kỳ vậy anh. Anh hỏi Việt Nam Cộng Hòa và Cộng sản thì cũng phải cho em coi Việt Nam Cộng Hòa là cái gì thì mới chọn được chứ, đúng không? Đi massage lựa đào thì phải đứng ra trước mặt khoe mông khoe vú đã đời người ta mới chọn được chứ. Tự nhiên bây giờ Việt Nam Cộng Hòa nó chết ngắt năm 1975, em sống em đẻ ra năm 1985, tức là Việt Nam Cộng Hòa chết 10 năm Duy Nguyễn mới tồn tại ra đời. Và để cho Duy Nguyễn đủ cái tuổi nhận thức thì phải là 18 năm sau, năm 2013 thì Duy Nguyễn mới biết chứ hả, đúng không? Bây giờ anh hỏi vậy bố ai trả lời cho được? Có khi nào lượt đi đi massage hai con đào, một con số 9 và một con số 10? Con số 10 tôi có kinh ở nhà nghỉ, cái con số 9 nó đứng trước mặt mình, thằng quản lý nó hỏi anh ơi số 9 số 10 anh đi số nào, đúng chưa? Nó hỏi chỗ đó là tôi kêu hỏi sốc á, hiểu không? Giận ghê luôn. Nó chạy lại cái gì, nó chạy và nó lấy đà chạy lại hả? Có không bà, thấy đi luôn á. Xe đi mấy em tụt wheel rồi, xe nhen, xe nhen. Hay 2003 thì tao nói 2003, tao 18 tuổi. Tại năm 2003 là kỷ niệm cuộc đời anh, kỷ niệm ngày anh thoát gầy. Đó. Hiểu không? Kỷ niệm thoát gầy nên nhớ cái năm đó lắm. Tàu Mỹ chạy thục mạng chứ không phải tránh va chạm như Mỹ nói nhé. Nói chung là lúc đó tàu Trung Quốc chắc cũng đông, nó sợ nó chạy thôi. Kỷ lục đại ca 600 rồi, 600 không có kỷ lục em ơi. 2.500 mới kỷ lục ngang. Chào anh Duy, đầu tóc anh giống quỷ úa à? Thì đúng rồi, mẹ tao nói là con đặt đít trên hai con mẹt 10 tỷ, cái đầu con kiểu gì cũng là sói ca hết đó. Mà nhỏ lớn tao tin mẹ tao lắm mày ơi. Mẹ tao đẻ ra tao, mẹ tao nuôi tao mà. Đúng không? Nên là tao không nghi ngờ mẹ tao được. Tại sao dân Campuchia ghét mình vậy anh? Tại mình lấy miền Nam của nó quê thôi. Với phần nó ghét mình nó có động cơ chính trị nữa em. Đúng không? Nó giả bộ nó nói là nó yêu nước nó, nhưng thật ra nó muốn lật đổ Hun Sen. Nó muốn giành phiếu của mấy bất mãn của dân Campuchia đó, nó tung ra cái tin ghét mình này nọ nọ đó mày. Hất cẳng Hun Sen này nọ. Mỹ nó không tông Trung Quốc phải tông nó mới có cớ được theo em nghĩ. Trời đất ơi, thằng Mỹ nó lái tàu nó riết ghê lắm em ơi, thắng rét cách 50 mét nó đụng. 50 mét trên biển nha, chứ không phải 50 mét trên bộ nha. Nhưng mà túm lại anh đẹp trai trai mặt. Trời đất ơi, mẹ tao nói đẹp trai không bằng trai mặt, mà tao vừa đẹp trai mà vừa trai mặt nữa thì con nào chịu nổi mày. Hiểu không? Có cách nào mập như anh không? Có, thoát gầy em. Mấy người hải ngoại ghét động đảng Cộng sản cực kỳ thì rõ ràng rồi. Nhờ đảng Cộng sản nhưng mà họ phải ra nước ngoài đó ba. Đúng không? Họ ghét là đúng rồi chứ còn gì nữa. Tự nhiên nhà tao đang ở đây vì đảng Cộng sản quýnh tao, tao bỏ tao chạy ở nước ngoài, biểu tao đừng ghét. Mày cũng phải thông cảm cho mấy người hải ngoại chứ. Vĩ tuyến 17 là sao? Vĩ tuyến 17 là mình bị mấy nước lớn nó ép á. Trong hình định server nó ép mình. Lúc đầu mình giành vĩ tuyến 13 mà nó méo chịu. Nó đẩy mình ra 17. Đúng không? Tại vì cái vĩ tuyến 17 thì Việt Nam mới thống nhất sau 20 năm. Chứ mà có cái vĩ tuyến 13 là chỉ chắc chắc thống nhất trong vòng 2 năm luôn à. Năm 1956, ông Diệm bây giờ tôi cho ông chọn lựa, ông bầu cử hay ông không bầu cử.
đúng không? Ông mà chống cự là bụng bự hết, đất tôi nhiều hơn ông, lãnh thổ tôi nhiều hơn ông, dân tôi nhiều hơn ông, tôi có được khu Tây Nguyên nữa, ông lên đường hết. Nói chung lịch sử non vậy đó em, nhưng mà phân tích chém gió cho nó vui, hiểu không? Gì dài vậy? Chiến tranh thương mại, lệnh trừng phạt của Mỹ. Từ từ, này hay nè. Chiến tranh thương mại, lệnh trừng phạt của Mỹ và việc Trung Quốc tiến hành quân sự trái phép ở Biển Đông để quan hệ Washington Bắc Kinh tiếp tục dậy sóng. Rồi cái cha nó đi cho hàng nó đập nhau. Nói chung hàng nó đập nhau càng đập càng tốt. Mấy bạn đừng có hỏi mình nhiều quá nha, hỏi mình nhiều quá mình quýu mình trả lời sai đó. Việt Nam bây giờ kinh tế Việt Nam thua Lào, Campuchia, bạn nghĩ sao? Thì bạn bán nhà Việt Nam bằng qua Lào, Campuchia bạn ở đi chứ nghĩ sao? Mình mua với giá 50%. Đúng không? Còn mình không tin điều đó thì mình ở lại Việt Nam. Mình ở lại Việt Nam bằng cách mình bỏ tiền ra mình đầu tư ở Việt Nam nè. Bây giờ nhà bạn bán 1 tỷ đúng không? Giờ bán nửa trên 500 triệu thôi, mình tới chồng tiền ngày mai liền. Ok, ra công chứng luôn. Rồi bạn dọn đường ở bên Campuchia, bên Lào bạn ở đi. Còn mình chọn ở Việt Nam. Nếu mà Việt Nam là kinh tế thua, sau này mình mất 500 tỷ đầu tư, có 500 triệu đầu tư, ok. Nó mình trả lời thực tế lắm bạn, mình không có đi vòng vòng sách vở, đúng không? Mình là giờ mình chỉ có tiền thôi à, mình dùng tiền mình ra mình cược, như vậy mới là anh hùng. Các bạn nghĩ đúng không? Có thể đó là phong cách của Duy Nguyễn, các bạn trách thì Duy Nguyễn chịu, chứ Duy Nguyễn là dân làm ăn mà, cứ bỏ tiền ra chơi thôi. Chứ Duy Nguyễn phải là chính trị gia nha. Đó. Duy Nguyễn là chính trị gia, Duy Nguyễn nói khác. Còn Duy Nguyễn là dân làm ăn. Giờ đầu tư kiếm chút cháo. Ai mà tin là kinh tế của Lào với Campuchia hơn thì cứ bán nhà cho Duy Nguyễn nha. Duy Nguyễn mua 50% giá thị trường. Bạn hãy cầm tiền qua bên Lào, Campuchia đầu tư đi trước khi mà nó quá muộn. Trời đất ơi, bên Bigo ngàn hai người view luôn mấy bạn. Ai bên Facebook đang thua view kìa, chia sẻ đi mấy em. Chia sẻ nha. Nhưng mà nói chung á, livestream là quan điểm của mình. Bạn không có chửi nha bạn, mình đâu có chửi các bạn đâu, bạn chửi mình không được nha. Chơi mà chửi lộn không có bền đâu. Xe đi mấy em ơi. Chơi game đâu mà đô thế, chơi ở nhà chứ đâu mày mới biết tao hả? Ạt no Duy Nguyễn thôi bỏ đi ba. Sống trên đời phải có lòng tự tôn dân tộc, bỏ ạt no qua một bên đi. Đúng không? Đối với ta không có ạt no, ạt đủng gì đó. Đối với ta là Duy Nguyễn đại đế hết. Gì? Tôi hỏi em xem tại sao người Việt Nam lại sang Mỹ ở không bảo vệ đất nước vậy? Dễ ẹt, sợ chết với sợ nghèo. Hai cái đó thôi chứ gì đâu. Không có cái thứ ba. Một á, vượt biên những năm tám mấy á, là lúc đó là Việt Nam có chiến tranh thì sợ chết bỏ chạy thôi, ở lại bắt lính chết sợ. Thứ hai sợ nghèo, ăn bo bo chịu không nổi qua bển ăn mì tôm, ngắn gọn. Gì tao ở Lào mấy năm, Lào nghèo chết mẹ mà bảo hơn Việt Nam vớ vẩn đó. Bạn đó bạn ở Lào mà trả lời đó. Bác Trọng phát biểu nghe hay quá anh nhỉ, rõ ràng. Nói cho bọn não chó ba sọc tức chết con mẹ nó đi anh. Thôi mày ơi mày thù nó chứ tao đâu có thù nó đâu ba. Ba mượn đao giết người hả? Đúng không? Mình là mình chơi cho nó vui thôi, tự nhiên mày đa mày 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 nói chuyện cho nó tức chết luôn mạng người ta mà mày nói chuyện. Thằng này nó phát xít thiệt cái ơi. Anh Duy biết Phạm Luân không? Thấm rửa xe đúng không? Rửa xe 2,5 triệu chiếc bao sạch. Chia sẻ đi mấy bạn, tụi quýu rồi kìa, xe đi lên ngàn xe luôn coi. Nói cho nó bắt, ôi bắt Duy làm gì mẹ ơi, Duy ăn cơm nhiều lắm. Việt Nam đang nghèo không có dư cơm tù đâu ba. Miệng thằng này xấu, kệ mẹ nó xấu mà miệng gái đẹp nó hung là được rồi, bù qua chế lợi thôi mày khó quá. Đúng không mấy em? Nên lúc môi ta kề miệng thắm, trời ơi tao muốn uống hồn em. Sau khi uống rồi thì hãy sát đôi đầu, hãy kề đôi ngực, hãy chen nhau đôi mái tóc ngắn dài, những cánh tay hãy quấn riết đôi vai, hãy san sẻ tình yêu qua khóe mắt, hãy khăng khít những cặp môi gắn chặt cho anh nghe đôi hàm ngọc của răng. Đời vậy thôi chứ.
Comment anh tặng quay hay BCA đi. Tặng cho mày uống hả? Sao anh không tập thành quái vật thể hình như nước ngoài anh? Thôi kệ nó mày ơi, tao không thích làm quái vật thể hình, tao chỉ thích làm giám đốc soái ca thôi. Mày thích làm quái vật thể hình thì mày tập đi. Tao đâu có cấm mày tập thành quái vật thể hình đâu. Tuy bạn thành đạt thật nhưng cách nói chuyện của bạn tự cao, tự đại, tự đề cao mình, ai cũng xưng mày tao, thì mày làm gì nhau, đúng không? Thì mày làm gì nhau, chừng nào mày thành đạt như tao, tao mới nể mày chứ, còn mày dưới mày rên kệ mẹ mày chứ. Trời đất ơi, tỏ vẻ quan trọng nữa ông nội. Ông mới vô comment đúng đạo đức luôn. Mấy mấy câu đạo đức giờ tao nghe không có quen mày ơi. Thực tế đi, nha. Sống thực tế đi mấy em. Khổ mấy em quá, mấy em sống mày tư tưởng trên núi. Anh không có thích như vậy mấy em. Kệ nó, mình sống thật với lòng đi nha. Có sao nói vậy, người ta thương. Nói chuyện xào xạo người ta ghét, hiểu không? Tập gym có hại không bạn? Có. Tập gym đẹp trai quá tụi nó ghét. Anh Duy mai em quăng bom anh nha. Ê đừng có nói ngu nha mày. Công an nó coi livestream tao nhiều lắm á. Mày nói ngu kiểu này tự nhiên ngày mai nhà tao bị cháy một cái, một là mày lên đường. Ông này là ông nào mà trên thông thiên văn dưới tường địa lý? Ông Duy Nguyễn á. Tập mấy tháng mới có hiệu quả nha bạn. Xe chưa xe được nhiêu xe rồi. Trời đất ơi, xanh quê hương hoàng, cứ lãng ra lãng vô hoài. Anh xe được bao nhiêu rúp rồi anh? Anh xe vô mấy cái rúp hải ngoại như nhớ quê đồ. Đó, cái rúp gì Trung Quốc không kiểm duyệt nữa. Ghê lắm. Anh Duy ơi, chửi ba sọc cho tụi nó biết đi. Tự nhiên chửi người ta ba. Ông này kỳ cục thiệt, tự nhiên đi chửi người ta. Em mới xe cho đại ca, xe vô đâu em? 508 lượt xe rồi hả? Má là vận động xe giống như vận động tranh cử vậy mấy em, vui hen. Xe nữa đi mấy em. Nhân xe đi anh vô anh đam cho tụi em nghe chết tụi nó luôn nè. Ông cụ non Duy Nguyễn chứ ai. Xe lòi mà chưa được tiếng chào. Rồi chào bạn Trần Nguyên nha. Thông cảm mình livestream hai bên, bạn khách đông lắm. Nhìn cái mặt thằng này. Gì? Điếu, điếu lâm, tiếu lâm ông nội. À rúp nơi so tài tranh luận đa chiều. Bạn xe kiểu gì mà nãy giờ không thấy thằng nào vô tranh luận hết là sao? Khổ thế chứ. À, túm lại em đẹp trai muốn gì em, chia sẻ để làm gì. Em, tôi không đánh giá em, không hiểu gì cả. Nhưng tôi thấy em thật thông minh, nói nhiều cái cũng đúng không sai. Nhưng em ít hơn tí em. Rồi thêm thằng ngu học nào vô dạy đi ba. Ba có biết bây giờ thời buổi làm vlogger không? Tôi dạy cho ba nè. Làm vlogger là gì? Là lợi dụng khả năng talker thiêu. Má tiếng Anh tôi dạy đó. Đó. Khả năng ngôn luận, khả năng hoạt bát, đúng không? Khả năng phản xạ. Nói chung là lợi dụng tài năng của mình để làm những cái video để mình up lên mạng YouTube để mình kiếm tiền đó ba. Ba ăn cái gì ba ngu? Livestream mà ba kêu ít nói, ba khùng hả? Trời đất ơi, cỡ như ba đi xin làm diễn viên nó đuổi mẹ rồi. Đơ như cái cơ không biết diễn chứ gì. Trời ơi trời, xúi dậy không mà cái tập này tài lâm. Nó nói mấy em nghe, tài lâm. Không có nuôi người ta được cơm cháo ngày nào hết trơn á. Xúi dậy không à. Một cái livestream tôi kiếm biết bao nhiêu tiền luôn. Ông suối kiểu đó xong rồi cái tụi nó chán, tụi nó ngủ hết. Rồi ai coi ông nội điên vừa thôi. Thiệt á, già lỗi thời. Thiệt, đậu xanh rau má thiệt chứ ta. Tức. Bởi vì Việt Nam này có mấy thằng ngu như vậy, nó góp ý tài lanh nó mới đau chứ. Thí dụ như góp ý là, anh Duy, em làm video rất hay, em nói chuyện rất hay, nhưng mà thiếu gái. Em mướn cho anh con sexy đứng sau lưng cái nữa, bảo đảm yêu cao. Tôi nghe liền. Nói cái đó tôi nghe liền. Còn cái chiêu vừa rồi của ông là tôi không nghe được. Tại vì ông ngu quá. Hôm nay không có hàng hả Duy? Không có hàng. Ban đầu nghe Duy nói chuyện ghét thật. Nhưng lâu rồi mới phục. Chứ sao nữa, chị đi đâu kiếm được hàng như em?
hàng như em là hàng tuyển đó chị, đúng không? Đó, nó chị coi coi, nhiều khi mấy ông nội lên mạng nói chuyện đạo đức ABC được 2-3 clip, 4-5 clip sau quay ra chửi lộn, thôi thua luôn. Làm luôn đi anh, không bậy, bậy tốn tiền, có lời mới làm nha. Bữa nay không có hàng ta, ai biết hên xui vậy trời. Bọn ba sọc lý luận Bắc Kỳ không phải là đất nước chúng nó, vậy mà bên Cali họ xây và thờ tượng Trần Hưng Đạo, hóa ra bọn nó thờ ngoại bang, thì bọn nó cũng khùng thiệt, quá bọn nó điên lắm. Nó nói gì hai bà Trưng bà Triệu này nọ tùm lum la hết trơn, hai bà Trưng bà Triệu ta chống, người ta chống giặc ngoại xâm, người ta đâu có bán nước đâu, đúng không? Còn bây giờ bỏ chạy ra nước ngoài, bỏ chạy ra nước ngoài đem hai bà đó theo thờ, có hỏi ý hai bà đó chưa, đúng không? Hai bà đó ta nói vậy nè, tôi đời cháu sau này công nghệ thông tin thời am ốc rồi thì cụ chưa biết, nhưng mà thời cụ là cụ cưỡi voi đánh tàu, đúng không? Cụ có chết thì cũng chết ở sông Hát đó. Bây giờ đền thờ của cụ thì nên để ở sông Hát cho nó có ý nghĩa. Con mang của bên kia bọn nó cúng toàn là hamburger với cúng toàn là đồ ăn lạnh không à, rồi tụi nó nói xì xào cái gì mà nó đem iPhone nó chụp hình hoài à, cụ không có hiểu, con cho cụ về với đất tổ đi. Nhiều khi cụ nói vậy đó, nó mình cũng chả hiểu hành động đó làm sao, nó thiệt luôn, thua. Thờ Nguyễn Ánh thì ok. Thách anh hít đất 100 cái. Trời ơi, mày có tiền đâu mà mày thách tao. Mày thách tao mày phải chồng tiền ra chứ, tao thấy hấp dẫn tao chơi chứ. Thách chùa về tao thách mẹ mày ngủ với tao nè. Chơi không? Thách mẹ mày về tới đây ngủ với tao. Anh nói chuyện hay lắm gì ơi, thì share với like đi em. Mua súp luôn nha. Trời ơi, okay, nói chuyện dễ thương vậy thôi chứ muốn gì nữa ông nội. Chọc cho chửi hoài. Ba sọc hồi này chắc nó sợ em rồi. Nó đừng có chửi em được rồi, cứ vô giao lưu bình thường đi, sợ cái gì. Vui thôi mà anh chị em, căng làm gì không biết nữa. Anh Duy cho em hỏi Việt Nam mình tiệm vàng nó mua bán ngoại tệ thế nào, mua lậu á em. Tiệm vàng nó mua bán ngoại tệ, nó mua lậu á, ta gọi là đô la chợ đen mà. Thờ thánh tổ Gia Long thì được. À, bạn có nghĩ đất nước Việt Nam tương lai sẽ đi về đâu không? Bây giờ nói về gì vậy ta? Tương lai Việt Nam mình phát triển ghê lắm các bạn. Thời này thời của Việt Nam rồi. Chưa bao giờ Việt Nam mình có được cái vị thế như ngày hôm nay. Lời Tổng Bí Thư đã nói đó là chân lý mấy em. Mà anh cũng thấy vậy á. Bây giờ nước ngoài đầu tư vô Việt Nam ào ạt này nọ kia, mình lựa luôn á. Chứ không phải là mình nhờ nữa như năm chín mấy nha. Bây giờ là mình lựa luôn đó. Thằng nào ngon thì cho đầu tư, thằng nào dở thì đi ra. Đó. Nên mà hỏi một câu rất là chung, mình trả lời ngắn gọn thôi. Việt Nam mình sau này sẽ hóa rồng hóa hổ. Nhưng mà quá rồng quá hổ nhanh hay mau á, là do dân trí người Việt Nam, do là cái tiềm lực của người Việt Nam, do là cái khát khao làm giàu của người Việt Nam nha. Nhưng mà bây giờ mẹ dân nó còn ngu, nó phản đối đặc khu thì chắc cái giấc mơ đó nó còn xa lắm. Nó thiệt. Ví dụ như ông hiểu đặc khu, ông phản đối đặc khu tôi tôn trọng. Ông méo hiểu cái gì cả, ông cũng đi phản đối cho được nữa. Tôi sợ mấy ông dội đó. Với mấy thằng này nữa mấy em. Hộ khẩu tỉnh lẻ đi phản đối nhà hát Thủ Thiêm. Nhiều khi nghe cũng khóc luôn á. Nói trời đất ơi, tôi nhớ tôi hộ khẩu Sài Gòn mà mấy ông. Mấy ông cho tôi cái quyền tự quyết đi, mấy ông vô mấy ông đam nhà hát tôi thêm ghê vậy. Khổ. Trong khi không có đống đồng bạc nào vô nhà hát của người ta mà kìm hãm thành phố Hồ Chí Minh phát triển. Đúng không? Xấu đâu. Hôm nay có ông phạt 90 củ vì đổi 100 đô tiền qua tiền Việt, vì sao vậy anh? Xui thôi mẹ ơi. Cả đống thằng đổi mà có mình thằng đó bị bắt à. Đúng là đời nó nhỏ thiệt á. Nói chung nhà nước bắt cái cú này dân nó cũng méo phục, tao nói thiệt. Mặc dù ông bắt đúng, nhưng mà bắt thì bắt cho hết.
Đúng, mới lâu lâu bắt thằng này mấy thằng kia nó cười ha hả, thằng này xui. Mình chỉ nói một câu đơn giản thôi, cái vụ đó đó, nhà nước đúng, không sai, nhưng mà dân mé phục, vậy thôi. Gọi là nó hơi bị vô lý, nó quá đáng ở chỗ đó, đúng là cái luật nó sai. Nhưng mà, thí dụ như thằng nào á, mà nó cố tình nó rửa tiền, mà nó đổi kiểu lớn á, thì phạt 90 triệu còn được. Cái thằng cu này nó làm tháng có 3 triệu mà, tiền đó người ta cho nó mà, đúng không? Thì thôi cảnh cáo nó, viết biên bản về thôi được rồi, phạt thằng nhỏ như vậy á, tiền nó đóng, nó bán giấy nó cũng có tiền đóng, nhưng mà phạt thằng tiệm vàng 180 triệu là đúng, phạt thằng tiệm vàng là đúng, tại tiệm vàng nó mua nhiều lần rồi, thằng đó cố tình đó, thằng tiệm vàng là chắc chắn là thằng biết luật phạm luật nên phạt thằng tiệm vàng là ok nha. Còn thằng cu kia xui, bởi tôi nói rồi, tụi bay có đô, tụi bay đổi cho tao nè, kính kính thôi, khùng quá. Má đi đổi cho tiệm vàng, lâu lâu bị an ninh nó ập vô một phát một lên đường. Đó, Hưng giỏi văn nó đúng rồi đó, giao thông Việt Nam cần phải sửa, đúng, tôi đồng ý quan điểm này với anh 100% luôn. Đặc khu chắc chắn sẽ được thông qua anh, ừ anh cũng nghĩ vậy đó em. Tiệm vàng phạt 275 đâu, tôi đọc báo còn 108 mà, ông lên đâu 100 triệu người ta nữa. Đúng là nha Quỳnh Giang, thằng đó cài cấm để phạt thằng tiệm vàng à, vậy hả? Ồ mà vậy là chiêu rồi, vậy là chiêu của mấy ổng hả? Đúng không? Phạt tiệm vàng là đúng, tại tiệm vàng nó xiềng nó đổi là chắc cú nó đổi rồi, thằng tiệm vàng nào trả đổi đô, tại nó đổi đô trong tiệm vàng được nhiều tiền hơn hay gì đó. Nó đó là cái thị trường mà ngoại tệ chợ đen, nhà nước đó là phạm luật tài chánh là phạt đúng rồi. Đổi đô anh Di bảo kê cho im im nha ba, tao đổi bằng giá ngân hàng thôi. Tại lâu lâu cầm tiền đô ra khoe gì kiều chơi mày. Không có tiền đô nó yếu, hiểu không? Anh nghĩ bà tài xế đụng xe ở Hàng Xanh có vào tù không? Ai biết. Gia đình người ta kiện thì chắc vô tù thiệt á. Còn gia đình người ta không kiện thì chắc phạt tiền thôi, tù treo gì đó, ai biết. Đang điều tra vụ án mà, đang phát hiện ra những tình tiết mới em. Nói chung Việt Nam thông qua đặc khu càng sớm càng tốt. Cái này thì tôi nhìn sâu hơn bạn nha. Tôi thấy trong đặc khu đó nó có cái màu lợi ích nhóm đó. Nên tôi nghĩ cái việc lùi đặc khu này nó có chiêu, chứ không phải nó hơi đơn giản như bạn nghĩ đâu. Tôi nghĩ là nhà nước chắc đang muốn đánh vô lịch nhóm ở đặc khu nên có cái chiêu lùi lại để phong tỏa tụi nó, không cho tụi nó nhảy. Sau khi xử xong lịch nhóm rồi mới mới thông qua luật đặc khu. Nè, bây giờ mấy ông nhà nước ghê lắm mấy bạn ơi, những cái chuyện mình nhìn thấy là vui vui thôi, ở trong lòng những cái dự án, những cái suy nghĩ của người ta nó nghe lạnh người vậy, không phải giỡn đâu, hiểu không? Xe đi em tuột wheel rồi mấy em ơi, xe lẹ lẹ nha, giết lộn mà, nói chung là mình giết lộn đó là 476 chứ không phải là 176 nha, giết lộn nhầm, chút sửa lại. Chỉ vì kẹt giày cao gót, đồ mày bà nói vậy thôi, tao 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 méo tin, nó thiệt á. Bây giờ cái chuyện đó nó khó kiểm tra lắm mà, cái chuyện mà kẹt giày cao gót hay không kẹt giày cao gót đó, thì có thể họ cố tình họ nói để cho nhẹ tội, đúng không? Nhưng mà cho dù bà có kẹt giày cao gót không kẹt giày cao gót, bà nhậu là cái tội đó nặng nhất đó. Cái tội bà nhậu là nặng nhất, cái tội bà chạy quá tốc độ là nặng thứ hai, và cái tội bà đụng xe xong bà ngồi trên xe bà không xuống là cái tội thứ ba. Ba cái tội đó đủ lên đường rồi, chứ còn giờ bà giày cao gót hay giày mũi tà kệ bà chứ. Vụ này dư luận nó làm có im đâu, nó bức xúc, hiểu không? Sao anh không làm vlog lên đây làm vui hơn vlog em? Sao anh không nói chuyện game, anh nói chuyện game làm đại biểu quốc hội được không? Mày phải nói mấy chuyện này người ta mới bầu mày làm đại biểu quốc hội chứ. Bây giờ là mày làm thằng gamer ngon hay làm đại biểu quốc hội ngon, hiểu không? Bây giờ tao trùm game rồi, tao chán game rồi mày. Tao game tao cứ tình tèn tao nhường cho đàn em tao làm thôi. Mà bên Bigo gần ngàn ba luôn kìa. Trời ơi, bên Facebook sao có 600 vậy? Lên lẹ lẹ đi chị em xe đi. Trời đất ơi, vô đây có chỗ đam nó mới vui nha.
91 không 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 like thì nhắc thì nhớ, mà có like không chịu xúm tay vô xe xe cho nó nhiều nhiều vô nha. Còn bên Beagle đó, ai thương idol quá thì xe cho idol luôn nha. Idol không cần tiền, không cần đậu, idol chỉ cần xe thôi. Cái gì? Bà ta không có trái tim sai mà không biết hối lỗi, nếu mình là người nhà mình kiện cho biết mặt. Cái này thì cũng phần đồng ý với chị. Còn em thì em có dính trong cái vụ này nhiều, em cũng rõ bà đó, đó bà hoảng loạn sợ thật hay là bà nhây thật. Mày lấy cớ gì mở miệng ra? Bây giờ tao là trùm ghim thì đơn giản, tao mày tập ghim mày biết tao là tao trùm rồi. Còn mày tập ghim mày không biết tao là mày mù mẹ nó công nghệ thì là mày thằng không đáng người ta quan tâm vậy thôi. Đúng không? Còn mày ra tô với tao thì mày mày khoe cho tao những cái gì mày có đi. Chứ mày ẵng cái gì trời? Tự nhiên mày nói một câu trùm ghim thôi nó dãy như đĩa phải vôi vậy bạn. Thì mày không phục đúng không? Thì mày khoe cái mày có đi. Thì tao mày hơn tao tao chịu à. Mày hơn tao tao nói ừ mình xin lỗi mình chưa trùm ghim bạn mới trùm. Nhưng mà mình hứa với bạn năm sau mình sẽ vượt mặt bạn. Ví dụ vậy. Chào em cái, anh Duy cho em lên sóng. Lên chi mày? Ở bên bên Bigo gần 1.400 được cho mấy em. Xe cho anh Duy Nguyễn nha. Xe cho anh đi mấy em. Em xe cho anh lên 14 nhóm rồi nhé. Ừ cảm ơn Kiều Nga nha. Bên Bigo xe giùm anh nha. Bên Facebook xe giùm anh luôn nha. Chửi nó anh chi mệt anh. Ừ ha nhắc mình nhớ mẹ. Tự nhiên chửi nó anh chi mệt ta. Cái gì gì? Duy ơi, bữa hôm nay anh thấy thằng Ba Sọc nó khen Ngô Đình Nhu là nhà triết lý, không phải không là nhà sử học. Kệ nó khen ai, nó khen Ba Sọc thì khen Ngô Đình Nhu đúng rồi. Đúng không? Không có gì ngạc nhiên cả, bình thường. Mình cũng nên chấp nhận người ta đi. Chứ đừng có cái gì mà người ta nói mình cũng đam hết. Riết nó mất mối nha. Thí dụ như đam cái gì nó liên quan tới Bác Hồ này nọ kia thì mình đam thôi. Còn tới Ngô Đình Nhu mà anh cũng đam nữa là anh cuồng sát quá. Đúng không? Anh phải chừa cho người ta cái đất để người ta sống. Anh mà cứ truy cùng mà đuổi tận như vậy không phải là bản chất của người chân chính nghe. Tăng tả uống ao liếp nha em. Còn đồ uống hết đát không anh Duy. Còn sống còn. Lúc nào tao chả còn mấy hũ. Anh Duy có quan điểm ra sao về việc Mỹ Linh ủng hộ xây nhà hát nghìn tỷ? Thì quan điểm của Mỹ Linh thì tôn trọng quan điểm của Mỹ Linh thôi, chứ tự nhiên nghĩ ra sao làm sao mày? Đúng không? Tao rất tôn trọng quan điểm của từng người, trong đó có chị Mỹ Linh, ok? Ôi idol theo cộng sản sao? Tập gym nhiều quá teo não mẹ rồi. Ôi trời đất ơi. Thì bây giờ tao hỏi mày nghe, cái chuyện mà tao theo cộng sản hay không người ta không khẳng định với mày. Nhưng mà lỡ mày nói rồi thì tao hỏi mày cho vui. Đúng không? Thí dụ như bây giờ nếu mày là mày theo ai? Đúng không? Thì bây giờ chỉ có cộng sản thôi à. Mày không theo cộng sản thì mày đi theo bóng ma à. Đúng không? Bây giờ mày trả lời cho anh đi. Mày khoan bàn cái chuyện chính kiến hoặc cái chuyện khác. Tự nhiên là mày nói tao rồi tao khác mày chút xíu mày chửi tao não teo. Đúng không? Mày không được rồi. Mày tập gym mà mày đi mày cây cú với anh Duy Nguyễn quá. Trong khi anh Duy Nguyễn đâu đụng chạm gì mày đâu. Mà tự nhiên mày khẳng định anh Duy Nguyễn theo cộng sản. Ở đã đời mày chửi anh Duy Nguyễn não teo. Tao cảm thấy bất công, tao méo phục. Vậy thôi. À, Duy Thúy Kiều và Thúy Vân ai đẹp hơn? Thúy Kiều và Thúy Vân sao đẹp bằng BT thân online? Làm sao để đẹp trai như anh Di? Uống súp BBT nha em. Xe đi mấy bạn Facebook ơi. Xe đi nha. Hey.
Anh thích loại gái nào? Nói chung là gái còn trinh là tao không thích rồi đó. Tao thích là gái đẹp, sạch sẽ, thơm tho, chiều chuộng tao, có kỹ năng. Ok. Người đẹp trai nói gì cũng đúng. Đúng nè em. Cái gì anh cũng nói được vì anh là Duy Nguyễn mà em. BBT là gì đại ca? Boy Bến Tre em. Bác Lê Duẩn theo đường lối cứng rắn với Trung Quốc phải không anh? Đúng em. Theo cộng trừ hả? Ừ, cộng trừ cũng được nghe. Anh ơi, cái City xả kho còn không anh là sao? Anh đang live Bigo nè em. Vì anh bán thực phẩm bổ sung mà, đúng rồi. Anh ơi, cho em hỏi cộng sản có gì không tốt mà người ta không thích. Giờ tao nói mày như vậy, tao nói mày rất rõ ràng luôn. Đối với người dân bình thường, họ không có gọi là quan tâm nhiều về chính trị á, thì cái việc á, cộng sản như thế nào á, thì họ có thể họ không thích, nhưng mà họ cũng không ghét. Đó. Còn những cái người mà người ta ghét cộng sản đó là những người á, mình dùng cái chữ là phản động, nằm trong dấu một kép màu kép, thì những người này đi theo cái tư tưởng chính trị của Việt Nam Cộng Hòa, đúng không? Một cái chính thể tồn tại ở miền Nam 20 năm được Mỹ dựng lên đó. Đó thì cái chính thể Việt Nam Cộng Hòa đi quýnh lộn với cộng sản bị thua, xong này Việt Nam Cộng Hòa đâm ra hận thù đó, cây cú và gato tô, nên họ sẽ rất ghét cộng sản. Nó rất là dễ hiểu thôi, đúng không? Không có gì phải khó khăn cả, quá đơn giản. Thí dụ như bây giờ đơn giản thôi, một người dân bình thường, đúng không, thì sống trong cái xã hội giờ, có thể là họ thích cộng sản, hoặc là nhiều khi họ ra đường họ gặp mấy anh công an giao thông mà nó bắt ngoài đường hoài bực mình quá thì đâm ra không thích cộng sản, nhưng mà họ cũng chưa tới cái độ ghét, đúng không, họ cũng chưa tới cái độ thù đó. Mà cái đối tượng mà thù duy nhất đó chỉ có là tàn dư của Việt Nam Cộng Hòa thôi. Cái vấn đề là chính trị, vấn đề là chiến tranh, vấn đề là lịch sử. Thì năm 1975 Việt Nam Cộng Hòa thua, đầu hàng vô điều kiện, tàn dư của Việt Nam Cộng Hòa bỏ chạy qua Mỹ, qua Đức, qua Úc, qua tùm lum nước hết. Thì những người đó họ luôn nuôi cái mộng phục quốc, họ luôn nuôi cái mộng là trả thù cộng sản, nên những gì cộng sản làm ra cho dù đúng hay cho dù sai họ đều chửi hết, và họ bật một chế độ là auto BK cộng sản đó. Anh nói rất rõ ràng rồi. Không phải bạn, không phải là mình nói mắc mệt nhà nước lo, mà tại bạn trẻ là bạn chưa hiểu, đúng không? Bạn trẻ là không hiểu sao cuộc đời giờ lại có những người mà người lại ghét cộng sản, người lại lại là binh cộng sản, ok, đúng không? Tại vì bạn nó chưa có hiểu lịch sử cái giai đoạn đó. Vậy anh ơi, sao cả thế giới này không thích cộng sản? Bậy rồi, cả thế giới này không thích cộng sản. Ở Trung Quốc nó theo cộng sản, nó 1 tỷ tư dân kìa, Nga kìa, khối Đông Âu kìa, tùm lum tùm la thôi em, đúng không? Nhưng mà tụi em phải hiểu trên thế giới tại sao có nhiều người không thích cộng sản, đó là những người theo tư bản. Tư bản và cộng sản giống như là một hai thái cực, một cái nam châm nó cùng cực đẩy bụp bụp đó, một cái âm một cái dương, đúng không? Thằng cộng sản nó ra đời là nó chỉ vô khuyết điểm của thằng tư bản nó bực mình quá tại vì mày dám bóc phốt tao đó, nên tao sẽ tìm cách tao đập mày cho mày bỏ láo đó. Thì cái cuộc chiến giữa tư bản và cộng sản nó diễn ra từ năm 1900 khoảng chừng 45 cho tới năm 1900 khoảng chừng là 90 đó, hiểu chưa? Nên cái chuyện mà hai phe nó ghét nhau là chuyện bình thường. Mấy người theo cộng sản họ sẽ ghét tư bản, và những người theo tư bản họ sẽ ghét cộng sản, và những thằng nào ví dụ như thằng tư bản nó cho tiền thằng A đi thì thằng A nó cũng ghét luôn cộng sản à, đơn giản thôi. Xã hội và tư bản anh ơi, đồ điên, cộng sản và tư bản chứ xã hội và tư bản là sao? Tập gym quan hệ tình dục nhanh ra là yếu sinh lý rồi, chích tùm bậy tùm bạ rồi phải không? Tại cộng sản đem lại nghèo đói bất công, bậy rồi, anh cho xanh nói này không đúng. Cộng sản họ xuất phát từ nghèo đói, đúng không? Nó cộng sản xuất phát từ nghèo đói là đúng, chứ anh nói chuyện cộng sản mà đem lại nghèo đói là sai. Anh không hiểu được quá khứ cộng sản là sao. Cộng sản là do là Karl Marx, Engels và Lenin phát triển, đúng không? Để đem lại quyền lợi cho giai cấp gì quên rồi, kêu là công nông. Mà giai cấp công nông là nông dân và công nhân. Nông dân và công nhân ở thế kỷ thứ 19 nó bị bóc lột, bị áp bức, bị bóc lột bởi giai cấp tư bản đó. Mà tư bản là gì? Những người nhà tư bản nó giàu có
nó bóc lột này, nó bắt nó làm nhiều giờ làm này, nó lương rẻ bèo nó bọt gì đó, nó dẫn ra những cuộc đình công nó nổ ra rất là lớn ở thế kỷ thứ 18, cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19, đúng chưa? Không có thể nhớ sai chút xíu nhưng mà nằm đâu đó khúc đó đó. Nó xong rồi họ gia nhập giai cấp công nông, giai cấp cộng sản, thành lập những cái đảng cộng sản nằm ở những nước khác nhau đó. Những cái mục tiêu của giai cấp cộng sản là lật đổ chế độ tư bản để thành lập một chế độ mới, chế độ cộng sản. Nó thành công ở đâu? Thành công ở Nga và Liên Xô sau Thế chiến thứ hai, thành công ở đâu? Ở Đông Âu, đúng không? Và phát triển ở đâu? Ở Trung Quốc, trong đó Việt Nam, trong Triều Tiên, Cuba, số nước Mỹ Latin, châu Phi, mệt quá. Thằng Mỹ là trùm của tư bản, nó thấy cái hoàn cảnh lúc đó là không ổn rồi, chết mẹ rồi, dòng máu đỏ lan tràn khắp bản đồ, nó chi rất là nhiều tiền và nó vận động đồng minh này nọ, nó thành thành lập quân đội, nó qua nó bem cộng sản, nó quýnh cộng sản thấy mẹ luôn, cộng sản trả đũa, quýnh qua quýnh lại, quýnh tới quýnh lui, quýnh xuôi quýnh ngược, thì có chỗ tư bản ăn, có chỗ cộng sản ăn, hiểu chưa? Mệt quá. Giống như ở Hàn Quốc thì tư bản ăn đó, nhưng mà ở Bắc Hàn là Triều Tiên tư bản thua. Ở Việt Nam này cũng vậy đó, Việt Nam này cộng sản ăn, Trung Quốc cộng sản ăn, ở ở Liên Xô thì cộng sản thua mới đau chứ, có vậy thôi cũng hiểu nữa mấy ông nội, mấy ông học lịch sử dở quá. Trả lời mấy ông hao calo thiệt chứ, hiểu có mệt thì các bạn nó vô nói chuyện với mấy ông này đuối luôn, phải giỡn đâu. Bởi vì mấy mấy thằng mà nó dìm hàng cộng sản là mấy thằng nội mà nó bị cộng sản quýnh á, nó tức. Còn mình là người dân bình thường đúng không? Có sao nói vậy thôi. Bạn bạn cứ là người dân bình thường là được rồi. Trời ơi mẹ ơi, bên Facebook hỏi nhanh quá, hỏi chậm chậm thôi. Nếu người thật sự hiểu biết, họ không bao giờ thích cộng sản. Trời đất ơi, anh vẫn chơi hoài anh. Vậy anh nói là ông Lenin ngu hả? Ông nói anh Karl Marx ngu hả? Anh nói Bác Hồ ngu hả? Em không đồng ý với câu này của anh. Cái của anh tự cho là hiểu biết thôi, chứ còn ví dụ như bên tư bản cũng có người hiểu biết, mà bên cộng sản cũng có người hiểu biết. Cái vấn đề là ý thức hệ, đúng không? Ý thức hệ họ có quyền họ thích cộng sản và họ có quyền họ thích tư bản. Anh dựa vào cái gì mà nói bên cộng sản người ta không hiểu biết? Không hiểu biết mà đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, đánh cho Trung Quốc bỏ chạy ha anh? Đúng không? Anh nói vậy là không có đúng, không có thuyết phục được người ta đâu. Hiểu chưa? Còn Duy nói chuyện ok không? Đó. Duy nói chuyện là bên tư bản có người giỏi, bên cộng sản có người giỏi. Đó là hai thái cực của thế giới. Nó dẫn đến một cái cuộc chiến tranh lạnh kéo dài gần cả thế kỷ. Nói thế kỷ thì hơi quá đáng, kéo dài khoảng chừng 40 năm thôi. Đó. Nói công tâm công bằng vậy thôi chứ người ta mới phục. À, riêng Mỹ thả hai quả bom nguyên tử giết bao nhiêu người Nhật, Mỹ là cộng sản à. Nói chung là Mỹ nó lỡ tay, khổ quá. Nó tính thả nó hù thôi. Nhưng mà đứt dây thần cái bom nó rớt xuống thiệt ông ơi. Nhắc hoài, Mỹ bây giờ đã chuộc lỗi chiến tranh rồi. Đúng không? Nó không muốn nhắc tới hai trái bom nữa, nó xấu hổ quá trời rồi. Mà bây giờ quan hệ Việt Nam nó đang nhờ với Mỹ đang nồng thắm. Thì mình giả bộ mình im im đi ba. Khui ra hoài à. Tự nhiên nhà nước bây giờ hợp tác với Mỹ, mấy ông đi bem Mỹ làm sao? Mấy ông mà gọi là cái gì, nhà nước lãnh đạo đi một đường, mấy ông rẽ một nẻo là không có được nghe. Gọi là trật tự hai cực y anh ta. Đúng rồi. Lâu ngày không xem Duy Nguyễn, hôm nay vào vẫn thấy Jason không thay đổi nhỉ. Mới có mấy tháng làm như mấy năm sao thay đổi được. Mà tại sao không xem livestream Duy Nguyễn? Đâu, Duy Nguyễn là ngọn cờ đầu trong phong trào đam trẩu luôn mà không coi Duy Nguyễn là coi ai trời. Không lẽ đi coi chửi lộn ba. Ba cũng ít nhiều chuyện rồi. Điện thoại mày xài là gì, của Mỹ hay Nga? Điện thoại tao xài tao dùng Việt Nam đồng tao mua mày ơi. Cái đó là chân lý, hiểu không? Tao không có Mỹ không Nga gì trơn. Quan trọng cái điện thoại tao xài tao mua bằng tiền của tao, là tiền Việt Nam, tiền của Bác Hồ đó. Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, lời Bác nay đã toàn chiến thắng huy hoàng. 30 năm đấu tranh giành trọn vẹn non sông, 30 năm độc lập gì, 30 năm kháng chiến đã thành công gì đó. Nó tức quá, bữa nào đi học hát rồi mới được. Lâu quá không hát quên lời. Mỹ ngày xưa không đánh Trung Quốc anh, nó quýnh ở bên Triều Tiên đó em.
Nói chung là Mỹ với Trung Quốc ngày xưa có đá trận banh năm 52-53 mà đá bên sân của Triều Tiên nha. Rồi bác Hồ chó Minh cứ vậy hoài, không có được chửi mẹ ơi, đừng có chửi bác Hồ nha, thiệt luôn á. Có thù gì thù, chửi bác Hồ là tầm bậy rồi. À, 30 năm dân chủ Cộng hòa kháng chiến đã thành công. Nga làm méo gì được phone, ở cái đó thì em không rõ nên ơi, Nga làm được hạt nhân thôi à. Có thể là bên Nga nó không khoái phone nên. Mình nghĩ chắc Nga chắc có điện thoại chứ, làm gì cũng có đúng không? Nga này nó cũng kỳ lắm, nói chung là nước của nó yếu quá. Nước của nó là nước gọi là lạc hậu của châu Âu. Mấy bạn phải hiểu Nga như vậy, Nga là lạc hậu của châu Âu. Nga tuổi gì với thằng Đức? Đúng không? Nga không có tuổi gì Đức hết, Nga nó chỉ được cái lòng gọi là nó được cái lợi thế. Sau đây mình phân tích nè. Thứ nhất, lãnh thổ nó đông. Lãnh thổ nó rộng á. Nó dân số nó đông. Nó có khí hậu khắc nghiệt. Đó, nhưng mà đổi lại cái nền gọi là cái nền phong kiến của nó hồi xưa, nền công nghiệp của nó hồi xưa nó cùi lắm. Không nhờ Stalin là nó mẹ xóa tên trên bản đồ luôn rồi. Nó mình phải nhận nhận định thằng Nga như vậy. Nên cái quá trình mà gọi là đói khổ như vậy, Nga nó chỉ đầu tư những ngành công nghiệp mũi nhọn thôi, công nghiệp quốc phòng để nó bảo vệ đất nước nó trước. Nó mày hiểu không? Khi mà công nghiệp quốc phòng á mà nó mạnh rồi đó thì mình mới đầu tư qua những công nghiệp khác. Bao giờ tôi cũng vậy, tôi phát triển được thì tôi còn phải tồn tại. Mà tôi muốn tồn tại thì phải có hàng nóng nhèn. Nên thằng Nga nó vậy là nó giỏi rồi. Khó quá. Mẹ cái thời mà phát kiến địa lý toàn là mấy thằng châu Âu không, mà Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đồ, Christopher Columbus tìm ra châu Mỹ, hiếp dâm dân da đỏ, Nga đi được đâu đâu, Nga vòng vòng ở sao Hoàng thôi. Đúng không? Nền phong kiến này nọ thôi, chưa đi đâu đâu cả. Nó được vậy là nó khá rồi, mình phải vote cho nó một phiếu chứ. Mấy bạn khó quá. Mấy bạn biết đọc báo, mấy bạn ngu lịch sử đâu có được, mấy bạn nhìn công tâm cho người nghe. Tại nó là cộng sản lúc xưa làm sao nó phát triển được, nhờ cộng sản mới phát triển đó anh Jason. Anh này không hiểu lịch sử nữa rồi. Cái giai đoạn Lenin lên cầm quyền là nước Nga nó chưa phát triển nha. Xong rồi lúc đó là giai đoạn Stalin lên cầm quyền, Nga nó mới thực hiện cải cách đại nhảy vọt, đúng không? Đầy tranh luận luôn. Nhưng mà nhờ cái cuộc cải cách của Stalin mà nước Nga nó có được cái nền công nghiệp hùng hậu ngang bằng với châu Âu, để sau đó nó làm tiền đề để nó bem thằng Đức. Chứ không có ông Stalin là em nói, không có Stalin là kể như là Nga xóa tên khỏi bản đồ, thằng Đức nó quýnh là nát bấy đó. Cái cộng sản của Nga nó chỉ sau cuộc cách mạng tháng 10 thôi, cách mạng tháng 10 Nga thế kỷ 20 thôi anh, đúng không? Anh nói phải nhìn lại 19 thế kỷ trước Nga làm được cái gì đó. Lúc đó thì bị thằng Pháp hiếp dâm. Thằng Pháp là thằng nào? Thằng trẻ trâu Napoleon của Đa Bạt đó, nó qua nó quýnh Nga. Xong rồi tới Đức Hitler nó qua nó quýnh Nga nữa, làm như Nga là cái nước đè đầu cho quýnh hay sao ta. Hình như thời Càn Long cũng có, của Khang Hy nhưng cũng có bem nhẹ thằng Nga nữa. Khổ vậy. Nó nói về Nga thì nó mạnh so với Việt Nam, nó mạnh so với mấy nước yếu thôi, chứ còn so với mấy nước tư bản nó yếu xìu à, hiểu không? Mà bây giờ cái vị thế quân sự của Nga đứng ngang ngang với Mỹ là cũng mừng cho nó rồi đó. Không, nó bị Mỹ nhai đầu rồi. Nó hồi năm khoảng chừng năm tám mấy 90 gốc Ba Chớp, đúng không? Tào lao lên cải cách đúng ẩu luôn, xém nó bị Mỹ nhai đầu luôn. Hên là nhờ sau này Putin nó phục hưng lại, đúng không? Không nhờ Putin là Nga nó cũng móm luôn. Thằng Mỹ nó ăn rồi nó cấm vận thằng Nga từ nhỏ tới lớn, không phát triển được luôn đó mấy em. Hên là thằng Nga nó có những lá bài về vũ khí, nó có những lá bài về dầu khí này nọ, nó mới cân bằng được với châu Âu đó. Chứ không châu Âu NATO nó lùa quân ra biên giới nó quất luôn rồi. Khổ lắm. Nói chung các bạn phải hiểu đúng về Nga. À, chứ các bạn chơi các bạn dìm hàng Nga hoài, các bạn nghe cái chửi nó xây dựng sau chủ nghĩa, nó bị thất bại thì kệ bà nó đi. Đúng không? Mình nói chuyện như vậy mình không có quân tử, bạn nói thiệt bằng luôn. Mình nói chuyện phải có tình, có lý, có đúng, có sai, có lịch sử thì mới có hiện tại. Đúng không? Giống như có Duy Nguyễn thì mới có máy bay mới tập gym nè. Anh có đi du lịch nước nào chưa? Việt Nam có đi còn chưa hết nữa. Nga làm vụ vodka. Đúng rồi, Nga làm vụ vodka. Sơn Tây đang chạy siêu xe của Nga nè. Mercedes của Đức anh ơi. Tào lao. Nga nó có xe hơi mà cái hãng đang quên rồi. Nga nó trùm xe tăng chứ nó không chuyên về xe hơi. Mấy thằng TT của nó cũng lợi hại lắm anh. Nhờ mấy thằng TT của nó mà giải phóng được miền Nam á, đánh được xe hơi của Mỹ mừng thấy mẹ luôn. Ủa lộn, xe máy, ủa xe tăng. Không nhờ xe tăng của Nga là sao nó quýnh không lại xe tăng của Mỹ đâu.
xe tăng của Mỹ lúc đó là nó ship qua miền Nam Việt Nam mà nhiều lắm. Tối người nó ăn là nó bò lúc nha lúc nhúc ở trên đường phố Sài Gòn á, mà nó không phải nó quýnh cách mạng mà nó quýnh đảo chánh. Nó bò lúc nhúc ở trong đô thành Sài Gòn đó mấy em. Xong rồi mấy tổng thống, không phải tổng thống, ông gì? Ông không quân là ông gì? Ông Nguyễn Cao Kỳ. Ông có lái máy bay tiêm kích ông ở trên, ông nói là mày không đi tao bắn. Mà lúc đó là xe, mấy cái xe tăng đảo chánh thì nó không có súng phòng không, thì nó buộc chạy thôi. Sao Nhật với Hàn thua Mỹ mà phát triển nhất nhì thế giới. Tao nói cho mày nghe, thằng Nhật đó cái thời chiến tranh thế giới thứ hai nó ngang với Mỹ, đúng chưa? Xong rồi nó quýt lộn nó thua thằng Mỹ. Thì thằng Mỹ á vô chiếm nước của Nhật Bản. Xong rồi thằng quân đội, thằng tướng của Mỹ á, nó kiểm soát về quân sự, nó không cho thằng Nhật phát triển quân sự. Nó ghi trong hiến pháp rõ ràng, nó bắt Nhật cam kết mày đồng hàng vô điều kiện thì mày hứa không được phát triển quân sự. Rồi sau đó nó mấy công ty của thằng Mỹ á, nó nhào vô Nhật, nó làm ăn, nó đầu tư, nó cho mượn tiền, nó tái thiết đất nước, xong rồi nó dưới dạng là cho mượn nợ đó. Xong rồi Nhật nó cũng bấm răng bấm bụng nó chịu, thôi kệ mẹ nó, giờ quýnh lộn cũng lỗi thời rồi, mà tao tập trung tao phục hưng kinh tế này nọ kia. Thì dựa trên những cái nền tảng của thời phát xít Nhật nó còn đó, đúng không? Những công ty của Nhật nó phát triển trở lại, nó hợp tác với Mỹ để nó phát triển, nó dưới lá bài là đồng minh của Mỹ đó, để nó phát triển kinh tế. Nó phát triển được tới năm 90 xong nó bị suy thoái tới giờ, hiểu chưa? Chứ ở đó Nhật mà thua Mỹ thua là thua thôi, chứ Nhật nó mạnh như chó. Cái thời Nhật nó mạnh lắm em ơi, Nhật bây giờ là yếu rồi đó, Nhật thế chiến thứ hai nó mới giữ. Còn thằng Hàn Quốc thì cũng vậy thôi, thằng Hàn Quốc thì nó thua Nhật nó. Thằng Hàn Quốc thì nó lúc mà gọi là Mỹ bảo kê nó quýnh Trung Quốc đó, xong rồi nó mới gọi là ký hiệp định ngừng bắn ở bàn môn điếm, kêu là vĩ tuyến 53 hay gì đó, quên mẹ rồi. Xong rồi Nhật nó mới là đồng minh của Hàn Quốc, Hàn Quốc là theo phe của Nhật đó. Xong rồi nó cũng ủa lộn, xin lỗi các bạn, Hàn Quốc là đồng minh của Mỹ đó. Xong rồi thằng Mỹ nó mới vô nó nắm quân đội của Hàn Quốc, hai thằng đó đã bị Mỹ nắm quân đội hết, nó đóng quân ở nước của người ta, xong rồi ăn là nuôi nơi này nọ, lo tập trung phát triển kinh tế, lâu lâu nó viện trợ cho vài đồng bạc. Xong rồi Hàn Quốc nó nhục lắm bạn, nó phải đi bán máu trinh của đàn bà và nó bán máu đỏ của đàn ông để nó đổi lại những cái gói viện trợ mà nó đổi lại những đồng tiền để nó phát triển đất nước của nó. Tất nhiên nó cũng giỏi chứ mà nó dở đó. Thời chiến tranh Việt Nam thì em hiểu rồi đó, 1 triệu gái điếm của Hàn Quốc đi theo Mỹ để bán trinh đó. Xong rồi á, thời mà khoảng chừng mấy trăm ngàn trai Hàn Quốc học võ taekwondo đó mấy em, xong rồi phải đi gia nhập qua chiến trường Việt Nam đánh thuê để đánh lương đó. Đánh lương hồi đó tôi nhớ đâu tháng khoảng 700 đô đó. Xong rồi nó gửi tiền về cho Hàn Quốc dưới dạng kiều hối để cho thủ tướng Hàn Quốc phát triển kinh tế đó, phát triển kinh tế, xây dựng đất nước này nọ. Lúc đó nó còn chiến tranh nhiều thì lợi dụng tình hình này nọ để nó phát triển kinh tế. Sau này thủ tướng, tổng thống Hàn Quốc, tổng thống Hàn Quốc cảm ơn những người gọi là giúp Hàn Quốc thời điểm bây giờ mà. Xong rồi lúc mà cái Hàn Quốc nó qua Việt Nam mà nó thảm sát cũng nhiều quá, người Hàn Quốc rất là ray rất cái món nợ máu với người Việt Nam, nên sau này người Hàn Quốc qua Việt Nam mới đầu tư rất là nhiều, một phần là về kinh tế, một phần là chuộc lỗi chiến tranh. Mẹ có thế mà không hiểu, mệt quá, hiểu không? Còn nói về tội ác chiến tranh là thôi, bên Hàn Quốc với bên Nhật rất là nhiều. Thời chiến tranh thế giới thứ hai, đàn bà con gái Nhật bị là đỉ điếm hiếp dâm quá trời. Cái chuyện đó là góc khuất lịch sử, mình chả muốn bàn là làm gì. Không tin đọc báo đi, có những bà già giờ 90 tuổi bà kể hồi xưa bà bị hiếp bao nhiêu cú một đêm đó. Phát xít Nhật nó cũng chả hiền đâu, bởi vì nó quýnh thua thằng Mỹ thì cũng kệ bà nó thôi, hai thằng cũng ác như nhau thôi. Thằng điếm thúi nó hiện, nó ngoài mặt nó hiện, trong nó ác, còn thằng kia nó ác ra mặt. Chỉ có Việt Nam là khổ thôi, bị hai thằng hiếp dâm luôn, đúng không? Tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chánh Pháp để cướp quyền lãnh đạo miền Nam, thành lập ra đế quốc Nhật Bản. Ủa lộn, đế quốc Việt Nam. Đế quốc Việt Nam giống như đế quốc Nhật Bản vậy thôi, nước nào Mỹ, thằng Nhật nó đi qua nó thành lập một cái chư hầu tên là đế quốc vậy đó. Thằng Pháp lại rung cập cập, quýnh không lại Nhật đầu hàng, tao lao thiệt. Xong rồi tới ngày 2 tháng 9 năm 1945, Bác Hồ, nickname là Nguyễn Ái Quốc,
đọc bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình, tuyên bố nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, độc lập khỏi tay người Nhật. Đó, ta kêu là giành lại chính quyền hay là cướp chính quyền từ tay người Nhật gì cũng đúng hết đó, hiểu không? Quan trọng là bạn phải hiểu lịch sử cái đã, rồi bạn muốn nghĩ gì bạn nghĩ. Còn bạn không biết lịch sử, bạn ngồi bạn đọc báo giờ bạn chả hiểu đâu. Thì nói chuyện với bạn mỗi miệng thì có xe đi mấy em, mỗi miệng quá. Nhiều khi rồi mấy ông nội lên diễn đàn phản biện, người ta dùng cái từ cướp chính quyền, ông cũng chả chịu nữa. Nó còn gì gì thoáng hơn, bạn dùng từ cướp chính quyền gì cũng ok bạn đó. Tại chính quyền Nhật cướp của Việt Nam và tôi cướp lại thôi, chứ đâu phải tôi cướp chính quyền của Việt Nam đâu. Chính quyền nó trong tay người Nhật. Thằng Nhật nó cướp của thằng Pháp nó, và thằng Nhật có đầu hàng, lúc đó con lỗ hổng chính trị, Việt Minh chớp thời cơ cướp chính quyền của hai bay luôn. Thằng Nhật thì nó ok rồi, tại nó đầu hàng, nhưng mà thằng Pháp là cái thằng bên thắng cuộc nó, bên thắng cuộc nó quay lại nó tái chiếm Việt Nam. Nó tái chiếm Việt Nam mà có quân Anh dẫn đường, hiểu không? Quân Anh dẫn đường ở miền Nam, quân Tưởng dẫn đường ở miền Bắc. Tại sao có chuyện đó biết không? Tại vì căn bản lúc đó là Tưởng Giới Thạch là theo Mỹ, mà Mỹ là đồng minh thì phía Bắc Tưởng Giới Thạch đi qua gần hơn. Còn thằng Pháp thì nó ở trong miền Nam, tại vì Pháp á, thời Nam Kỳ á, là nó thuộc địa, còn Bắc Kỳ nó là bảo hộ, nên cái tình cảm giữa thằng Pháp với miền Nam nó nhiều hơn so với miền Pháp miền Trung với miền Bắc, hiểu chưa? Có nào hỏi sao thằng Tưởng Giới Thạch sống vô miền Nam giải giáp thằng Anh không ra miền Bắc, thì lý do là chỗ đó đó. Nên Pháp nó ưu tiên tiền nó đầu tư cho Sài Gòn nhiều hơn. Nó biến Sài Gòn thành Hòn Ngọc Viễn Đông theo cách gọi của nó, để nó cạnh tranh với Singapore, nó cạnh tranh với Ấn Độ. Nhưng mà sao nó cạnh tranh không có nổi, hiểu không? Cái cụm từ Sài Gòn là Hòn Ngọc Viễn Đông á, là thằng Pháp nó nói. Nó thuộc địa của Pháp ở Đông Dương, thì nó biến Sài Gòn là đẹp nhất, ý nó vậy thôi. Mà tại sao nó biến Sài Gòn thành Hòn Ngọc Viễn Đông? Mà chả phải nó lo cho dân Việt Nam đâu mấy ông nội. Nó lo cho mấy thằng Pháp có chỗ giải trí, địa điểm, sòng bạc, xì ke, nhà hát đồ thôi. Nó mà thấy nhà hát thành phố không? Nhà hát thành phố nó xây dựng theo kiến trúc Pháp đó. Cái nhà hát đó cho mấy lính Pháp vô coi, nghe chưa? Nó rồi mày biết cái Dinh Độc Lập không? Cái Dinh Độc Lập là cho nhà toàn quyền Pháp ở. Chả còn Việt Nam ở đâu. Sau này thì Pháp bắt đầu hàng đi, ông Diệm mới vô ở. Ông Diệm mới vô ở, nhưng mà ông Diệm đang ngủ, vừa ngủ trưa. Bị mấy thằng em nó leo lên máy bay trực thăng, nó thả bom. Ông nó thả bom sập mẹ hai cái phòng luôn. Xong cái ông Diệm mới dọn qua chỗ khác ở, chỗ đó sửa. Sửa chưa xong thì ông bị đảo chánh chết. Ông Thiệu cũng vô ông ở. Mày nói chuyện lịch sử tao nói cả ngày. Cái gì? Vị tiến 17 ở cầu Thạch Hãn, đúng rồi. Thuyền qua Thạch Hãn xin chèo nhẹ, dưới sông còn đó bạn tôi nằm. Ý nói là cái vùng sông đó, nó có rất là nhiều cán bộ cách mạng, bộ đội, cụ Hồ bỏ mình dưới dòng sông, không biết xác nằm ở đâu hết, nên ở trên thuyền á, nên chèo nhẹ nhẹ thôi, đừng có chèo nặng quá làm đau lòng người chiến sĩ ở dưới lòng sông, hiểu chưa? Mỗi lần nghe câu đó đọc lạnh người luôn á ba. Thuyền qua Thạch Hãn xin chèo nhẹ, dưới sông còn đó bạn tôi nằm. Má nghe thấy ớn không? Tụi bay chả hiểu cái gì hết. Xuyên tạc chiến tranh, xuyên tạc chiến tranh là xuyên tạc vong linh người đã chết, đúng không? Mà cho dù người chết ở miền nào đi chăng nữa cũng là người Việt Nam. Ok. Trời đất ơi, nói bên Bigo nó coi đông hơn bên Facebook luôn. Bigo 1.600 rồi nha. Bên Facebook mấy ông chia sẻ chậm quá, mấy ông nhanh lên. Mấy ông làm cách mạng không có hợp thời, giờ cách mạng là cách mạng thời Amok, đúng không? Trên không gian mạng mấy ông thua là mấy ông thất trận. Bởi vậy tôi cảm thấy mấy ông nội cách mạng có một sự chuyển giao chậm chạp quá. Mấy ông không tiếp cận được công nghệ thông tin, thua. Mấy ông không tiếp cận được thì mấy ông phải nghe sự chỉ đạo của tôi. Mấy ông bầu tôi làm bộ trưởng bộ thông tin online đi, đúng không? Nói về đại tá Phạm Ngọc Thảo đi anh, ông đó tình báo mà. Nghe đồn ông đó bị bóp hàng chết đó mày. Nó khổ lắm. Bầu cử bất trọng thì nói rồi. Cho tao nghỉ mệt chút mày ơi, giờ mày hỏi tới Campuchia nữa trời ơi. Người ta chứ không phải quỷ cho mày hỏi dữ vậy trời. Bữa nay Bigo nó bào máu ghê thiệt á. Ê mình cảm thấy bên Bigo là cái đẳng cấp chính trị lên cao rồi nha. Nãy giờ bên Bigo hỏi sắp mặt luôn. Tài liệu này anh Duy lấy ở đâu ra vậy?
Trời đất ơi, tao đi học tao nghiên cứu thôi, đúng không? Bây giờ tao chả nhớ chỗ lấy nữa, mày online mày search có ra những câu tao nói không? Khổ mày quá à. Tao đâu phải là nhà viết sách đâu mà kêu tao phải dẫn nguồn ABC các kiểu ba. Đó là quan điểm của tao thôi, nói nghe được thì nghe, nghe không được thì thôi. Xe đi trời đất ơi, dưới 600 view là thấy nản rồi. Facebook lẹ lẹ đi mấy em, anh nói chính trị hay quá, đăng ký làm fan cuồng của anh đi rồi mua BCA đồ. Tình báo giỏi nhất Việt Nam là Phạm Xuân Ẩn không anh? Nói chung có giỏi nhất không giỏi nhất ta không biết thước đo, nhưng mà nổi tiếng nhất là ông đó nha. Giờ hiểu anh Di bán súp nhanh, tao uống súp tao mới lanh như vậy chứ không là tụi nó đam cho sắc mặt. Nhờ anh uống BCA đó mấy em, đầu óc anh luôn tỉnh táo, phản xạ rất là tuyệt vời. Chứ mày nghĩ có người nào livestream bao nhiêu tiếng đồng hồ mà nói cái miệng bên vách như anh mà không lọc chữ không? Không bao giờ có đâu. Thầy giáo dạy có 45 phút mà nó nói có 15 phút nó ngồi nó chơi không? Nói ông Ngô Đình Diệm đi anh, nói làm gì mẹ ơi, ông đó siêu nhỏ luôn. Đúng không? Ông đó làm ông đó cầm quyền đâu được mấy năm á, từ năm coi như 55 năm đi, 5 năm 63 8 năm. 8 năm mà bị đàn em nó cho lên đường luôn mấy em. Khổ thế chứ, mình dùng cái từ đảo chánh thì nó nghe nhẹ nhàng. Đó, nhưng mà mình dùng cái từ nặng hơn là nó bị tạo phản. Tạo phản xong nó giết luôn. Thí dụ như giờ nó nhẹ nhẹ đi, bây giờ à, mày nhường ngôi cho tao đi, mày giết tao với quyền đi, tao cho mày sống, thì cũng được đi. Chơi úp sọt chết hai anh em luôn. Tàn nhẫn lắm em. Nên cái cuộc thanh trừng của Ngô Đình Diệm nó tàn nhẫn lắm. Anh đọc là anh rùng mình. Nghe. Khi nào về Bến Tre em ở phòng gym còn cũng hơi lâu đấy em. Vua Bảo Đại sống được bao nhiêu tuổi vậy em? Lên Google đi ai nhớ ông nội. Ông sống lâu lắm á. Ông nó sống như tới năm 2000 lẻ mấy mới chết hay nó ngọt chưa mới chết không? Ông Bảo Đại sống khá lâu á. Trời đất ơi, nãy giờ nói khàn cổ luôn, có một bạn cho mình được 10 10 bông hồng, cảm ơn nghe. Mấy con nhỏ con gái lên livestream nói sàm lông không mà cho đậu nhiều cho ba. Còn mình lên mình nói chuyện hay như vậy á mà hả, cho đậu có một hai à, đầu chú sân tây gì. Ủa Ngô Đình Diệm chết năm 1991 hả? Ông ta tham nhũng tới 10 năm luôn hả ta? Xin lỗi nha, nói thiệt cái năm anh không nhớ mấy em. Anh chỉ biết ông sống lâu thôi. Đầu chú sân tây thì sao? À, xác ông Ngô Đình Nhu, ủa xác ông Diệm như bị phơi nắng một buổi trưa mới đi em đem an táng, cái đó giả rõ. Facebook anh là Di Nguyễn đó em. Chết năm 97 hả? Ờ. Google đi, cái đó nổi tiếng mà, cứ Google. Google Bảo Đại, Vĩnh Thụy gì là ra liền gì đâu. Mẹ Google luôn, Nam Phương Hoàng Hậu cũng ra nữa. Nam Phương Hoàng Hậu là con đại gia. Còn bà Mộng Điệp á, thì bà mê hàng của vua Bảo Đại. Nên bà yêu vua Bảo Đại say đắm lắm. Bà nói tôi yêu vua Bảo Đại. Ông bà Mộng Điệp bà nói vậy nè. Nói thiệt á, tôi yêu vua Bảo Đại. Tôi chả có phải ham cái dương vị gì của ổng đâu, tại giờ là thời cách mạng rồi, cái dương vị của ổng chả đổi ra tiền, nhưng mà tôi ham cái giường ngủ của ổng đó. Bà nói chuyện giường ngủ mà cái mặt bà cười mỉm chi là mình phải hiểu ông Bảo Đại này ông lợi hại trong vụ tình dục lắm em ơi. Bởi tao chỉ nợ yêu cầu khoản đó tao bằng được vua Bảo Đại là ok, bởi vì mỗi khoản tao lựa người mày, khoản cua gái là tao như Nguyễn Cao Kỳ, mà khoản lên giường là tao như vua Bảo Đại, đúng không, là ok. Bởi vì thần tượng mình phải thần tượng nhiều người mấy em. Ông vua Bảo Đại thì cô gái không có hay, không bằng ông Nguyễn Cao Kỳ đâu, nhưng mà cái khoản kia thì ghê lắm. Bà đó là Mộng Điệp. Ở Việt Nam mình có hai bà Mộng, bà Mộng Điệp với bà Mộng Cầm. Bà Mộng Cầm là người tình của Hàn Mặc Tử, đúng không? Đường lên cà cối có ba cô nàng đứng đang chờ khách. Chết mẹ, lộn nhạc chế mấy em. Bài đó là gì? Đường lên dốc đá nửa đêm trăng tà nhớ câu chuyện xưa. Đó, có hai bà Mộng. Bà Mộng Cầm với bà Mộng Điệp bà nào cũng đẹp hết ngang.
Bảo Đại là gái cua hả? À đúng, mình cũng thấy vậy á, Bảo Đại gái cua chính xác. Em tưởng gái phải là Trần Văn Đôn chứ. Trời, Trần Văn Đôn là ngoại là gì, tình nhân của bà gì vợ ông Nhu, bà Trần Lệ Xuân. Ông đó có gì đâu, ông đó thường thôi. Ông đó chỉ nổi tiếng cái sự kiện mà trong phòng với bà Trần Lệ Xuân mà hai người tóc quần áo đi, xong rồi bà vợ của ông vô đánh ghen bắn trúng vai á, chỉ có cái chuyện đó là nổi tiếng thôi chứ có gì nữa hết này. Với con vụ nữa là ông Đôn hình như ông tính là tạo phản ông Diệm, xong rồi bà Nhu mới đứng đó bà dàn xếp. Cái chuyện đó tao biết có hay không nghe, cái đó tao đọc là gì về ngoại truyện chứ tao không phải đọc chính sử, thời này làm gì còn chính sử đó. Campuchia nói mình lấy đất của nó phải không anh? Nó tặng mày ơi. Lúc đó là nhờ chúa Nguyễn mang gươm mở cõi. Đâu mà xong rồi nó tặng. Rồi xong có ông Mặt Cũ ông khai phá được cái đất Kiên Giang với Phú Quốc đó. Ông cũng tặng luôn. Chứ lấy đâu mà lấy ba. Đúng không? Bây giờ giả sử có lấy hồi đó xong đòi đi. Giờ đòi gì nữa? Nó chuyện là những cái thế lực phong kiến hồi xưa nó tặng qua tặng lại giống em. Giống như là vua Chế Mân này nọ mê gái tặng hai châu Âu và Lý đó. Thì nói chung mà đối với mình á, thì ông vua Chế Mân á, là gọi là good friend, người bạn tốt. Còn đối với cái nước Chiêm Thành trong cổ á, nước Chiêm Thành nó biến mất tiêu rồi, thì ông vua Chế Mân là tội đồ. Hết chuyện đi mê gái tặng đất, nó hiểu không? Xong rồi Trần Khắc Chung nữa được được vua cử vô cứu em này nọ, sau khi vua Chế Mân chết theo cái tục là phải chôn luôn công chúa Huyền Trân đó, nhưng mà vua thương em nó thôi giờ em đi lấy chồng phương xa mang về hai châu Âu và Lý, mà bây giờ mình chết theo chồng nữa vậy không có được đó, nên thôi cử Trần Khắc Chung vô cứu. Mà lúc đó là vua Chế Mân đã vua Chế Mân đã gọi là làm cho công chúa Huyền Trân có bầu, đẻ ra một đứa con tên là Thái tử Đa Đa, hiểu không? Xong rồi bụng mang dạ chữa đang đau yếu mới cứu sao được, hay ghê chứ. Cái đó thì tao đã cứu nó là ngu rồi, cứu nó là sử nó không ghi nữa không biết. Xong rồi dông thuyền nhỏ ra ngoài biển đi vòng sau năm trời mới về, rồi cái mấy phản động nó đồn là vua chém cái gì Huyền Trân công chúa tư tình với Trần Khắc Chung, hiểu không? Nhưng mà mình phân tích ra Trần Khắc Chung nó lớn tuổi rồi, với ông Trần Khắc Chung rất là đạo đức. Còn vua Chế Mân vừa mới chết mà công chúa Huyền Trân thì cũng có tình cảm với vua Chế Mân này nọ, chứ đâu phải là cái phường đó đâu. Nó dựng ra cái chuyện đó, chả biết có không có, nhưng mà tao tin là không có đâu. Nên cái việc mà vua Chế Mân là thủy quân nó cũng mạnh lắm, mà tao chả hiểu sao tiền của Trần Khắc Chung mà trốn được, đúng không? Nó cũng có một cái gì đó, tao nghĩ rằng đó, là sử lúc đó nó viết nó bị lộn á. Nếu mà Trần Khắc Chung mà dùng cái thuyền mà đi cứu 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 gì Trần Khắc Chung mà dùng cái thuyền mà đi cứu vua Huyền Trân công chúa đó, thì cái nọ là cái gọi là thủy quân lục chiến của vua Chế Mân là bay em là chết liền. Trời, thời Chế Mân đó là dữ lắm nha các bạn. Thời Chế Mân đó là kể như là thủy quân lục chiến đó, của vua Chế Mân này nọ, nó quýnh thằng thằng gì qua này, thằng Mông Cổ mà đó. Thằng Mông Cổ con đường đánh quân nó kéo xuống phía nam, nó quýnh bốc ngược lên nước Trần của mình đó, triều Trần của mình. Đó, vua Chế Mân liên hiệp với vua Chế Mân liên hiệp với triều Trần quýnh bem thằng đó luôn đó. Cái vụ đó tụi em phải biết, không phải giỡn đâu. Nên cái chuyện đó thấy nó hơi ảo ảo. Vì cái thuyết mà dự tin nhất á, là Trần Khắc Chung dùng cái con đường ngoại giao để đem vua để đem đem Huyền Trân công chúa về, có thể là ngoại giao thì nó hơi lâu một chút. Anh Duy nói lịch sử như đọc truyện tranh vậy, thì bây giờ lịch sử không đọc truyện tranh chứ đọc truyện gì, đúng không? Mày đọc truyện có chữ thì mày không nhớ, tao đọc truyện vừa có chữ vừa có hình, đúng không? Đúng rồi, ông vua Chế Bông Lai thì ông hơi bị dữ đó, nhưng mà sao ông cũng bị trả thù à, tại vì mình đem quân mình đánh ổng bị ông úp sọt. Anh cho em hỏi anh đọc ở đâu dạ? Trời đất ơi, anh đọc nhiều chỗ lắm em ơi, đọc qua sách, rồi đọc qua Google, đọc qua báo mạng, rồi đọc tùm lum tùm la hết, đọc trong wiki nữa. Bây giờ em hỏi anh sao anh nhớ nguồn, thì bây giờ anh nói vậy đó em nghe được cái gì em cứ sạch đi, thí dụ như như gì Huyền Trân công chúa Trần Khắc Chung thì em cứ sạch ra liền, gì đâu.
Thủ tướng Campuchia người Việt gốc Việt Nam có không ba? Hun Sen đó hả? Trời trời, nói chuyện mệt thiệt chứ đây. Đuối. Lính dù của chế mân cũng mạnh nữa hả? Anh thích từ mày rồi đó. Thời chế bằng Nga mạnh lắm, đúng rồi. Bài Hận Đồ Bàn đó. Hận đồ miền Trung được về đây, mau như loan thấm cho phai dấu. Xuôi bóng chiến thuyền chế bồng Nga. Đúng không? Bài Hận Đồ Bàn đó. Chế bồng Nga không vừa đâu. Nói thiệt với bạn, cái thời mà Chăm Pa, cái thời Chiêm Thành đó đó, nó có những lúc nó suy, nhưng mà có những lúc nó mạnh. Những lúc nó mạnh nó bẹp mình luôn chứ nó hiền đâu. Đúng không? Ở ở triều đình của mình đó mà yếu là thằng thằng chế và thằng thằng họ chế đó đó, nó nhiều lắm. Chế cũ, chế cũ, chế mân, chế bồng Nga, chế đa đa. Nên sau này mấy nhỏ con gái dùng chữ chế chế đó, chắc nó lấy từ thiếu này ra nè. Ăn rồi khỏe không chế? Bực mình. Con vua chế cũ nữa. Nhưng mà cuối cùng nó cũng bị diệt à. Tại vì gì bạn biết sao nó bị diệt không? Tại vì nước nó ngu lắm. Nước nó là liên minh các bộ lạc. Nó có những cái thế lực tài phiệt, nó hợp tác với nhau, bốn thế lực cái gì như nhóm nào nó có bốn thế lực. Nó hợp tác với nhau nó thành ra cái nước 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 Chiêm Thành. Còn ở Việt Nam mình nó là quân chủ tập quyền, tức là một vua toàn nước phải theo lệnh của một vua nên mình sẽ mạnh hơn. Còn mấy thằng kia kích đểu nó là nó tan à. Nên nói chung là mình nhai đầu nó đó em. Tội cho nó. Mà cái thời của chúa Nguyễn á, cái thời chúa Nguyễn mang gươm đi mở cõi nó dã man, kinh khủng dã man, nó có thiệt chứ mày. Lịch sử lúc bấy giờ là nghe rợn người luôn á. Dã man lắm. Nhưng mà mình im im đi, đừng nói nha. Biết vậy thôi. Google search đi ba. Thời đó là cái như diệt chủng luôn, sạch bách luôn. Thằng Trung Quốc nó ngu á. Thằng Trung Quốc á, nó ngồi nó chiếm Việt Nam mình 1.000 năm mà nó không có gọi là nó thuần hóa được người Việt Nam, mà nó không có gọi là làm cho người Việt Nam mất gốc được. Còn hả, chúa Nguyễn mình giỏi lắm em. Chúa Nguyễn vô một phát một, trời đất ơi mẹ, cái nước này nó đi lên đường luôn. Bây giờ cũng không không ai biết dân tộc nó là gì luôn á mấy em. Ghê lắm. Nói về Việt Nam mình có mấy cái trò chính trị phải nói là kể như là sừng số 2 không ai dám số 1. Trung Quốc là kêu là Việt Nam bằng cậu. Tại chẳng qua là mấy cái đó là mình không nói ra đâu, mình mang tính chính nghĩa thôi. Chính trị mà em, đúng không? Mẹ cá lớn nuốt cá bé. Mà cá bé là nuốt cái cá lòng tông. Trung Quốc nó mạnh quá, nó phương Bắc mình. Nó lấn xuống thì mình lấn xuống phương Nam. Nếu mà không có cái đảo Phú Quốc giờ lấn luôn rồi đó. Tại tới đó là biển lấn hết được rồi. Nên mấy cái chuyện này nói ra im thôi nha. Má đừng đi bô bô qua. Đừng có đi bô bô là gì chú Nguyễn đâu nha. Cái thời Minh Mạng thì im đi ba. Đâu mà cái thời Minh Mạng là cái bản đồ Việt Nam nó bị tăng cân nha. Cái thời Minh Mạng là bản đồ Việt Nam nó bị béo phì. Đó, nên xong qua mấy thời sau thời Pháp rồi nó mua cho Việt Nam bộ ba thần thánh uống nên bộ nên Việt Nam mình mới có eo. Chứ cái thời Minh Mạng cái bản đồ mập ú đi không nổi mấy em. Mập quá mỡ không à. Anh ơi, Hoàng Sa, Trường Sa còn trên bản đồ không anh? Nó không còn trên bản đồ thì nó đi đâu em? Đất người ta em làm như gì, nhấn nút biến hả? Để Trung Quốc và là vào lần này có xem diệt chủng không nhé? Ừ, chờ đi. Ráng chờ thôi chứ biết sao giờ. Dự tính hôm nay có nhiều đứa cay lắm Nguyễn Nhi nhỉ? Vụ gì vậy? Chúa Nguyễn tổ tiên em. Ừ. Mày con chúa luôn hả? Ghê vậy mày. Không thấy còn trên bản đồ mà. Ráng coi kỹ kỹ đi ba. Đã đảo đế quốc Việt Nam xâm lược. Im đi cha. Ủa, cha nhà miền Nam cha phản đối ngu à, đúng không? Cha nhà miền Nam cha phải biết bưng chứ, cha nói chuyện nghe hết ngu luôn. Bây giờ cha nói vậy thằng Campuchia nó lật làm sao? Thằng Campuchia nó có cái đảng lưu vong đó, cái đảng gì của ông gì đó bị ở tù rồi đó.
đó, cái đảng cứu quốc Campuchia đó nó lật lại Việt Nam. Hoàng Sa Thiệu làm mất năm 74. Tôi không đồng ý với bạn cái gì cũng đổ thừa ông Thiệu á, cực ghê á. Ổng là người bình thường chứ ba đầu sáu tay gì ổng làm mất. Đó, Hoàng Sa mất là lỗi định mệnh nha. Tí nữa có hai quận của thằng Tàu hả? Lưỡng Quảng hả? Mày ở tù luôn bây giờ, giờ tao ở tù mà có đi nuôi cơm không? Người ta hỏi mày vậy đó. Giờ ví dụ như tao ở tù mà có đi nuôi cơm không? Ờ, bên Facebook xe đi được nhiêu xe rồi mấy em? Facebook được nhiêu xe rồi? Vụ 100 USD phạt 90 triệu, anh thấy sao? Thấy nhỏ em. Ăn cơm cà nói chuyện quốc gia. Mày nghèo mày ăn cơm cà thôi chứ tao giàu tao nhà hàng mày ơi. Nói giàu thì cũng chả dám giàu, nhưng mà tao ăn cơm nhà hàng dư sức. Mày biết nhà hàng Ngọc Sư Marina không? Mày biết nhà hàng giờ đổi tên rồi. Mày biết nhà hàng hải sản Gian Ghẹ Lê Nguyễn Thị Nhỏ không? Má bao mắt luôn mày. Trong đó là hải sản tính bằng trên triệu không, mà không có cái món nào dưới triệu hết. Mày ăn ốc hương 2 triệu một ký chưa? Bữa hôm tao mới ăn ở nhà hàng Hương Rừng nè, 2 triệu một ký ốc hương luôn, mắc vãi. Đồ mà cái tật á, gọi là không bao giờ nhìn bill á mấy em. Cứ vô chảnh chó kêu nửa ký nghe mà tính triệu một xếp trời. Công nhận ốc hương chỗ đó bán mắc thiệt. Thủ tướng Campuchia là mình đào tạo đúng không anh? Đúng em. Mấy em đi go chờ anh xíu nha, anh đi vệ sinh cái anh xuống nha mấy em 2 phút. Tụi em ở đây giao lưu với nhau thoải mái nha. Ai biểu mày ngu mày ăn thì kệ mẹ nó, xã hội phải có mấy thằng ngu như tao thì nhà hàng nó mới sống. Mấy con nhỏ phục vụ nhà hàng nó mới sống chứ, mày chơi mày chửi tao vậy đâu có được. Mày phải biết thương người nghèo nha. Đúng không? Mày nghèo như chó mày còn ghét người nghèo nữa thì xã hội này sao sống đây? Đúng không? Bây giờ mày có ghét tao thì mày cũng phải thương thằng chủ nhà hàng đó. Mày cũng phải thương những người phục vụ nhà hàng đó, mày cũng phải thương cái bà lao công nhà hàng đó, mày cũng phải thương bà người rửa xe nhà hàng đó, tao nuôi họ đó. Thấy không? Bởi vì anh sang Tây đó, ông tụi trẻ ở đây nó sống nó gọi là nó vô lo quá, nó sống bản thân nó không à. Nó dùng từ ngắn gọn là sống chó đó. Chịu hết nổi. À, tao cầm 1 triệu ăn ngoài biển, vừa ăn vừa ngắm biển thì kệ mày, đúng không? Mày cầm 1 triệu mày ăn ngoài biển, mày chạy ra ngoài đó cũng hơn 1 triệu rồi thì kệ mày, đúng không? Tại sao mày chửi tao ngu? Không? Tao là người dân Sài Gòn, mày biết cái chữ Sài Gòn nó thiêng liêng trong tim tao không? Mày biết Sài Gòn ở đâu mà có không? Mày biết Sài Gòn năm nay bao nhiêu tuổi không? Mày biết Sài Gòn 300 năm không, đúng không? Sài Gòn là mảnh đất của miền Nam, Sài Gòn là đô thành Sài Gòn ngày xưa, Sài Gòn là cái nơi mà Tổng thống Ngô Đình Diệm lập quốc, đúng không? Và Sài Gòn là cái nơi mà Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phát triển đất nước trở thành phồn thịnh. Sài Gòn là hòn ngọc Biển Đông, của động Viễn Đông đó. Và bây giờ năm 1976 Sài Gòn là thành phố mang tên người, mà thành phố mang tên người nó còn có một nghĩa thiêng liêng nữa, đó là thành phố Hồ Chí Minh, đúng không? Nó thiêng liêng lắm, bạn hiểu đâu? Tao là công dân của thành phố Hồ Chí Minh,
tao nguyện đem sức mình, đem tiền của tao đó, tao xây dựng thành phố Hồ Chí Minh này nó trở thành một thành phố đáng sống đó. Và khi mà muốn xây dựng thành phố đáng sống, mình phải là giảm thiểu cái sự gọi là phân hóa giàu nghèo. Tao may mắn tao có tiền thì tao phải đi ủng hộ nhà hàng, để cho nhà hàng người ta phát triển, người ta làm ăn, ăn nên làm ra, người ta đóng thuế cho nhà nước đó, để nhà nước phát triển và họ trả lương cho nhân viên, họ tuyển dụng thêm nhân viên để họ cạnh tranh với Starbucks, họ cạnh tranh với KFC, để cho người Việt Nam của tao phú cường và phồn thịnh, để làm Sài Gòn trở thành một cái vùng đất hứa, nó làm cái nơi nhập cư lý tưởng cho những cái sinh viên nghèo xa quê đến thành phố Sài Gòn an cư và lạc nghiệp học tập cũng như làm bồi bàn. Nói chung là mày không hiểu được cái chí của tao đâu, đúng không? Gia Cát Lượng đã từng nói một câu là yến tước không thể nào hiểu được chí của đại bàng. Tao không dám khẳng định tao là đại bàng, nhưng tao dám khẳng định mày là chim sẻ. Hi, welcome bạn ơi. Xin chào các bạn nha. Tờ xe đi các bạn, sao tụt wheel vậy? Còn ngàn người coi vậy. Bởi nói chuyện nãy giờ nó mệt, cuối giờ nói nó không được hay nha mấy em. Chứ đầu giờ mà anh Đam này là ngọt lắm luôn á. Chào mấy bạn nha, share đi mấy bạn ơi, share dùm like nha. Share like cho nó vui mà. Lát đi nữa còn 500 người quỷ. Xe like nha. Hai. Xe like nha mấy chị em. Vui thôi mà, cuối giờ đang giải trí thôi. Để cho mình hiểu nhau hơn, mình cùng nhau một lòng hướng về Tổ quốc đó. Việt Nam này có thể thành cường quốc năm châu hay không là ở phần của các cháu. Các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta cùng nhau giữ lấy nước. Điều đó rõ ràng rồi, không ai phủ nhận cả, hiểu chưa? Chúng ta là người Việt Nam, đúng không? Máu đỏ da vàng, dòng máu lạc hồng. Chúng ta phải cùng chung tay nhau xây dựng đất nước Việt Nam. Bạn ở tỉnh nào, bạn xây dựng tỉnh đó, hiểu chưa? Nó hết bà nó nước, khổ thế. Chào Duy, hôm nay Will khủng là do là Việt Nam chúng ta đoàn kết cùng chia sẻ live stream của Duy á chị. Hiểu không? Chị phải vô chị share nha. Đó. Chị là người yêu nước thì chị phải share. Mà là chị có lỡ phản động thì chị cũng share luôn đi. Đối với em share thì em không phân biệt chính kiến nha. Em thì ai em cũng chơi hết á. Đó. Sai thì em đam thôi, đúng thì em công nhận. Ủa một chút ngu đá gì bên tốt hả em? Mấy ông nội bạn gì nội tệ ngoại tệ gì trời. Tôi đang ở nước dân chủ, tôi thấy không đâu bằng Việt Nam rõ ràng. Quê hương là chùm khế ngọt, cho ta trèo hái mỗi ngày. Quê hương mỗi người chỉ một, đúng không? Quê hương mấy ai không hiểu sẽ không lớn nổi thành người. Không có nơi đầu bằng quê hương Việt Nam đâu các bạn. Cho dù nó như thế nào, nó cũng là mảnh đất của quê hương, nó cũng là Việt Nam của chúng ta. Còn bạn ở một cái nơi nào ngoài Việt Nam thì đó không phải là Việt Nam, đó không phải là quê hương. Bạn sẽ không có cảm giác được sống trên mảnh đất của quê hương. Yêu con gái Việt Nam là gì? Móa tốn mấy phút vô xem té đây. Cảm ơn bạn đã vô coi nha. Lần sau vô coi nữa nha.
Cảm ơn bạn gì bên Bigo tặng đậu cho mình nhan xe like nha các bạn ơi. Mập quá sao trèo khế được anh. Điểm điểm 10 dành cho chàng trai của chị. Thôi giờ em nói chị vậy, chị tặng em một là gái, hai là tiền. Em thích. Còn chị tặng em điểm em nấu ăn rồi chị. Đúng chưa? Bác Duẩn giỏi anh nhỉ? Không giỏi thì sao có cái đường Chà Bá nằm ở quận 1 ông nội. Biết đường Lê Duẩn không? Đường Lê Duẩn đâm vô thẳng Dinh Độc Lập luôn. Ý nói Lê Duẩn đã xóa sổ Dinh Độc Lập. Anh bán hộp gì đằng sau nó kêu là Supplement anh em. Nó mới uống súp vô tỉnh nắm đàm đi em, xe đi xe cho lên 500 wheel lại đi em ơi. Bao nhiêu xe rồi? Phát banner đúng rồi đó Jim. Chết mẹ, tuột wheel rồi, tuột wheel rồi. Cái gì? Muốn gái thì ra đây bao nhiêu cũng có. Ủa ra đây là ra đâu? Tặng bà Nguyễn Nhi cho em nha. Nguyễn Nhi nhiêu tuổi, số đo, ba dòng, chiều cao và cân nặng chị ơi. Trời không có gái, không đủ xài, lấy đâu ra tặng Duy. Rồi bên Bigo lên đậu nha. Bigo xe like luôn, Facebook xe like luôn nha mấy em. Tuột wheel rồi nha. Tuột wheel là xuống tinh thần nha. Bữa nay là có nhiều clip hay lắm nè. Cho đàn em nó cắt nó kiếm tiền quảng cáo nữa. À, Sirius Mat không có em. Có Mat Mat Infusion đó. Giá 1.650.000. Đang event tặng quà sinh nhật của anh. Anh còn 1.2 nha. Trời đất ơi, tự nhiên gái cứ đi ra ngoài đường. Ông nội là gái đứng đường đó hả? Đâu mà thu ông luôn. Bí mật quốc gia An Nhiên. Rồi Nguyễn Nhi này nhìn mặt nhỏ nhỏ đưa hình xạo phải không? Kêu bằng bà Nguyễn Nhi là hiểu rồi đó. Chắc cũng chở chừng gần 50 rồi. Ok, Duy Nguyễn nó hay cần học hỏi. Rồi xe livestream đi Quỳnh Thắng ơi. Cảm ơn Khánh Nhân nha. Ồ top 3 rồi kìa em tặng hồi lên top 1 luôn á. Anh có muốn vô showbiz không anh? Thôi em ơi, vô showbiz phải chơi BD em. Khổ lắm, anh không đi đâu. Khánh nhận tặng thêm chút xíu nữa lên top 1 luôn nha. Đục, số đo ba dòng đã vậy. 90, 62, 90 nghe là ghiền rồi đó. Vậy hỏi dòng ba có láng không? Nhiều khi số đo đẹp mà nó méo méo với phần nó sạc cừ không thì cũng hơi tụt cảm xúc chút. Ồ Khánh nhận bên này á hả? Đâu mà Khánh nhận bên này tặng anh luôn đó hả? Nhìn anh không đẹp trai nhưng anh hấp dẫn. Ủa làm sao? Kệ nó mới xấu đẹp nằm ở con mắt của người si tình nha. Anh cũng quan trọng điều đó đâu. Chết mẹ tuột wheel quá rồi. Còn có 398 vậy trời. Xe đi xe đi. Có 1m4 mà. Thôi 1m4 bỏ luôn. Trùng quá. Anh nghĩ sao? Gì? À, sao anh không nghĩ vô showbiz được chơi hot girl? Tao nói mày nghe này, vô showbiz chơi hot girl mà nó bấy nhầy gì hết rồi chơi gì nữa trời. Tao sợ hot girl trong showbiz lắm mày hiểu không? Nhìn anh này quen ta. Rồi ráng ráng nhìn chút xíu nhớ đi em. Nếu giờ bị kêu đi nghĩa vụ quân sự anh Duy nghĩ sao? Tao 33 tuổi đi đâu nữa bà? Mắt bị lé nữa. Nhận không? Cởi áo là lên wheel ba ơi. Rồi tao ăn thì bọt hả? Showbiz toàn gái đẹp không? Nó đẹp ở ngoài mà nát ở trong ông ơi. Ông nói thiệt tại ông thiếu gái thì ông đú vậy thôi chứ tôi quá hiểu rồi.
Ráng top 1 đi em ơi. Anh ít đậu lắm, lấy top của anh dẹt. Bàn chính trị mới lên wheel, hàng họ nó chạy hết trơn rồi, bạn gì nữa. Nãy có mấy thằng nó cũng có đẳng, nói vài câu nó đi luôn. Mà không nói thì anh em ở đây không nể, khổ vậy. Nhìn khi cũng muốn nhường nó, nhưng mà nhường nó thì bị mấy ông này chửi. Má thiệt tình, nhận tiền của Chúa múa tối ngày nó khổ vậy. Ngày xưa quân đội Bắc Việt 13, 14 tuổi cũng đi mà. Thời chiến nó khác ông nội ơi, đúng không? Thời chiến nó khác. Lúc đó là miền Bắc là dùng cả tài lực, vật lực và nhân lực đổ vô chiến trường miền Nam theo lời kêu gọi của bác. Đốt giải Trường Sơn cũng phải giải phóng miền Nam. Khẩu hiệu chiến tranh nó rõ ràng như vậy. Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy vào, đúng không? Đánh rồi ta xây lại bằng 10 ngày nay. Má từ đi 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 đái tuột 500 wheel. Má sai lầm thiệt. Thằng kia nó nói có 13, 14 rồi nó xuyên tạc bản đam vô mặt nó đi. Nó nói 13, 14 nó. Nhìn anh có nét giống Đan Nguyên, bậy bậy, tao yêu nước, Đan Nguyên phản động, không có giống mày. Đúng không? Đan Nguyên ngày xưa Việt Nam xong rồi đi qua Mỹ phản động, quay lại cắn phá tổ quốc và chửi bế quê hương. Đối với người như vậy không có được so ngang hàng với Duy Nguyễn nha. Đúng không? Anh nhận xét sao về dàn quan chức cộng sản bây giờ? Tao có chơi đâu tao biết ông nội. Mày hỏi nguyên vàng mày mới chịu hả? Có thiệt chứ mày, mày hỏi chừng 1, 2, 3 ông mà tao còn chưa biết nữa. Mày hỏi nguyên vàng luôn ai mà trả lời cho nổi. Triều Tiên đánh chiến tranh quy ước bị bem, phải cầu viện Trung Quốc. Thằng Trung Quốc nó mới đánh quy ước. Nó trùng Trung Quốc đánh thằng đó ngu. Nhìn anh giống y chang xóm em, nhưng anh ấy bán khăn thì không phải rồi. Anh bán thân chứ anh không bán khăn nghe. Nói về chính trị nghe anh ơi, em đưa đề tài đi. Thế gì? Thế giờ mấy chục triệu thanh niên Việt Nam anh nghĩ Mỹ cần bao nhiêu thời gian để giết? Tùy nó giết bằng gì, đúng không? Tùy nó giết bằng gì. Lúc đó không lẽ đứng yên cho nó giết ông nội? Nhìn anh giống anh thợ sửa ống nước tốt bụng. Đù, má biết luôn. Biết thì im đi nha ba. Ra đường la tùm lum đi. Coi anh từ YouTube qua đây luôn hả? Anh nghĩ có nên lụy tình không? Nhỏ nó giàu thì lụy. Còn nghèo thôi bỏ mẹ đi lụy gì trời. Ví dụ như mày lụy tình con giàu đi, giang hồ nó còn nể mày. Mày lụy tình con nghèo tao chửi mày ngu. Tại vì em chọn ngang. Anh chỉ phân tích vấn đề ra như vậy thôi. Bản thân em mua hả? Em mua được nhiêu em? Chứ giờ anh cũng cần tiền lắm á. Nói thiệt với em luôn á. Tâm sự mỏng luôn giờ là cũng khó khăn. Cũng cần tiền. Tôm ma dép chứ bằng gì nữa. Sơn Tây này. Nói về vụ mẹ nắm qua Mỹ đi nói rồi. Mẹ nắm qua Mỹ là hoàn cảnh bắt buộc thôi. Không có sự chọn lựa nha. Thế khi chết nhiều rồi thì 33 cũng phải đi thôi nhỉ, rõ ràng. Nói chung là thời chiến tranh nó sẽ đi hết. Lãnh tổng bổng viên mà. Gì? Yêu nước mà không đi bộ đội, nói đến bộ đội quay sang tuổi 33 ai đi nữa. Làm sao mày khùng hả? Thì bây giờ 33 tuổi người ta không kêu đi bộ đội, giờ tao biết làm sao? Tao có thấy ai kêu tao đi bộ đội đâu, đúng không? Tao 13 tuổi rồi đâu gửi giấy nữa đâu mày khùng. Tự nhiên cái vấn đề bộ đội mày cũng đam, tao nói đằng sau điên vừa phải điên tao mày ơi. Cái chuyện đi không đi á là nhà nước kêu mình á thì mình đi, hiểu chưa? Bây giờ nhà nước không kêu tao sao tao đi được? Nhưng luật đi bộ đội nó có tuổi, từ bao nhiêu tới bao nhiêu đó, mày ngáo đá à? Quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh mình lộn xộn của anh. Tại thằng Ngụy. Thằng Ngụy ngày xưa nó quy hoạch ngu, đúng không? Mà nói chung cũng không trách nó được. Thời chiến nó khác, thời bình nó khác.
Thời chiến là nó ước lượng dân số nó chừng 2 triệu thôi. Thì nó quy hoạch được chừng 2 triệu người nó xài. Đúng không? Rồi bây giờ thì giải phóng vô kéo vô một nùi 13 triệu. Ai phát triển cho kịp. Chịu thôi. Rồi chắc năm nay phải đi đó. Ừ, tao đó tính mày ơi. Chuyện đó quan trọng gì? Anh Duy ngủ muộn thế, tâm sự với Trẩu một chút. Bây giờ tao kêu mày đi bộ đội, mày có đi không? Mày là thằng chó nào kêu mà tao phải đi? Đúng cái chuyện mắc cười ghê á. Đúng quá, bây giờ tao kêu mày đi bộ đội, mày có đi không? Mày đại diện cho gì vậy? Đúng không? Mày đại diện cho gì? Không có thằng nào ở Việt Nam đủ tư cách để kêu tôi đi bộ đội hết. Đi bộ đội là cái chuyện đó là của tập thể, của nhà nước, đúng không? Của cơ quan, có luật, sống phải sống theo luật, nói chuyện như con điên. Không lẽ khuya là mình nóng ta? Hồi nãy mình đam nhiễm lắm, sao giờ mình chửi nó ghê vậy? Mình xin lỗi bạn, mình hơi nóng nha. Mình nhận khuyết điểm, mình xin lỗi bạn, mình hơi nóng nha. Thuế Việt Nam cao VCL, thuế gì cao kể nghe chơi coi mày. Tụi bay có cái tập nói chuyện mà không có dẫn chứng, đúng không? Nói cho đã mồm, tao không chỉ được cái gì hết. Thuế gì cao? Bây giờ tao hỏi mày đi chơi gái có thuế không? Ừ đúng là anh mất bình tĩnh em, đó nó khùng ngay, anh hơi nóng, xin lỗi mấy em nha. Chứ anh là người nhờ lịch lịch lãm lắm. Đó. À, Duy mời anh Sơn Tây lên đam tí đi, ông Sơn Tây chơi không? Chơi thì lên, chứ em nói nãy giờ em cũng mệt quá anh ơi. À thế ô tô hả? Rồi, ô tô thế cao đồng ý. Đúng không? Tiếp tục mấy em. Thế ô tô cao đồng ý. Nhưng mà giờ mày có cần ô tô không? Hỏi thiệt, ở nhà có cần ô tô không? Con gái nên theo đuổi con trai không anh? Nói chung mà con trai nào mà nó đẳng cấp như anh á thì em phải theo đuổi. Còn mấy thằng cùi bắp thì kệ bà nó đi, theo đuổi làm chi mất công. Ô, trả lời đi anh, là trả lời gì em? Thế xăng cao hả? Không, xăng thuế không cao. Xăng phí cao chứ thuế không cao. Mày nói thế xăng là tao chửi mày ngu. Phí cao. Xăng nó cao là do phí bảo, phí phí môi trường. Nó thuế cao. Thế kinh doanh không cao. Mày trả lời vậy là mày ngu. Đúng không? Tao đồng ý với mày cái ô tô còn thuế kinh doanh không cao. Thế kinh doanh chỉ 20% thôi. Cao gì? Đúng không? Thế ô tô thì cao thiệt. Ừ. Cảm ơn Trúc Nguyễn nha. À, một ông có 40 phòng trọ cho công nhân thuê trọ chẳng mất đồng thuế nào. Đúng, mày nói đúng. Tại vì ổng mở 40 phòng trọ thì cái thuế nhà đất là coi cũng có rồi, đúng không? Cái phòng trọ của ổng chỉ là miếng đất thôi, mà thuế đất thì thôi thiệt với mày không bằng ăn cục xôi. Còn cái chuyện mà ổng thu nhập nhiều mà ổng không cần phải chứng minh thu nhập thì cũng không bắt được thuế thu nhập của ổng luôn. À, bên Indo xăng vẫn rẻ hơn Việt Nam anh, thì mày qua đó mày mua xăng đi, biết rẻ sao không mua. Mấy ông nói đến cơ sở hạ tầng ở Sài Gòn là mồi ngon cho Duy Đam đó, tránh điều đó đi, mình hiểu mà. Trời đất ơi mẹ, cơ sở hạ tầng ở Việt Nam mình nó có từ thời ngụy. Bây giờ Việt Nam này vô mua nhà cũ thì phải chịu thôi, đúng không? Từ từ sửa nó. Giờ bạn hiểu rồi nè, cái nhà của Việt Nam Cộng Hòa xưa nó cũ, nó nhỏ, nó xây cho 2 triệu dân nó ở, hiểu không? Rồi xong rồi đó, mấy ông cộng sản vô giải phóng đất nước nó ở cái nhà đó, tự nhiên dân nó kéo lên cả nồi tới mười mấy triệu, thì nhà nó có chấp có vá có xây có sửa dựa trên cái nhà cũ, thì mình hoàn toàn có thể thông cảm với mày. Mà phải không? Mà hiểu gì nói gì không đó. Chứ đâu phải là mình xây dựng cái đất nước Việt Nam này từ một cái đất trống đâu. Không có, không có. Cái đất nước Việt Nam, cái Sài Gòn này nó bị chấp, bị vá từ lưa hết. Từ hồi thời Pháp, đúng không? Cho tới hồi thời Mỹ.
Rồi xong rồi này mới tới thời Việt Nam. Khổ vậy á. Công nhận ô tô thế cao, đúng rồi. Ô tô mới nghèo đâu đụng được đâu mà đất mặn nữa, khổ thế chứ. Thí dụ như tụi bay đụng tới xăng, rồi tao thông cảm chút đỉnh. Đúng không? Mua con rim tàu, không có tiền đổ xăng. Thì mày lên án về xăng, tao cũng thông cảm đi. Đúng không? Mặc dù xăng nó cũng chưa mắc, nhưng mà tụi bay cảm thấy bất công vì thuế môi trường 7-8 ngàn gì đó. Thì tụi bay ý kiến, anh thông cảm cho mày giọt nước mắt. Còn mày nói mày đam xe ô tô, tao chửi cha tụi mày nghe. Mẹ nhà trọ đóng tiền còn trễ 5-6 ngày, bàn tới thuế ô tô. Thuế ô tô là để cho cha chú nói chuyện, nghe chưa? Để cho một thằng có hai con mạt như tao nè, ý kiến. Còn tụi bay dân cu đen nghèo chết cha đi, nói chuyện thuế ô tô. Đúng không? Nói với thực tế. Nói xăng đi, nói gạo đi. Đúng không? Nói cái bỏ vô mồm hằng ngày kìa. Theo mà cái gì theo mày ba đặc khu kinh tế Trung Quốc có thuê được không? Thì nó bỏ tiền ra đàng hoàng thì cho nó thuê thôi, mắc gì không cho nó thuê mày? Mày mày cho mướn nhà mày lựa khách nữa hả? Má nó mướn được là mừng chết mày rồi, còn mày đặt lựa khách nữa. Ủa, khổ mày ghê. Mấy thằng bàn mấy đó chưa làm ăn bao giờ. Livestream hết bà nó pin luôn mới ghê chứ. Khổ. Nợ công nước nào chả có. Thôi giờ bạn nợ riêng đi. Tao hỏi thiệt, cuối tháng vừa rồi mượn nhiêu tiền rồi lo trả tao đi kìa. Nợ công mày không trả thì không sao, mà nợ riêng mày không trả tao chém mày đó nha. Đó. Mình nói hợp lý không mấy bạn? Giờ thằng nào có nợ riêng khai đi. Mượn bạn bè mấy trăm ca gì đó, lo trả cho nó đi. Không trả nó chụp hình cái tin nhắn, nó post Facebook nó chửi đó. Cái nợ riêng mới là cái nợ nguy hiểm. Còn cái nợ công mà lỡ có chết bó đất kỳ tử cũng ai đòi đâu. Mệt quá. Tao nói chuyện lớn quốc gia để cho cha chú nó bàn. Tụi bay lo cái chuyện tụi bay sống tốt đời đẹp đạo được rồi, tao cảm ơn cuộc đời rồi. Đừng có bần cùng sinh đạo tặc, đúng không? Đừng có đi trộm cướp này nọ, đừng có dụ con gái người ta quan hệ tầm bậy tầm bạ có bầu, rồi đi thả từ lầu 31 xuống chết thằng nhỏ mày. Như vậy là tao cảm ơn rồi. Chừng đó thôi nha. Em có bạn mua sản phẩm của anh 3 năm nay rồi, vậy em có mua không? Cục sạc đâu ta? Khổ thế. Cái cục sạc á. Anh là cộng sản nội hả? Má vậy cộng sản nào mới là cộng sản nội, cộng sản nào mới là cộng sản che? Hả? Má cộng sản mà còn phân biệt nó khổ ghê vậy mẹ, cộng sản nào trả được? Mấy thằng bay học tư bản được quen tối ngày phân biệt. Cái vụ của bạn Trần Tuấn Anh gì đó comment cũng hay. Nói nó cũng dài dòng lắm bạn, để bữa nào đi. Bữa nào mình mở đề tài mình nói chuyên về đó, giờ khuya rồi mình giao lưu ngắn gọn. Tại vì khuya rồi đầu óc ai cũng mụ mẫm hết, giờ nói sâu xa quá tao không hiểu. Ba que được thuê đặc khu discount 20% đó, có tiền về thuê đi mấy đứa. Tròn nhau à, tiền đâu thuê ông nội. Bạn bạn chỉ nói vậy thôi chứ bạn so sánh Việt Nam với Mỹ Nhật hả làm sao? Đang nói với ai vậy? Anh Duy hồi đó học tới lớp mấy anh Duy? Coi phim Vết Cắt đó ba. Đúng không? Coi phim Vết Cắt đi.
Rớt 31 tầng ai đúng ai sai hả anh Duy? Thằng nhỏ sai. Cái gì? Vậy tao đóng tiền điện, tiền nước, tiền wifi, xe cộ không bị thế hả? Thì mày đừng có xài. Đúng không? Thì bây giờ mày kiếm nước mà không có thuế mày qua mày ở. Mấy đồng bạc lẻ của mày cất vô mẹ đi, tao chổi tiền nhiều tao chửi mày được không? Đó mới giờ tiền điện nè, tiền nước nè, tiền xăng nè, thì mày đừng có xài. Mày mua cũng bằng tiền thôi, đúng không? Không lẽ bây giờ mày đòi mày xin cái đó sao? Mày thấy yêu cầu mày cực kỳ vô lý, đúng không? Bây giờ mày có bây giờ mày ra cái xăng mày xin tiền không? Ôi anh đổ cho em nửa lít đi, em từ thủ đức về Sài Gòn em hết mẹ xăng cũng chả có mẹ tiền. Thôi giờ lá lành đùm lá đất mà cái đất đùm cái lá tả tơi, em cho em ít xăng đi về Sài Gòn, có lộn đi về thủ đức. Đúng không? Xài cho đã rồi than, tao khổ tụi mày ghê vậy đó. Tao không có nói gì cả nhưng mà tao nói cái tư cách của thằng đàn ông. Đúng không? Bây giờ cái tư cách của thằng ông mẹ có mấy đồng bạc lẻ rên hự 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 kể lể thấy mày hèn rồi. Tao đang nói thằng kia, nó dám nói nhà nghèo mà lo thuế, đam sai người rồi kệ nó, đam tao đã tao mượn câu của mày tao đam thằng khác. Bây giờ chiến trường nó loạn tiễn mà mấy em đúng không? Nay xa cơ giữa chiến trường thọ tiễn nên võ Đông Sơn đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu Hà. Thì chiến trường mà. Thì đam đại mẹ đi, đọc câu nào lên đam đại, thằng nào trúng thằng nó nhọt thôi chứ giờ biết đam thằng nào. Đó. Nên tao đừng có rên giùm tao mày, một nè, xăng nè, điện nè, nước nè. Khổ thế chứ đàn ông nó phải có bản lĩnh của mình. Nghèo thì lo đi làm đi. Trời má nghèo rồi, trên hử 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 mấy cái đồng bạc lẻ đó. Nó nhục gì đâu luôn á. Con gái nó khinh. Hiểu chưa? Ôi em là fan của anh đây. Thằng kia đi chơi với gái có 300 ngàn bỏ nó bóp. Bị con nhỏ lên lôi lên mạng chửi không ra gì luôn. Em nghe nói bên Cali Việt Nam Cộng Hòa đóng phải đóng tiền cho Việt Nam Cộng Hòa, không đóng mình làm ăn khó lắm. Thì nếu mà có thì cái đó là tiền bảo kê thôi em. Ai biết được xứ người. Đó là nói về kinh tế đất nước chứ than gì. Thì thằng nào mới than là xài bio ga điện nước đóng thuế đó. Thì không phải là than chứ là gì. Thì tao cho nó một câu, than đừng có xài. Mình sống mình phải có đẳng cấp của mình, chứ không phải là cái gì mình cũng rên. Tao chỉ nói tụi bay chừng đó thôi. Còn tụi bay muốn rên thì người ta cười tụi mày thôi chứ. Đúng không? Tao nói là sĩ khả sát, bất khả nhục. Đó, đàn ông phải có danh dự của mình. Buồn cười quá, đam nhầm quá. Đâu đi đâu buồn cười. Tao nói rồi, chiến trường nó loạn tiễn. Xui thôi. Giống như bắt cầm á, cầm súng ra trận xui thôi. Bị bắn cũng chả biết ai bắn, biết là Việt Cộng bắn hay đồng minh bắn, đồng đội mình bắn, giờ bắt cầm nó định mệnh thôi. Tao nằm đó tao mơ màng, tao cục xuống thôi, tao đâu biết gì đâu. Bắt cầm là cựu chiến binh của Việt Nam Cộng Hòa đó nha mấy em. Cán bộ lương 4-5 triệu thôi, xây nhà lầu xe hơi tiền ở đâu ra. Thì bây giờ kêu cán bộ để giải trình. Đúng không? Giải trình không được thì vô tù. Đơn giản thôi, có đầu hỏi, đúng không? Nói chung đừng có đam thằng Redlet. Thằng đó là phản động mà nó cắn mình 2 năm rồi đó mà. Nói chung là về Di Nguyễn nó cũng biết rõ thôi, mà tại nó ngứa nó thích cắn kệ mẹ đó cho nó cắn thôi chứ đó đam làm gì. Bác cầm bị chú Hoàng chặt kỳ bắn nhen. Mà tố gì luôn hả? Bà mẹ tao đam thằng kia bị má Di đam. Đời mà nó vui thôi. À, sống trong một đất nước thì mình phải có phương án cho mọi tầng lớp chứ. Ủa tao đâu phải người lãnh đạo. Đúng không? Chuyện đó mày hỏi tao lãnh đạo hả? Tao dân thôi à. Tao dân cu đen. Tao thấy nói chung là chuyện mà gọi là trái tay gai mắt thì mình ý kiến. Còn chuyện là hợp lý thì mình ủng hộ. Tao không phải lãnh đạo nha. Nên giờ tao cảm thấy dụ như tao cũng đóng tiền xăng như mày, tao không rên. Đúng chưa? Mà tao xài nhiều hơn mày nữa chứ không phải ít. Mày cùng lắm chạy riêng tàu, tao nói thiệt mày tháng chắc đóng được chừng 4-5 ngàn tiền xăng là hết cỡ. Còn tao chạy hai con mẹt đổ bình một lần là 1,5 triệu, giờ lên 1,7 triệu rồi. Một tháng đổ 4 lần một con thì một thì 8 lần cho hai con. 8 lần cho hai con 1,5 triệu, 1,5 triệu, 6 triệu, 12 triệu tiền xăng. Tao có nói không?
Vậy thì tao thấy mày nó có 400 ngàn mày lên là tao bực mình, là tao hiện quan điểm. Đi thôi, mày giận tao tao chịu. Mày đóng tao cũng đóng, chừng nào mà mày đóng tao không đóng đó thì mày lên với tao mày chửi tao cũng được nữa. Còn giờ hàng hóa nào mà chả có thuế với phí, mày đi chơi gái mà ra tiền thôi. Vậy người ta nghèo anh chửi người ta sao? Nghèo bình thường tao không chửi, nghèo tào lao tao mới chửi chứ. Thí dụ như giờ á, người ta nghèo tao sống sống bình thường, cảm thấy xăng nó mắc quá đi xe đạp, đúng chưa? Tao không binh tụi bay từ chuyện xăng được, đúng không? Tại vì trên góc độ cá nhân là tụi bay đậu tre, còn trên góc độ khách quan giá xăng Việt Nam không phải là mắc nhất. Giá xăng Việt Nam nằm ở mức trung bình, mày qua bên Na Uy mày đổ 50 ngàn tao cho là mắc nhất đi, mày qua bên nước Trung Đông có nước 1 ngàn thì mày lấy 50 ngàn mày cộng cho 1 ngàn mày chia đôi nó ra bao nhiêu, 26 ngàn. Giá xăng Việt Nam 23 ngàn mày ăn cái gì con chó, đúng không? Mày ăn tao không đồng ý mày được, đúng không? Mày phải chỉ được cái chỗ bất cập của giá xăng đi. Bây giờ Việt Nam là nước nhập khẩu xăng, đúng chưa? Thằng Na Uy nó cũng là nhập khẩu xăng mà giá xăng nó chừng đó đó, giá xăng của Việt Nam nó nằm trung bình, giá xăng Việt Nam là giá xăng trung bình của thế giới, vậy mày phản đối cái gì? Không có lý do gì để phản đối cả. Còn mày nói là GDP Việt Nam thấp tại sao giá xăng thấp, thì mày nói cái câu đó tao cũng chả đồng ý nữa. Giá xăng nó liên quan mẹ tới GDP của mày, đúng không? Không lẽ bây giờ mày nghèo mày đòi giá xe hơi nó phải rẻ à? Không lẽ mày nghèo bây giờ mày đòi giá chơi gái phải free à, đúng không? Vô lý cực kỳ. Cái chuyện mày nghèo là cái chuyện của mày, còn hàng hóa nó là độc lập với tài chánh, đúng không? Hàng hóa nó được tuân thủ theo nguyên tắc của thị trường và nó được tuân thủ theo nguyên tắc giá của nó được cấu thành từ những cái chi phí để nó định giá là hàng hóa. Mày nghèo là chuyện của mày, tự nhiên mày nghèo đã đời mày giờ mày đòi đi chơi gái free, đâu nghe buồn cười không? Có nghe thấy cái tư tưởng của tụi bay là tư tưởng hèn mặt, tư tưởng nó không có độc lập, tư tưởng nó không có tự chủ, đúng không? Hiểu không? Hàng hóa là giá hàng hóa nó khác, còn cái tiền thu nhập của mày lại câu chuyện hoàn toàn khác. Chừng nào những cái mặt hàng mà chính phủ nó trợ giá thì nó khác, hiểu chưa? Má khổ ghê đam, mấy thằng này nó đuối luôn mấy bạn. Mệt quá. Thời Việt Nam Cộng Hòa nó suy nghĩ vậy đó anh, bởi vì nghèo suốt đời thì đó. Thời gian gì thời thời của Việt Nam Cộng Hòa đó thì còn Mỹ thì còn xăng, Mỹ nó rút rồi, Việt Nam Cộng Hòa đầu hàng rồi thì xe máy nó phải bán đó, nó không còn xăng nó chạy nó treo trong nhà đó. Anh nghèo nè cho anh vô BBT tập free nha anh đó. Ủa, anh học còn đó đam hả? Đúng rồi, mày không có tiền chuyện của mày, không lẽ bây giờ mày vô Bắc Sành mua đồ không có tiền à? Nói thôi anh ơi em nghèo quá, anh bán cho em này giảm giá 90% đi, thua. Lý luận kiểu đó không chấp nhận. Ai biết mày, tự nhiên mày hỏi tao chuyện tương lai, tao có tham gia bộ máy chính quyền mà hỏi tao. Bỏ đi anh ơi, đừng đam mấy thằng không có não. Anh khổ vậy đó mấy em. Đời anh nó khổ khổ rồi sao? Nói chung anh sai cái số đó nha em, 476 trên 477 anh nhức lộn quá. Ai không bầu với anh có thể là tổng bí thư không bầu em. Vậy là duy nhất là không phải đam mình đúng không? Duy nhất á, trả lời comment thằng nào thì reply vô thằng đó để Duy đọc Duy biết. Theo anh con trai thích con gái theo đuổi mình không anh? Mấy thằng khác thì nó không biết nhưng mà anh là thích nha em. Anh Duy chuẩn nha anh Duy, lên đậu đi em ơi. Còn 2 năm sao không cho bà Đặng Thị Ngọc Thịnh làm đi? Chuyện chính trị mà nói chuyện nghe buồn cười. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh có nằm trong bộ chính trị đâu. Duy đam hài, đam hài con nít nó mới thích. Dì Cherry hỏi cái gì, anh có bồ chưa hả? Nói chung mà anh không trả lời câu hỏi là được em, tại vì anh chưa thấy hàng của em nha. Anh Duy sao không cắt tóc vậy? Không có tiền cắt tóc mày ơi. Ngày xưa anh có học đánh bi-a không? Có, không có mày.
Em thấy Việt Nam hối lộ nhiều quá. Tao cũng đồng ý về điểm này. Nha. Hối lộ nhiều dân mới khổ. Khổ cha mày khổ. Ô má hối lộ thằng có tiền nó mới khổ chứ. Đúng không? Má hối lộ tao nói thiệt mày, thằng có tiền nó cay lắm. Nhưng mà thằng có tiền nó đường cái là nó có đầu này đắp đầu kia, nó còn đỡ quê. Ai chấp nhận hối lộ. Nên mày đừng có rên, tao rên trước nha. Cái chuyện hối lộ phải để tao lên trước. Mày lên khỉ gì? Mẹ công an nó vô đó bắt mày, cùng lắm mày sai phạm xe nó bôi mày được 100 ngàn, 200 ngàn hết cỡ. Đổi lên cái là mày chửi nó nhiệt tình thôi. Pizza của anh Duy hơi dở, bà lóc mày luôn. What? Tao chứng minh một điều á, là thằng này nó coi livestream lâu rồi, nhưng mà comment ngu vẫn ăn lóc như thường. Thằng này nó là phe trong nước nha, nó cũng thấy cũng yêu nước lắm mà tao vẫn lóc. Đó, vậy thôi. Cái tội ngu, tao không chơi với thằng ngu, vậy thôi. Anh Sơn Tây like em không? Thấy em công tâm không? Sao tay còn coi không? Anh Duy đánh pizza hơi dữ à. Được được, thằng này phải tiêm. Đó, nói chuyện là phải tiêm nha. Quả hổng bên Bigo cũng vậy. Cái con cấp năm mươi mấy vô nó chìm đầu trổ, tao để cái lên đường luôn. Xong nó tức quá nó làm livestream nó chửi tao luôn mày. Chửi cãi mày. À, bên Vigo nhỏ cấp năm mươi mấy vô sao xạo quất một cái lên đường, hỏi cho đậu không, hỏi cho đậu không, nó là không cho, không cho thì biến. Mà giờ mà coi livestream tao chi mà không cho đậu. Ô, bác nhỏ tức cái nách luôn, nó tức cái chịu không nổi luôn, nó ra làm livestream chửi mình luôn. Vãi hài. Anh ghen bao giờ chưa anh? Chưa ai đủ đẳng cấp làm anh ghen hết em. Anh Sơn Tây ngu mà Duy không lóc. Chưa, chưa comment ngu. Còn anh ngu giống chừng cũng lóc luôn rồi đó. À nhớ nhỏ nào, mấy cấp năm mấy tao chả nhớ nhỏ nào, tao quan tâm gì. Bận thì thôi chứ lúc nào rảnh cũng xem live Duy Nguyễn. Cảm ơn anh nha. Làm sao để bắn pizza giỏi như anh? Thì coi mấy clip pizza của anh đó. Bên đây ad đi ngủ hết rồi à, anh. Đúng rồi em, ad đi ngủ hết rồi. Khuya rồi mà. Nó chửi anh dữ lắm luôn nè. Cái mẹ nó. Nó chửi không chửi tao cũng muốn nó rồi. Pizza Việt Nam mới hạ vô địch thế giới đó Duy. Ủa vậy hả? Giỏi vậy ta. Anh có bị ai đe dọa tính mạng chưa? Có nhiều lắm em. Vì em ngủ đây mai solo quốc dân với anh nữa. Ghê vậy. Ước gì đánh visa bằng anh luyện từ từ được em. Hello anh Di khoai bé. Hồi nãy tao chưa lóc thằng kia, tao lóc mày rồi. Hồi tao mới lóc thằng kia, tao không lóc mày nữa. Bữa nào đánh thử với Thịnh Ken mấy set. Thịnh Ken nó sợ tao lắm, nó không dám quýnh đâu. Tại vì tao quýnh với nó từ từ quýnh visa chỉ còn quýnh lộn. Mà quýnh lộn là nó chết xiềng rồi. Rồi có ai thực hành chưa? Chưa mày ơi. Chưa ai thực hành hết nha. Mày hỏi thêm câu tao tiễn mày luôn đó. Nói chung mấy thằng nhây tao ghét lắm. Thiệt á, xàm bực mình. Để không để làm gì. Ngủ đi ông, xàm quá ông à. Mày không đủ tuổi để tao lóc đó. Thiệt mày luôn, mày có tiếng để tao lóc mày luôn rồi. Mày nôn em. Anh có sợ công an không? Mắc gì phải sợ công an. Mày xàm quá nha, con thằng Thanh Thanh. Mày 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 tao chuẩn bị tao lóc mày luôn rồi đó. Tao lóc được một thằng tao có máu à, tao nói thiệt tao vậy đó. Tao lóc một thằng là tao có máu, thằng nào comment sầm sàm mà tao lóc.
Mình là công dân lương thiện mắc gì phải sợ nó. Không nó chứ cũng sợ nó thấy mẹ nó rủ đi nhậu bạn ơi. Mấy anh công an đây tập nó gì đánh không đi nhậu với em buồn quá. Mới bị sếp chửi. Đàn ông có năng khiếu về tình dục tốt không Di? Quá tốt luôn á. Anh có thân với Thịnh Ken không anh? Nói chung người thân thì không thân nhưng mà điện thoại mượn tiền được. Lúc đầu xem Di Nguyễn Lai không hiểu gì nhưng sau này xem Di Nguyễn Lai rất nhiều, thích xem. Đó từ từ là thấm rồi phải không? Tướng Nguyễn Sơn hai nước em. Gì bạn Duy đánh Carom ba băng được cơ 10 không bạn? Cơ thủ Việt Nam quýnh Carom ba băng còn chưa được cơ 10 nữa. Mấy anh khu vực rủ đi nhậu là té đáy trong quần ngay. Trả tiền cho nó hay sao té đáy? Không mà nó rủ nó bao à. Tao không trả tiền đâu. Ở Việt Nam này đối với tao có nghị lực thằng nào rủ thằng đó bao. Chào em đi ngủ. Đi ngủ đi. Công an mời nhậu là mệt rồi, hầu bao nó sẽ xẹp tại bạn yếu thôi. Còn mình mạnh nó thì nó rủ mình nó phải bao chứ mắc gì phải bao nó trời. Đúng không? Tùy quan hệ các bạn. Nhưng nguyên tắc của mình thằng nào rủ thằng đó bao. Anh Duy ơi, nếu một trong bốn bộ quyền lực mà tham nhũng có bị lôi ra không anh, lôi sống lôi mày. Đúng không? Tổng bí thư đã nói là chống tham nhũng là không có vùng cấm mà. Mai anh đầu tư phòng gym ở Hà Nội đi ạ, à, tiền đâu đầu tư trời. Vợ vợ ngủ gì? Vợ rủ đi ngủ nhưng Duy Nguyễn vẫn đang like. Không sao đâu, cắm tai phone vô nghe rồi trả bài cũng được mà, đâu sao đâu. Không cần comment nha. Nào anh em mình hẹn Thịnh Ken làm một cơ nghe. Ồ ghê vậy mày quất có luôn hả? Lần này bỏ phiếu không công tâm phải không anh? Ủa thì bỏ phiếu sao mới công tâm em? Rủ đi nhậu xong chia đầu người, em thấy hay nhất. Thôi biến mẹ đi. Mấy thằng nhà nghèo không có tiền mà đặt chơi. Hèn. Nó mới đi ăn đi nhậu rồi ngồi đó đưa cái mặt đực ra chia. Thôi thôi mệt quá mẹ ơi. Ở nhà ngủ. Tao quan điểm mới nhậu xong là trả. Vậy nó mới mạnh. Bữa sau thằng kia nó trả lại. Nhậu chia chia thôi, thôi, thôi mệt. Đừng rủ tao. Tao nói mày trả mày để tao trả cho. Đàn ông có mấy đồng bạc lẻ hèn. Đó là quan điểm về tài dùm của tao. Sơn Tây nãy giờ comment không hot gì trơn anh. Mày nghĩ ai cũng như mày à? Thì mày không như tao, tao chỉ không chơi với mày thôi. Mày chơi ai chơi cây mẹ mày chứ. Trời ơi mày bạn của Duy Nguyễn mày phải khác. Đúng không? Tự nhiên thằng này vô comment gato tô trời. Tao nói thiệt mày bạn Duy Nguyễn mày phải khác. Còn không thì mày chơi với ai mày chơi. Ok. Đúng không? Mày tưởng mày rủ tao đi nhậu tao đi à? Buồn cười nha. Giờ mày rủ Duy Nguyễn đi nhậu mày không có tiền thôi nha. Rồi mày khỏi rủ mệt quá. Chơi với mấy thằng như mày phí thời gian chả được gì hết. Nói thiệt mày không có đẳng cấp. Nhiều khi mà nói chuyện nó bực mình ghê bạn.
Có con mồi nào cứng chút không anh? Không có em ơi. Hàng yếu quá. Phản biện bọn này vẫn non kém quá. Thì đúng rồi, mốt trình của anh nó xuống luôn rồi đó. Duy nhậu được 1 lít không? 1 lít là khách sạn nó lôi vô nữa. Gái nó lôi vô hết dâm luôn. Uống gì nổi. Bia hửi thì đã sỉnh rồi. Nhậu yếu lắm. Nói chung rủ đi nhậu thì chẳng qua chơi bời thôi, chứ còn nhậu em nhậu yếu lắm. Tại bọn em nghèo chưa có tầm nhìn đẳng cấp thì phải học tao. Đúng không? Mày phải học cách chơi của anh. Đàn ông á, chơi được thì chơi, chứ không được ở nhà ngủ. Đừng có mà chơi lông nhông lông nha. Nói thiệt, anh một lần mấy phút rồi, cái đó là trâu, 45 50. Nhậu người ta nhậu yếu rồi chứ khoản nó tao ghê lắm. Khoản nó thiệt, cái tao mà thời Võ Đại còn sống mà tao thách đấu á. Tao không phục Võ Đại đâu. Nói ông chẳng qua ông tôi xin khác thời thôi chứ. Ông mà xin chung thời với tôi ông đi rủ Mộng Điệp làm chứng. Dân Bến Tre mà nhậu yếu. Tại vì ở nhà mình không có truyền thống nhậu mà. Miền Tây đa phần nó nhậu dữ thiệt, đồng ý, nhưng mà nhà mình không có truyền thống nhậu. Mấy ông cậu nhậu ghê lắm mà mình không có thích nhậu, mà hiểu không? Mình làm như con trai 10 điểm mà sao á, thuốc không hút, mẹ không nhậu. Có gái là nhiều thôi. Bài chơi chút đỉnh. Tâm sự thiệt vậy luôn. Dưới 250 view đi ngủ nha. Thấy mọi người cũng đi ngủ gần hết rồi. Bên Beagle thì còn đông quá, Beagle còn hơn ngàn lận. Mà Beagle đang yếu quá. Gái ở đâu ngon anh? Ở đâu phòng tắm em? Không hút thuốc, không uống bia, chỉ thích chích thật. Tại sao Việt Nam không mở sòng bài? Mẹ, câu này ta phải trả lời mày nhìn nè. Hồi xưa đó, Việt Nam Cộng Hòa mở cái sòng bài, biết sòng bài lớn nhất của đại thế giới á. Cái sòng bài cũng biểu diễn á. Cái sòng bài đó đẩy người dân Việt Nam đi vô lầm than cơ cực. Đúng không? Đàn bà cũng như đàn ông. Đi vô đó đánh bài toàn thua không à. Thua thì biết đi đâu không? Ra cầu Bình Lợi nhảy lầu tự tử. Rồi đàn bà đó, quý tộc đó, vô đánh bài thua là thành bò lạc. Nó có một cái tầng lớp vô đó, nó cho đàn ông á, nó cho mượn tiền đánh bài thua. Xong rồi đi khách sạn nó chịch bò lạc. Dẫn tới gia đình ly tán, ly thương. Đúng không? Nên ngày xưa thời cách mạng, mấy ông Việt Cộng, mấy ông thấy cảnh đó mà ông nhói lòng lắm. Mà ông chưa làm gì được hết, tại phần lúc đó là lực cách mạng nó còn yếu. Nên đâm ra cái truyền thống văn hóa là bây giờ bài bạc phải cấm. Bài bạc phải cấm, không có dám mở. Mở như vậy nó sẽ ảnh hưởng tới gọi là cái sự gọi là an sinh của xã hội. Nó ảnh hưởng tới cái người dân, người ta dễ lậm vô con đường cờ bạc, tan nhà nát cửa. Hiểu không? Nhưng mà với cái xu thế bây giờ đó, là cũng mở sòng bạc. Nhưng mà cho dân đại gia nó chơi với gọi là cho nước ngoài nó chơi á. Cái vấn đề mà sòng bạc ở Việt Nam cũng là vấn đề nhạy cảm, đang được các cấp chính quyền người ta đứng lên ta bàn thảo có nên mở đặc khu hay không. Sòng bài lậu thôi chứ làm gì có sòng bài công khai như thời máu nhuộm Bến Thượng Hải, đúng không? Sòng bài lậu cũng đâu chắc có, trại gà lậu rồi nọ. Chứ tao nói thiệt với mày, thời ông Nguyễn Văn Thiệu, ông đó đá gà trầm, ông đó là đi kiếm thần khê luôn á. Thần kê chứ, ông đi kiếm thần kê. Con gà đá ghê lắm, ổng này nọ, má tung cửa ra là ăn con gà đó tên gì tôi quên rồi. Đó. Chứ còn hả? Thời đó, thời Việt Nam Cộng Hòa thì ăn chơi ghê hơn. Còn bây giờ thời dính vô mấy ông nội cộng sản tiếp quản này nọ nên cái mức độ ăn chơi nó ít lại. Kêu là ăn chơi là truyền thống của tư bản này nọ, nó phải xóa bỏ. Sau này xã hội nó đỡ hơn.
thì cũng chấp nhận một số loại hình ăn chơi. Giống như mấy quán karaoke ôm á, trên giấy phép đăng ký kinh doanh nó ghi là phòng thu âm. Nghe từ rất là mỹ miều mấy, phòng thu âm chứ trong là karaoke ôm. Ông Kỳ là chơi gà là trăm luôn đó. Ông Kỳ ông ăn chơi ghê lắm. Đùa à. Anh Duy đá gà 40 kg nữa không? Gà 40 kg là gà xì ke mày ơi. Ai chơi gà 40 kg? Gà 40 kg là ép thời kỳ cuối rồi. Hỏi ngu. Ba xe hai mạt như anh Duy nói mới tính là trung trung. Ba xe hai mạt là gì không hiểu. Ừ, gà 50 kg mới chuẩn đó, đúng rồi. Gà gì gà 40, trời. Casino Hồ Tràm là khách sạn 5 sao thì cái đó có ai nói gì. Sòng bài đúng không? Casino. Thời Việt Nam Cộng Hòa phụ nữ xấu đi đánh bài cũng bị đè ra quốc luôn. Trời ơi ông ơi, cái thời chiến, cái thời mà phụ nữ nó trong 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 thời trong trong thời miền Nam lúc bây giờ chiến tranh thì phụ nữ nó trốn từ lưa hết, phụ nữ theo Việt Cộng cũng cả nồi, phụ nữ làm du kích cũng cả nồi, đúng không? Còn phần còn lại là phụ nữ nghèo rớt bướm ra luôn, nó ở đâu tiền đâu mà đi quýnh bài. Thì còn là cái tầng lớp mà trung lưu nó mới có tiền đi quýnh bài, mà tầng lớp trung lưu thì có đẹp có xấu, đúng không? Lúc đó là cái gì, cung nó trên cầu, đúng không? Đàn bà rất là hiếm mà còn lựa nữa. Trời ơi mấy ơi, tôi nói thiệt với bọn với ông á, khi mà đàn ông nổi máu dâm lên rồi, có đàn bà nó xấu như con chung vô diệm đi chăng nữa thì cũng tưởng tượng ra được con điêu thuyền. Ông phải hiểu tình dục nó là như vậy chứ, ông nói chuyện mà ông dìm hàng phụ nữ Việt Nam ngày xưa quá tôi chấp nhận ông ơi. Ông phải thời thế thế thời, bây giờ hòa bình nó khác, đất nước phát triển đổi mới dân giàu nó nhiều, đi quýnh bài nó phụ nữ nó đông hơn. Còn cái thời bây giờ trời ơi, thiệt ông luôn, phụ nữ đi quýnh bài là hàng hiếm. Con rơi của đến Mỹ ở Việt Nam cực nhiều, có rõ ràng nó đúng, ở Philippines cũng vậy. Ở Sài Gòn anh nghĩ bao nhiêu phần trăm là con gái làm gái anh, ai biết mày ơi, ai thống kê cho nổi, đúng không? Ngoại mại dâm Việt Nam là chưa quản lý mà ai biết được bao nhiêu. Thì ra cầu thị nghè thấy giờ bớt đứng rồi đó, không biết cái trò có chuyển động hay không. Nó Nguyễn Chí Thanh thì cũng vắng lại rồi, Đào Duy Từ thấy cũng hết, Quyền Trân thì thấy không còn đứng nữa, rồi chung trong nhà cũng chưa chắc yên. Và hôm Lê Phong nó hốt mấy ổ rồi kìa. Trả lời mấy anh bay nhảm nhảm mỗi miệng thiệt chứ thôi, thiệt luôn á, thiệt cái trả lời tụi nó mỗi miệng ghê mà. Chuẩn bị dưới 250 view đi ngủ nè, còn 3 view nó tuột luôn, đi ngủ cho khỏe. Rồi 49 đi ngủ nha, thì cuối giờ hỏi tào lao không có mơ mà theo dõi lại tiên.